Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1131, tiễn thần dễ mời thần khó. Khi xe của Vương Tử Quân biến mất trong dòng xe cộ cuồn cuộn thì Đồng Cánh Hoàn nói với Lật Binh Đông đang đi vào trong khách sạn. Bí thư Lật, vì sao tôi luôn cảm thấy bí thư Vương giống như không hài lòng với chuyện này lắm? Lữ Bân Tường có hơi cau mày, hắn biết rõ Đồng Cánh Hoàn nói như vậy là có tâm lý gì. Vừa rồi Vương Tử Quân có thái độ hời hợt với Đồng Cánh Hoàn trên bàn rượu, thái độ như vậy căn bản làm cho một người đi đến đâu cũng được người ta coi là thần tài như Đồng Cánh Hoàn cảm thấy không thoải mái. Lữ Bân Tường cũng có chút bức bối vì thái độ ngang ngược kiêu ngạo của Đồng Cánh Hoàn, thế nhưng đối phương là phó tổng giám đốc của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp, hơn nữa lời nói rất có trọng lượng trước mặt tổng giám đốc Chu Ba Nhâm, vì thế hắn mới đối đãi với đối phương như vậy. Lữ Bân Tường cho dù có vướng mắc trong lòng vẫn phải có biểu hiện thân cận với Đồng Cánh Hoàn. Lật Binh Đông thầm mắng Đồng Cánh Hoàn không biết tốt xấu, đồng thời cười nói. Chúng ta đã đi trên con đường mình muốn đi, nếu như Bí Thư Vương cứ níu kéo không tha, thành phố Bạo Uẩn chúng tôi cũng không sợ. Cho dù sự việc náo loạn đến Chủ tịch Chử, chúng ta cũng là vì sự phát triển của thành phố Bạo Uẩn mà thôi, không phải tất cả là vì phát triển kinh tế sao? Đồng Cánh Hoàn lúc này mới nở nụ cười nói. Đúng vậy, công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp của chúng tôi sở dĩ khai thác mỏ ở thành phố Ba Uẩn cũng là vì hướng về phía Bí Thư Lật. Nếu anh không phải là người trượng nghĩa, giám đốc Chu của chúng tôi cũng sẽ không kiên cường độc đoán đặt chi nhánh của công ty ở thành phố Ba Uẩn. Ha ha ha, giám đốc Chu là người đại tài, tôi nghe nói vài ngày gần đây giám đốc Chu đang nghỉ, không biết giám đốc Đồng có thể liên hệ với giám đốc Chu. Mời anh ấy đến chỉ đạo công tác của thành phố Ba Uẩn hay không? Tuy chỗ này của tôi căn bản không có gì là nổi tiếng, thế nhưng sơn thủy cũng đẹp, đều là tài nguyên sinh thái tự nhiên, cũng rất tốt. Đồng Cánh Hoàn biết rõ tâm tư của Lật Binh Đông, hắn cười cười nói. Bí thư Lật, cái này tôi cũng không dám nói lời đảm bảo, nhưng anh cứ yên tâm, chỉ cần anh mở miệng thì tôi chắc chắc sẽ cố gắng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu giám đốc Chu đến, các anh tốt nhất nên giải quyết dứt khoát sự kiện vỡ hồ chứa. Anh nghĩ mà xem, nếu giám đốc Chu đến nghỉ ngơi mà có sự kiện nhân dân chạy đến gây rối, không phải quá ồn ào náo loạn sao? Điều này là đương nhiên. Lật Binh Đông khẽ cau mày, sau đó nhanh chóng vung tay lên nói. Chúng tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để xử lý vụ này, đảm bảo khi giám đốc Chu đến thì tất cả sẽ được giải quyết nhanh gọn. Bí thư Lật là người làm việc quyết đoán. Tôi tin tưởng quyết tâm của ngài. Nhưng có một vấn đề thế này, Bí thư Lật, 10 triệu chính là số tiền mà giám đốc Chu nể mặt ngài mới đưa ra, đây là giới hạn thấp nhất của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp chúng tôi, nếu nhiều hơn nữa thì căn bản là không được. Lật Binh Đông nhìn khóe miệng khẽ cong lên của Đồng Cánh Hoàn, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Trong ước tính của hắn, nếu muốn giải quyết vụ này, ít nhất cần 1 tỷ. Lúc này người của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp chỉ đưa ra 10 triệu. Chẳng phải là muối bỏ bể sao? 10 triệu và 1 tỷ là khác biệt quá lớn, nhưng nếu Kim Bảo Đồng Nghiệp rút chân ra, cục diện phát triển của thành phố Ba Uẩn sẽ bị phá hoại nghiêm trọng, đây là điều mà hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Dù sao thì tình hình phát triển của thành phố Ba Uẩn cũng liên quan đến lợi ích của bản thân hắn không thể không quan tâm. Được, như vậy thì chúng ta xem như nói một lời quyết định. Lật Binh Đông bắt tay Đồng Cánh Hoàn rồi trầm giọng nói. Hoạt động chấp chính theo đúng quy trình pháp luật được Vương Tử Quân thúc đẩy và được tiến hành hừng hực khí thế. Dưới sự can thiệp của Vương Tử Quân, các cơ quan đơn vị thuộc khối tư pháp trong tỉnh Nam Giang tiến hành một hành động lớn, thiết lập văn phòng chuyên nghiệp, điều tra rõ ràng những vụ án không làm theo đúng trình tự, đẩy hạng mục công tác tiến lên bậc thang mới. Trong quá trình này Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp căn bản là tiêu điểm chú ý của tất cả cán bộ trong tỉnh. Mặc dù hắn thật sự không có ý nghĩ lấy lòng mọi người, thế nhưng có khá nhiều quần chúng cảm nhận được sự biến đổi trong cuộc sống. Sự kiện vỡ hồ chứa chất thải khai thác mở ở thành phố Ba Uẩn chỉ là một bọt nước nhỏ trong số hàng ngàn hạng mục công tác của Vương Tử Quân. Một tuần sau khi gặp mặt Lật Binh Đông, tòa án thành phố Ba Uẩn đặc biệt đưa đến Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy một phần văn kiện, nội dung chủ yếu của nó đề cập đến phương diện giải quyết sự kiện trên. Cuối văn kiện có một câu thế này. Quần chúng gặp tai họa đã vui vẻ tiếp nhận phương án giải quyết của thành phố Ba Uẩn, càng có không ít quần chúng mở lời khen ngợi công tác của chính quyền Ba Uẩn. Sau khi đọc xong dòng chữ này thì Vương Tử Quân khẽ cau mày. Vương Tử Quân là người công tác cơ sở nhiều năm, sao hắn không nhìn ra được những vấn đề ẩn giấu trong văn kiện này?
Chưa nói đến phương diện văn kiện báo cáo rất mơ hồ, với kinh nghiệm của Vương Tử Quân thì xử lý một vấn đề ảnh hưởng đến dân chúng vài thôn căn bản không phải chỉ là một tuần là xong. Thành phố Bảo Ẩn lúc này đưa lên cho mình một văn kiện như vậy, rõ ràng là có ý nghĩ muốn lừa gạt mình. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân có chút tức giận, hắn ném mạnh văn kiện lên mặt bàn. Hắn cũng không cảm thấy tức giận vì tình huống thành phố Bảo Ẩn muốn lừa gạt mình, hắn tức giận vì Lữ Bân Tương căn bản không quan tâm đến việc giải quyết bức xúc cho nhân dân. Làm quan quản một địa phương, nếu không thể tạo phúc cho một phương, cũng phải làm ra vài việc tốt thiết thực cho quần chúng, giải quyết khó khăn cho quần chúng, đưa nhân dân ra khỏi khó khăn. Vương Tử Quân tự nhận mình không phải là người cực kỳ cao thượng, thế nhưng những gì có thể làm cho quần chúng, hắn căn bản là không tiếc sức. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn gọi điện thoại cho Phó Bí Thư Mạnh Chí Đạo Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. 5 phút sau Mạnh Chí Đạo đi đến phòng làm việc của Bí Thư Vương. Nếu như nói dĩ vãng Mạnh Chí Đạo có tư tưởng không phục Vương Tử Quân, bây giờ hắn căn bản đã thuần phục vị bí thư trẻ tuổi này. Sau khi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thì hắn cung kính chào hỏi. Bí thư Vương. Vương Tử Quân có vẻ rất khách khí với Mạnh Chí Đạo, hắn khẽ cười cười nói với đối phương. Bí thư Mạnh, chúng ta cùng bàn bạc một chút. Du Giang Vĩ vào phòng rót trà cho Mạnh Chí Đạo, sau đó đặt ly trà nóng trước mặt Vương Tử Quân, cuối cùng lui ra khỏi phòng. Từ sau khi đến nhận chức ở Ủy ban Tư pháp tỉnh Nam Giang, Vương Tử Quân và vài vị phó bí thư Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy nói chuyện với nhau phần lớn là ngồi trên ghế salon, gương mặt hắn cực kỳ hòa ái dễ gần. Nhưng vị bí thư Vương hòa ái dễ gần này lại làm cho Mạnh Chí Đạo sinh ra cảm giác khác, hắn cảm thấy người ngồi trước mặt căn bản càng uy phong nghiêm túc hơn vị bí thư tiền nhiệm. Cũng không phải là bí thư Vương là hạng người không lưu tình, ngược lại còn có biểu hiện cực kỳ ôn hòa. Hầu như không bao giờ lớn tiếng mở miệng răn dạy người khác. Nhưng dù như thế nào thì tất cả cán bộ trong Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy đều kính sợ Vương Tử Quân, đặc biệt là vài vị cấp phó, vô tình cả đơn vị sinh ra cảm giác kính sợ. Tuy Vương Tử Quân chưa từng làm vì lớn trong Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, thế nhưng Bí Thư Vương này hai lần ra tay đã thu thập hai nhân vật có tính độc lập rất mạnh là Chu Tiến Liên và Trân Hồng Lỗi, đừng nói là đám người ở trong đơn vị như bọn họ. Bí Thư Mạnh, con cái công tác thế nào? Vương Tử Quân biết rõ năm nay con của Mạnh Chí Đạo tốt nghiệp đại học, đang ở trong giai đoạn sắp xếp công tác, thế là dùng giọng quan tâm hỏi. Mạnh Chí Đạo nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn cũng cười nói. Cảm ơn Bí Thư Vương quan tâm, tiểu tử kia căn bản cứ thích làm loạn, nói gì cũng không nghe. Nó muốn ra ngoài phát triển, làm mẹ khóc lóc một trận thảm thiết, thế nhưng nó không nghe, cũng không chịu quay về. Ha ha! Điều này là bình thường, thanh niên thường có mơ ước của mình, cũng cần xông pha một thời gian. Tôi hiểu tâm tính của chị dâu, thế nhưng ra ngoài phát triển cũng không xấu, nếu như tìm được đúng đường của mình, sau này tạo dựng nên sự nghiệp, cũng căn bản mạnh mẽ hơn phát triển trong quan trường. Vương Tử Quân lên tiếng làm cho Mạnh Chí Đạo chợt cảm khái, hắn tất nhiên hy vọng con trai của mình có thể tạo dựng sự nghiệp. Nhưng hắn là một phó bí thư ủy ban tư pháp, cấp bậc không thấp. Nhưng chủ yếu là lực ảnh hưởng trong tỉnh Nam Giang căn bản là quá nhỏ. Hơn nữa con trai của Mạnh Chí Đạo không biết có phải là vì tâm lý muốn thoát ra khỏi sự kềm cặp của bố hay không, thế cho nên càng quyết tâm ở thủ đô kinh doanh, điều này làm cho hắn và vợ rất lo lắng. Vương Tử Quân nghe Mạnh Chí Đạo kể khổ, hắn chợt cười nói. Bí thư Mạnh, tôi biết rõ công ty mà con trai anh đang làm việc, trước kia tôi từng gặp mặt giám đốc của bọn họ ở tỉnh Sơn Nam. Thế này đi. Trước tiên chúng ta đừng nói cho cháu nó biết, tôi sẽ gọi điện thoại cho giám đốc công ty của cậu ấy, để anh ấy quan tâm một chút. Nếu giám đốc quan tâm thì sẽ dễ dàng tạo ra thành tích hơn, Mạnh Chí Đạo dù không thoải mái với đứa con đi ngược lại ý chỉ của mình, thế nhưng hắn dù sao cũng là người làm cha, có người cha nào muốn buông bỏ mặc kệ con mình. Sau khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì Mạnh Chí Đạo căn bản cực kỳ cảm kích, Bí Thư Vương căn bản quan tâm đến con mình. Không phải biểu đạt sự coi trọng với chính mình sao? Mạnh Chí Đạo biết Vương Tử Quân gọi mình đến tuyệt đối không phải là vì nói về chuyện của con trai, bây giờ Vương Tử Quân nói về đứa con của hắn, sau đó nên nói chuyện chính rồi. Quả nhiên đúng như dự đoán của Mạnh Chí Đạo, sau khi đặt điện thoại xuống nói vài câu thì Vương Tử Quân đưa tài liệu báo cáo của thành phố Bảo Ẩn cho Mạnh Chí Đạo. Hắn cũng không nói gì, chỉ nhìn phản ứng của Mạnh Chí Đạo. Mạnh Chí Đạo căn bản hiểu rõ sự kiện ở thành phố Bảo Ẩn, khi thấy Vương Tử Quân đưa tài liệu cho mình thì cũng không nói gì, trong lòng thầm hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân.
Mạnh Chí Đạo trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Bí thư Vương, trong tỉnh có kỳ vọng rất cao vào sự phát triển của khu vực phía Bắc, đặc biệt là thành phố Ba Uẩn. Mạnh Chí Đạo nói không quá rõ ràng, thế nhưng ý nghĩa của nó lại rất rõ ràng, hơn nữa lời nói lại có vài phần khuyên giải. Đó chính là không nên gây chuyện, cũng không nên nhóm lửa trên người mình. Hắn rất tin tưởng Vương Tử Quân sẽ nghe và hiểu rõ lời nói của mình. Vương Tử Quân căn bản không tức giận vì lời khuyên bảo của Mạnh Chí Đạo, ngược lại còn có chút vui sướng. Lời nói của Mạnh Chí Đạo cực kỳ bảo thủ, nhưng ít nhất đối phương cũng đứng trên góc độ của mình để suy xét vấn đề. Có thể nói vì đối phương đã cho ra một lời đề nghị đứng trên góc độ phát triển lâu dài của hắn ở tỉnh Nam Giang. Nhưng Vương Tử Quân có thể đứng trơ mắt nhìn sự kiện này bị vùi lấp sao? Không thể, nếu như không giải quyết được sự kiện này, dù nói từ phương diện lương tâm hay vị trí của hắn trong Ủy ban Tư pháp, hắn cũng không thể bỏ qua cho mình. Đã có người ném sự kiện này lên hành động chấp pháp theo đúng pháp luật Vương Tử Quân đề ra, như vậy nhất định sẽ giữ lại chiêu phản kích ở phía sau. Nếu như Vương Tử Quân giả vờ câm điếc, như vậy chỉ sợ rơi vào kế hoạch của người ta. Bí thư Mạnh, phát triển kinh tế là cực kỳ quan trọng, thế nhưng phương diện chấp pháp theo đúng quy định và bảo vệ ích lợi của quần chúng là không thể bỏ qua. Vương Tử Quân nói đến đây thì khoát tay áo với Mạnh Chí Đạo đang chuẩn bị lên tiếng. Anh thương lượng với Trán án Chu một chút, điều vài đồng chí tinh thông nghiệp vụ xuống thành phố Ba Uẩn điều tra nghiên cứu cho rõ. Mạnh Chí Đạo chợt cảm thấy lộp bộp trong lòng, hắn đã hiểu Bí Thư Vương vì sao lại làm như vậy. Chấp pháp đúng quy định, tuy đây là một hành động được thúc đẩy vào lúc hiện tại, thế nhưng căn bản chỉ là vẻ bề ngoài. Bí Thư Vương nghiêm khắc yêu cầu khối tư pháp cần phải chấp pháp theo đúng quy định pháp luật, đây là bước đi đầu tiên của Bí Thư Vương trong Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Vào thời điểm mấu chốt càng không thể để phát sinh nghi vấn. Nếu như hắn không giải quyết tốt sự việc phát sinh ở thành phố Ba Uẩn, như vậy người ta sẽ coi đó là cơ hội để công kích Bí Thư Vương. Bí Thư Vương, nếu không thì để tôi đi xem thế nào. Mạnh Chí Đạo càng ý thức được tầm quan trọng của sự việc, thế là hắn trầm giọng xin Vương Tử Quân cho đi giết giặc. Không cần, anh đi làm cho người ta cảm nhận được áp lực quá lớn. Thế này đi. Anh chọn một trưởng phòng trong Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy dẫn đội, đi cùng với vài cán bộ của tòa án tỉnh xuống thành phố Ba Uẩn. Vương Tử Quân khoát tay áo rồi trầm giọng nói. Vì có chỉ thị của Vương Tử Quân, thế cho nên sự việc được giải quyết rất nhanh. Buổi trưa đã lập xong tổ điều tra, sáng hôm sau đã đi đến thành phố Ba Uẩn. Dẫn đầu đội điều tra chỉ là một cán bộ cấp cục, thế cho nên căn bản không bùng lên ngọn sóng gì ở thành phố Ba Uẩn. Dù sao thì mỗi tuần trên tỉnh đều có người xuống điều tra nghiên cứu. Nhưng làm cho người ta cảm thấy không ngờ chính là tổ điều tra xuống thành phố Ba Uẩn được 3 ngày thì nổi tiếng khắp toàn tỉnh, chẳng qua nguyên nhân của nó là không quá tốt. Khi Vương Tử Quân nhận được tin tức thì đang đọc sách ở nhà. Bình thường Vương Tử Quân bận rộn công tác, thế nhưng hắn vẫn rút ra chút thời gian để ở cùng Mạc Tiểu Bắc và Tiểu Bảo Nhi, sau đó ở nhà đọc sách. Tối hôm đó hắn dùng cơm xong. Khi đang đánh cờ với Tiểu Bảo Nhi thì Mạnh Chí Đạo gọi điện thoại đến. Mạnh Chí Đạo có vẻ rất tức giận, giọng nói có chút run rẩy. Hắn là phó bí thư ủy ban tư pháp, nhiều khi phải tươi cười đón người, hắn nổi giận như vậy làm cho Vương Tử Quân cảm thấy bất ngờ. Bí thư Vương, tổ điều tra của chúng ta bị đuổi ra ngoài. Đây là câu nói thứ hai của Mạnh Chí Đạo cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe vậy thì vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Sự việc này làm hắn cảm thấy bất ngờ không kém. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Bí thư Mạnh, anh đừng nóng vội, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Bí thư Vương, không phải là đuổi ra, rõ ràng là vui vẻ tiễn chân mới đúng. Mạnh Chí Đạo dùng giọng bức bối nói. Tối hôm nay tổ điều tra vốn đang xâm nhập điều tra, bí thư ủy ban tư pháp thị ủy Ba Uẩn là Trần Hanh Cửu đột nhiên mời khách. Sau khi uống vài ly với các đồng chí tổ điều tra, Trần Hanh Cửu truyền đạt ý chỉ của thị ủy. Tất nhiên bọn họ nói rất huyền chuyển, đó chính là ủy ban tư pháp tỉnh ủy bận rộn nhiều việc, bọn họ cũng không dám làm mất thời gian của lãnh đạo, thế nên bây giờ mượn ly rượu nói lời tiễn chân. Dùng rượu để nói lời tiễn chân không là vấn đề gì, thế nhưng quan trọng là tổ điều tra của ủy ban tư pháp tỉnh ủy căn bản không cho ra đề xuất muốn quay về. Bữa cơm kết thúc mất vui, nhưng tổ điều tra của ủy ban tư pháp căn bản không thể nào tiếp tục công tác. Đám người được hỏi đều im miệng không nói, dù là hỏi gì cũng câm như hến. Rơi vào đường cùng, tổ điều tra đành phải để cho chính quyền Ba Uẩn vui vẻ tiễn chân quay về tỉnh.
Nói đúng thực tế thì thành phố Ba Uẩn thực hiện lễ nghi rất tốt, chuẩn bị nhiều đặc sản địa phương cho đoàn công tác, hơn nữa còn có một phần cho Bí Thư Vương. Chương 1132, tận tâm tận lực lo lắng dân sinh, hết lòng mưu cầu phát triển. Hạ Ung Quân dùng ánh mắt có chút lo sợ nhìn Vương Tử Quân, tuy Vương Tử Quân trẻ hơn vài tuổi so với hắn, thế nhưng hắn đứng đối diện với Bí Thư Vương, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an. Hạ Ung Quân căn bản không ngờ đến kết quả đến thành phố Ba Uẩn lần này lại như vậy. Hắn tính toán phải làm tốt công tác được giao, sau đó tìm lấy sự tán thưởng của Bí Thư Vương, sau đó sẽ tiến lên như diều gặp gió, thế nhưng hắn đưa người đến thành phố Ba Uẩn làm công tác điều tra, căn bản bị người thành phố Ba Uẩn đuổi đi. Thật sự xấu hổ, không những mất thể diện của chính mình, hơn nữa còn làm mất mặt Bí Thư Vương. Mặc dù đám người thành phố Ba Uẩn nói rất dễ nghe, không muốn làm chậm trễ công tác của bọn họ, thế nhưng thực tế thì ai cũng biết tổ điều tra của bọn họ bị đuổi ra khỏi Ba Uẩn. Ung Quân, anh có thích uống trà không? Giọng nói ôn hòa vang lên bên tai Hạ Ung Quân, giọng nói này làm cho hắn vốn đang cảm thấy rất sợ hãi chợt không kịp phản ứng. Bí Thư Vương vừa nói gì? Hạ Ung Quân có chút sững sốt, sau đó lập tức nghĩ đến hai chữ uống trà. Khi hắn đang trố mắt thì Vương Tử Quân đã đưa một phần trà vào trong ấm, hắn nhìn bộ dạng mất hồn vía của Hạ Ung Quân rồi nói. Hồng trà uống ấm bụng, trà thường có tác dụng nâng cao tinh thần, tất cả đều có chỗ tốt, tôi căn bản lại không quá chú ý, thứ gì uống cũng được. Hạ Ung Quân nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, tâm tình đã bình tĩnh hơn một chút. Trên đường quay về hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nên nói với Bí Thư Vương như thế nào, nhưng bây giờ vì quá căng thẳng mà đã quên đi tất cả. Cuối cùng sau khi bình tĩnh lại thì hắn tranh thủ thời gian nói. Bí Thư Vương, tôi không làm tốt công tác của mình. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Chuyện này cũng không phải là anh có thể khống chế được, chuyện công tác nói sau. Trước tiên anh uống ngụm trà cho nhuận miệng. Một ly trà được rót ra đầy. Hạ Ung Quân uống vào cảm thấy thoải mái hơn một chút, hầu như đã khôi phục lại giống như bình thường. Khi Vương Tử Quân cầm bình trà lên tiếp tục rót vào ly, hắn vội đưa tay nhận lấy. Nếu như vừa rồi hắn có chút bối rối nên để Bí Thư Vương châm trà cho mình, bây giờ dù thế nào hắn cũng không thể để cho Bí Thư Vương tiếp tục. Vương Tử Quân nhìn Hạ Ung Quân rót nước cho mình, hắn cười nói. Ung Quân, lần này đến thành phố Ba Uẩn điều tra thế nào? Bọn họ xử lý chuyện này ra sao? Bí Thư Vương, sau khi đi đến thành phố Ba Uẩn thì trước tiên chúng tôi đến tòa án thành phố, các đồng chí tòa án thành phố Ba Uẩn có tâm tình rất mâu thuẫn với chúng tôi. Thế nhưng vì lý do công khai, dựa theo đúng trình tự pháp luật, quần chúng tiến hành khởi tố vụ này thì phải đi đến tòa án nhân dân huyện. Hạ Ung Quân nói đến đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chúng tôi vội vàng chạy đến tòa án huyện, thái độ của bọn họ cũng không phải không tốt. Chỉ là kết quả không giống như ý muốn, bọn họ nói căn bản không nhận được đơn tố cáo của nhân dân. Vương Tử Quân nghe lời nói của Hạ Ung Quân thì không mở miệng, tuy hắn không đi thế nhưng lại hiểu rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Khi chúng tôi chuẩn bị xuống nhà dân tìm hiểu tình huống thì các đồng chí của Ủy ban Tư pháp Thị ủy chạy đến, hai cấp Ủy ban Tư pháp huyện ủy và thị ủy cùng tiến hành báo cáo. Bọn họ nói rằng đã giải quyết xong sự kiện này. Từng quần chúng gặp tai họa đều đã được đền bù tổn thất, quần chúng cũng tỏ ra thỏa mãn với điều kiện đền bù. Vương Tử Quân cười cười, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói. Có phải các anh cũng đã tiến hành điều tra với quần chúng rồi không? Vâng, vì muốn làm tốt công tác của mình nên chúng tôi đưa ra yêu cầu như vậy, lúc bắt đầu thì các đồng chí Ủy ban Tư pháp Thị ủy không đồng ý, sau này bọn họ tìm đến vài người đại biểu. Nhưng tôi cảm thấy chính mình đi điều tra thì hay hơn. Đồng thời tôi cảm thấy phương thức xử lý của bọn họ rất qua loa. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Hạ Ung Quân này căn bản là một người có khả năng xâm nhập cơ sở, nếu không thì người ta căn bản đã không tìm cách đẩy đi. Vương Tử Quân biết được một vài tình huống từ trong miệng của Hạ Ung Quân, sau đó hắn cười cười cho Hạ Ung Quân đi nghỉ ngơi trước. Nhưng sau khi Hạ Ung Quân bỏ đi, Vương Tử Quân nhíu mày rất chặt. Lữ Bân Tương thật sự quá cường thế, đối phương thấy không lường gạt được mình. Thế là dùng thủ đoạn này. Khi Vương Tử Quân gặp mặt Hạ Ung Quân, lúc này trước căn nhà số 2 tỉnh ủy Nam Giang, xe của Lật Binh Đông đã dừng lại bên ngoài. Lữ Bân Tương vừa đi xuống vừa nói với lái xe. Cậu đi ra phía sau lấy hai thùng hoa quả ra đây. Lái xe nhanh chóng chạy xuống lấy ra hai thùng hoa quả, nhưng hắn còn chưa nhận được lời nói nào của Lật Binh Đông,
lúc này Lật Binh Đông cũng không cần mở miệng, trực tiếp tiến lên nhận lấy, sau đó nói. Các cậu ở đây chờ tôi đi vào trong nhà của chủ tịch Trử có chút việc. Động tác của Lật Binh Đông làm cho lái xe phải trợn mắt há mồm, hắn cũng không phải một hai lần đi cùng lãnh đạo đến nhà người khác, tất nhiên mỗi lần như vậy cũng không phải đến tay không. Nhưng khi đó những công tác khuân vác đều dành cho hắn và thư ký, hôm nay lãnh đạo có thái độ khác thường, đây là làm sao? Lãnh đạo không vui sao? Hay là biểu hiện của mình căn bản là không tốt, không làm cho lãnh đạo hài lòng? Lật Binh Đông cũng không có tâm tư phỏng đoán ý nghĩ của viên lái xe, hắn xách theo hai thùng trái cây đi vào trong nhà của chủ tịch Trữ Vận Phong. Ánh đèn trong nhà chủ tịch Trữ Vận Phong có hơi tối, sau khi gõ cửa, dì Lý thấy mặt Lật Binh Đông thì nhanh chóng cười biểu hiện vẻ nghênh đón. Bí thư Lật, mời ngài vào bên trong. Chào chị dâu, tôi đã lâu không đến thăm ngài, lúc này vì có chút sợ hãi nên đặc biệt chạy đến. Lật Binh Đông dùng giọng tràn đầy thân mật nói. Dì Lý căn bản rất hưởng thụ với lời nói khách sáo của Lật Binh Đông, nàng tiếp nhận hai thùng quà của Lật Binh Đông rồi cười nói. Được rồi, anh đến tìm anh Trử thì nói cho rõ, tôi cũng không phải không biết gì, anh nịnh nọt tôi thì có được gì. Tôi nói lời thật lòng, chị dâu, con người của tôi căn bản là rất kính trọng ngài. Lật Binh Đông nói rồi cũng không chờ cho dì Lý đến lấy quà, hắn nhanh chóng đi vào đặt trên bàn phòng khách, sau đó nói. Đến nhà chị mà đi tay không cũng không hay, nếu đưa đến nhiều thứ thì chủ tịch Trử lại bắt đưa về. Tôi biết chủ tịch Trử thích ăn cam, thế cho nên mới đưa đến vài trái. Khi Lật Binh Đông mở miệng thì một đứa bé mập mạp chạy ra vừa nói. Bà, cháu muốn xe hơi, bà mua xe hơi cho cháu đi. Khi thấy Lật Binh Đông thì cậu bé chợt dừng lời, sau đó dùng ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn Lật Binh Đông. Khi Lật Binh Đông nhìn cậu bé thì chợt biết đó là ai. Vì thế hắn cười nói. Đây là con của Ngôn Huy sao? Tiểu tử này thật sự rất có tinh thần. Khi Lật Binh Đông đang nói thì Trữ Vận Phong đi dép lê từ trên lầu xuống. Lúc này lão đi dép lê mặc trang phục ở nhà, nếu người không quen biết, chỉ sợ sẽ không nghĩ rằng đây là chủ tịch tỉnh Nam Giang, giống như một ông chú về hưu hơn. Trữ Vận Phong thấy Lật Binh Đông thì tỏ ra rất vui, lão vừa cho Lật Binh Đông ngồi xuống vừa cười nói. Lật Binh Đông! Anh không ở thành phố Bảo Uẩn chú ý phát triển kinh tế, chạy đến nhà tôi làm gì? Trước Tết anh dám lớn tiếng nói với thành phố Lâm Hồ, năm nay nhất định phải vượt mặt người ta, nếu như không cố gắng thì chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao? Lời nói của Trữ Vận Phong làm cho Lật Binh Đông có chút hưng phấn, có thể làm cho lãnh đạo nói lời vui đùa như vậy, đãi ngộ này là hiếm có. Điều này nói rõ lãnh đạo căn bản không coi hắn là người ngoài, quan hệ giữa hai bên đã đến mức hài hòa hợp ý. Tất nhiên đây là điều mà hắn cảm thấy rất thích thú. Trên đường đến đây thì Lật Binh Đông đã suy nghĩ rất kỹ xem nên nói thế nào, lúc này nghe thấy chủ tịch Trữ Vận Phong nhắc đến sự kiện mình đánh cuộc với bí thư thị ủy Lâm Hồ là Vạn Thạch Tắc về kết quả phát triển cuối năm, hắn không khỏi thầm nghĩ trời đang giúp mình, thế là hắn trầm giọng nói. Chủ tịch Trử, vì sự phát triển của Ba Uẩn mà tôi thật sự có cuộc sống không mấy bình an, cũng may có được thành tích rõ ràng. Nhưng bây giờ có người nắm chặt chuyện của thành phố chúng tôi thật sự cảm thấy rất nóng lòng, xem ra lần này chỉ có thể cúi đầu nhận thua với bí thư Vạn của thành phố Lâm Hồ mà thôi. Vẻ mặt Trữ Vận Phong chợt trở nên nghiêm túc, lão nhìn vẻ mặt Lật Binh Đông, không nói lời nào. Bầu không khí trong phòng chợt trở nên ngưng trọng, ngay cả tiểu tử bên kia đang bóc vỏ cam cũng phải đặt tay xuống. Dì Lý nhìn bầu không khí tĩnh lặng trong phòng khách, thế là cười nói. Binh Đông! Mau ngồi xuống đi, uống nước cho mát. Lật Binh Đông tiếp nhận ly nước từ trong tay của dì Lý, hắn mới thở dài một hơi. Vừa rồi tuy là hắn mở miệng cáo trạng với chủ tịch Trữ Vận Phong, thế nhưng gương mặt âm trầm của chủ tịch Trữ vẫn làm cho hắn cảm thấy cực kỳ áp lực. Muốn rèn sắt thì toàn thân phải cứng cáp, nếu anh không có việc gì, người ta sẽ nắm chuyện của anh sao? Anh phải tin tưởng vào tổ chức. Trữ Vận Phong nói đến đây thì tiếp tục. Binh Đông! Anh không phải là người thường, nói chuyện cần phải suy nghĩ trước sau, xem cái gì nên nói cái gì không. Lúc này anh không phải chỉ đại biểu cho mình, còn đại biểu cho cả thành phố Ba Uẩn. Chủ tịch Trử, tôi cũng chỉ dám nói với ngài, tôi căn bản đều cố kỵ khi nói với người khác, những lời này tôi cũng không dám nói lung tung. Tuy Lật Binh Đông biết tính tình của Trữ Vận Phong, thế nhưng hắn vẫn thở dài một hơi. Hắn tất nhiên phải hiểu lãnh đạo của mình. Biết rõ lãnh đạo cũng không phải thật sự đang nổi giận, nếu không sẽ chẳng phê bình hắn.
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trử Vận Phong luôn cực kỳ quan tâm đến sự phát triển của thành phố Ba Uẩn, vì vậy sau khi phê bình Lật Binh Đông vài câu thì dùng giọng không chờ đợi được hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lật Binh Đông căn bản đã làm tốt quá trình chuẩn bị, thế cho nên hắn nhanh chóng báo cáo một lượt cho Trử Vận Phong. Tất nhiên lời nói của hắn căn bản khác biệt khá nhiều với Hạ Ung Quân, ngoài những phương diện nhất trí, những thứ quan trọng đều bị giữ lại. Tất nhiên những thứ hắn giữ lại cũng đủ làm cho Trử Vận Phong nghĩ theo một hướng khác. Trử Vận Phong nghe xong những lời của Lật Binh Đông thì vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, lão nhìn Lật Binh Đông rồi trầm giọng nói. Anh nói đã tiến chân tổ điều tra quay về rồi sao? Chủ tịch Trử, chúng tôi công tác có chút lỗ mãng, nhưng chúng tôi vất vả lắm mới kéo được công ty Kim Bảo đồng nghiệp ở lại Ba Uẩn, hơn nữa còn phải cho ra nhiều sức lực mới có thể trấn an được quần chúng gặp tai họa. Thành phố Ba Uẩn chúng tôi đang rất khó khăn về tài chính, thế nhưng chúng tôi vẫn quyết định sẽ cho quần chúng một câu trả lời rõ ràng. Vấn đề là nếu như để cho tổ điều tra công tác tùy ý, như vậy công tác của chúng tôi vào giai đoạn trước sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nếu chúng tôi không trấn an được quần chúng, như vậy sẽ xuất hiện nhân tố bất ổn định, nếu như công ty Kim Bảo đồng nghiệp tức giận bỏ đi, như vậy sẽ rơi vào kết cục gà bay trứng vỡ. Lật Binh Đông nói đến đây thì dùng giọng dõng dạc nói. Chủ tịch Trử, tuy tôi có chút trái luật, thế nhưng tôi cũng không thẹn với lương tâm. Làm quan thì phải lo lắng hết lòng cho địa phương, cũng phải làm giàu cho địa phương. Vì sự phát triển của thành phố Ba Uẩn, cho dù là bí thư Vương cách chức tôi cũng phải chịu. Anh nói hồ đồ gì vậy? Bây giờ tôi còn chưa nói gì, anh có ý kiến thì cứ báo với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng sự việc này anh thật sự có hơi quá mức. Trử Vận Phong nói rồi vỗ bàn thật mạnh. Ngay ngày mai anh phải liên hệ với bí thư Vương, phải làm kiểm điểm với bí thư Vương. Tuy đã tiếp nhận phê bình nhưng Lật Binh Đông vẫn cảm thấy rất vui. Hắn biết rõ sự việc đã thành công, chỉ cần có chủ tịch Trử ra mặt, Vương Tử Quân dù cực kỳ không muốn cũng chỉ có thể tiếp nhận, chính hắn lại thích hiệu quả như vậy. Ánh nắng sáng sớm cũng không quá gắt nhưng lại làm cho bầu không khí trở nên khô nóng, nửa giờ chạy bộ làm cho Vương Tử Quân vã đầy mồ hôi. Sau khi về nhà tắm nước lạnh, hắn cảm thấy cực kỳ phấn chấn tinh thần. Vương Tử Quân đi vào phòng khách, Tiểu Bảo Nhi đã mặc quần áo gọn gàng ngồi trước bàn cơm. Cũng không biết có phải là ăn quá nhanh hay không mà miệng Tiểu Bảo Nhi có vẻ căng phồng, dáng điệu rất ngây thơ đáng yêu. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Tiểu Bảo Nhi nhanh chóng nuốt thức ăn vào miệng, sau đó lớn tiếng nói. Bố, mau đến dùng cơm, nếu không thì muộn mất. Sau khi ngồi xuống đối diện với Tiểu Bảo Nhi thì Vương Tử Quân cầm lấy một cái bánh bao nhỏ rồi cười nói. Bố sẽ không đến trễ. Bố nói dối, cô giáo của chúng con nói. Những học sinh khác đều đi học lúc 8 giờ, mà người lớn cũng bắt đầu làm việc lúc 8 giờ. Tiểu Bảo Nhi còn nhỏ nên căn bản xem lời nói của cô giáo là nhất, mặc dù Bí Thư Vương cảm thấy mình dạy bảo con cái rất đúng cách, thế nhưng nhiều khi tranh luận với con trai luôn lấy cô giáo ra làm vật tế cờ. Mình sẽ đi làm muộn sao? Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không nói gì với Tiểu Bảo Nhi, chỉ nhanh chóng dùng cơm. Khi hai bố con đang dùng cơm, Mạc Tiểu Bắc bưng một tô súp đi ra. Sau khi đặt súp xuống bàn thì nàng cười nói. Mau nếm thử món súp đậu xanh bạc hà, nghe chị Triệu trong đơn vị nói uống nhiều súp này rất có lợi cho sức khỏe. Mạc Tiểu Bắc đổi tính làm cho Vương Tử Quân thật sự cảm thán, trời nóng chỉ cần Vương Tử Quân về nhà dùng cơm, nàng căn bản đều tự làm thức ăn. Con trai đại khái bị Mạc Tiểu Bắc làm hư, mỗi ngày cơm canh đều hất hàm chỉ huy mẹ. Mạc Tiểu Bắc lại căn bản giống như không biết mệt. Mỗi ngày đều làm tốt công tác chuẩn bị thức ăn cho hai cha con Vương Tử Quân. Chương 1133, gõ lên đầu. Vương Tử Quân vừa uống súp vừa mở miệng yêu cầu Tiểu Bảo Nhi đang bày ra bộ dạng khổ sở ăn nhanh một chút. Sau đó Tiểu Bảo Nhi quệt miệng nói với Mạc Tiểu Bắc. Mẹ, mẹ làm súp cho chồng, cũng không quan tâm đến con sao? Con phải uống sữa sao? Vương Tử Quân bị Tiểu Bảo Nhi chọc cười, Mạc Tiểu Bắc cũng vui vẻ. Sau khi lấy cho Tiểu Bảo Nhi một bát súp thì nở nụ cười. 7 giờ 45 hầu như là một thời gian cố định, Vương Tử Quân đi ra khỏi nhà, Du Giang Vĩ đợi sẵn bên xe nhanh chóng tiến lên nhận lấy cặp công văn trong tay Vương Tử Quân, sau đó mở cửa xe giúp lãnh đạo. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị lên xe thì một chiếc xe chậm rãi chạy đến bên cạnh, Trử Vận Phong thò đầu ra nói.
Bí thư Tử Quân, cậu lên xe của tôi, hai chúng ta trò chuyện một lát. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Chủ tịch Trử Vận Phong, hắn cười nói. Coi như hôm nay đi nhờ xe của Chủ tịch. Khi Vương Tử Quân đi đến, thư ký Xà Tiểu Cường của Chủ tịch Trử Vận Phong nhanh chóng đi xuống mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, tôi rất muốn tâm sự với cậu, thế nhưng mãi mà không có thời gian phù hợp. Cậu đến tỉnh Nam Giang đã được 3-4 tháng rồi, thế nào, cậu có thích ứng với khí hậu Nam Giang không? Trử Vận Phong chờ Vương Tử Quân ngồi xuống rồi dùng giọng quan tâm hỏi. Vương Tử Quân biết rõ Trử Vận Phong tìm mình căn bản không phải chỉ đơn giản là trò chuyện cho vui, thế nên hắn cười nói với Chủ tịch Trử Vận Phong. Tuy khí hậu thành phố Đông Hồng khác biệt rất lớn với phương Bắc, thế nhưng bây giờ cũng xem như đã thích ứng. Thích ứng là tốt rồi, từ sau khi cậu đến tỉnh Nam Giang, thành tích của khối tư pháp căn bản là quá rõ ràng, đặc biệt là phương diện đảm bảo trật tự trị an càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ trật tự trị an biến chuyển tốt đẹp, trước mắt đang có cục diện rất tốt. Trử Vận Phong nói đến đây thì cười nói. Hai ngày trước người ở quê lên nói bây giờ những tình huống ẩu đả đánh nhau đã giảm đi rất nhiều, tôi nghe vậy mà cảm thấy rất vui. Vương Tử Quân vừa mở lời khiêm tốn vừa phỏng đoán ý tứ của Chủ tịch Trử Vận Phong. Mình và Trử Vận Phong một người là bí thư ủy ban tư pháp, một người là chủ tịch tỉnh, hai bên không có công tác nào giao tiếp với nhau. Lúc này Chủ tịch Trử Vận Phong mở miệng khích lệ mình, xem ra lần này mình lên xe lãnh đạo cũng không có gì hay. Vương Tử Quân đã loáng thoáng biết rõ ý nghĩ của Chủ tịch Trử Vận Phong, hắn thản nhiên ứng phó với những lời khích lệ của lãnh đạo, cũng không nôn nóng, không kiêu ngạo, không xu nịnh. Trử Vận Phong nhìn người đàn ông trẻ tuổi bình tĩnh ổn định ngồi bên cạnh, lão cũng cảm thấy có chút đau đầu. Phải làm sao để thuyết phục Vương Tử Quân để giải quyết cho xong? Xem ra cũng không dễ dàng chút nào. Tối qua Trử Vận Phong đã suy nghĩ rất lâu, lão vốn định gọi Vương Tử Quân đến phòng làm việc để bàn bạc, thế nhưng vì muốn xây dựng bầu không khí tốt, thế là lựa chọn phương thức gọi Vương Tử Quân lên xe. Trử Vận Phong căn bản cực kỳ giúp đỡ thành phố Ba Uẩn phát triển kinh tế. Nhưng Lữ Bân Tương căn bản lại là kẻ khác người trên phương diện xử lý tất cả công tác liên quan. Cho dù tổ điều tra đến quấy nhiễu công tác của thành phố Ba Uẩn, như vậy Lật Binh Đông muốn xử lý những chuyện thế này thì nên báo cáo cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, Lật Binh Đông lại ra tay tiến chân đám người tổ điều tra, rõ ràng là quá giới hạn. Nhưng Lữ Bân Tương là một người có khả năng, nếu không thì Trử Vận Phong sẽ không sắp xếp đối phương ở thành phố Ba Uẩn. Lão ký thác kỳ vọng vào Lật Binh Đông. Nghĩ rằng không lâu sau thành phố Ba Uẩn dưới sự lãnh đạo của Lật Binh Đông sẽ phát triển thành một địa phương mạnh mẽ trong tỉnh. Sự thật chứng minh hai năm qua Lật Binh Đông không phụ lòng kỳ vọng của Trử Vận Phong, đối phương căn bản là dám nghĩ dám làm, dám mạo hiểm tiến lên, đẩy thành phố Ba Uẩn vốn luôn ở cuối bảng xếp hạng phát triển kinh tế tiến lên vị trí thứ hai trong tỉnh. Trử Vận Phong căn bản rất thích che chở cho những người có khả năng, vì vậy mới đồng ý tìm nói chuyện với Vương Tử Quân. Hy vọng Vương Tử Quân không nắm chặt không tha. Nhưng dù thế nào thì Trử Vận Phong cũng phải nể mặt Vương Tử Quân, muốn để cho bí thư Vương nuốt trôi cơn tức này cũng không dễ dàng gì. Nhưng nếu không dễ dàng thì cũng phải chịu, dù sao cũng phải nhìn vào đại cục, chỉ cần cho Lật Binh Đông nói lời xin lỗi thì tất cả sẽ xong. Sau khi nói vài chuyện không liên quan, Trử Vận Phong chợt thay đổi chủ đề. Bí thư Vương, trước mắt tỉnh Nam Giang đang đi đầu trên phương diện phát triển kinh tế. Hầu như là mục tiêu cho các tỉnh thành chung quanh, thế cho nên áp lực của một người làm chủ tịch tỉnh như tôi là rất lớn. Cậu là người chủ trì công tác của khối tư pháp, thế nhưng lại là người nổi tiếng đẩy mạnh phát triển thành phố La Nam, sau này nên có nhiều lời đề nghị ở phương diện phát triển kinh tế. Tôi mong cậu cho ra nhiều lời chỉ giáo, chủ động bàn bạc với tôi. Cảm ơn Chủ tịch Trử đã coi trọng, tôi đến Nam Giang được vài tháng, thế nhưng căn bản còn chưa quen thuộc với tình hình phát triển kinh tế nơi này. Nhưng ngài cứ yên tâm, tôi cũng là một phần tử của tỉnh Nam Giang, chỉ cần có lợi cho sự phát triển của Nam Giang, tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Tốt, tuy trong mắt người ngoài thì tỉnh Nam Giang chúng ta là nơi phát triển kinh tế, thế nhưng tỉnh chúng ta phát triển chủ yếu ở phía Nam và vùng Duyên Hải, kinh tế của vùng núi phía Bắc căn bản là không khả quan. Vì thế mà trước đó tỉnh ủy đã chế định chiến lược phát triển vùng kinh tế phía Bắc, có chính sách nghiêng với vùng núi phía Bắc. Bắt buộc phải đẩy kinh tế các thành phố phía Bắc tiến lên, tiến tới san lấp những khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Trử Vận Phong nói đến đây thì dùng giọng cảm khái nói. Hai năm qua chúng ta đã đầu tư vào rất nhiều, cũng cho ra chút thành tích.
đặc biệt là thành phố Ba Uẩn, nơi đây liên tục phát triển, tăng trưởng kinh tế rất khả quan. Vương Tử Quân nghe Trử Vận Phong nhắc đến thành phố Ba Uẩn thì thầm nghĩ nội dung chính đã đến. Trử Vận Phong tìm mình nói chuyện chủ yếu là biện hộ cho thành phố Ba Uẩn. Hắn căn bản rất căm tức với hành vi của Lật Binh Đông, vì vậy hắn cũng không nói lời nào, chỉ chờ Trử Vận Phong tiếp tục lên tiếng. Trử Vận Phong thấy Vương Tử Quân chỉ cười mà không nói gì, thế là trong lòng lại thầm đánh giá đối phương cao hơn một chút. Nhưng lão nói đến đây rõ ràng là tên đã lên dây, thế cho nên không thể nào rút lời về. Lão lập tức nói tiếp. Lật Binh Đông là người có nhiều khuyết điểm, nhưng có một phương diện có thể khẳng định, chính là có khả năng phát triển kinh tế. 2 năm qua thành phố Ba Uẩn dưới sự chỉ đạo của Lật Binh Đông đã đẩy kinh tế tiến lên bậc thang mới. Tôi rất tức giận khi được biết sự việc anh ấy đã làm ngày hôm qua, tôi đã tiến hành khiển trách. Đồng chí này chỉ nghĩ đến địa phương của mình, cái nhìn đại cục có hơi kém. Đối với những đồng chí như thế này thì tôi thường tiến hành phê bình, thật sự không bao giờ nương tay, khi cần gõ thì cũng không thể không dùng gậy. Trử Vận Phong nói với ngôn từ chính nghĩa, cực kỳ dứt khoát và kiên quyết, bộ dạng không cho Lật Binh Đông biết tay thì không thu quân. Trử Vận Phong khéo léo mở miệng với ý nghĩa quá rõ ràng. Lão đang nói với Vương Tử Quân, nói rằng cần gõ lên đầu của Lật Binh Đông, thế nhưng bây giờ căn bản không nên, vì sự phát triển của thành phố Ba Uẩn vẫn còn nhờ vào Lật Binh Đông. Vương Tử Quân khẽ cười nói. Chủ tịch Trử, tôi đồng ý với ý kiến của ngài, tôi căn bản cảm thấy nên tách bí thư Lật ra để nhìn. Anh ấy dù có chút bệnh tật nhỏ, thế nhưng ý nghĩ chủ lưu là tốt, anh ấy xử lý vấn đề cũng là vì công tác. Mặc dù phương thức có hơi kém, thế nhưng tôi cảm thấy cũng không có gì là quá. Vương Tử Quân nói làm cho Trử Vận Phong giống như sinh ra cảm giác nghe lầm. Lão đã chuẩn bị rõ ràng, đã suy nghĩ vài phương án tốt, kết quả lão chờ mong chính là lời nói hiện tại của Vương Tử Quân. Thế nhưng Trử Vận Phong thật sự không ngờ một bí thư vương luôn cường thế ở tỉnh Nam Giang lại sảng khoái đồng ý với quan điểm của mình như vậy. Điều này làm cho lão sinh ra cảm giác mất khống chế, sinh ra dự cảm cực kỳ bất ổn. Chương 1134, thái độ trò chuyện. Nếu bí thư Tử Quân đã nói như vậy, chúng ta căn bản gõ đuôi của người này. Tối qua tôi đã gọi điện thoại cho anh ấy, để sáng sớm hôm sau anh ta đến phòng làm việc của tôi, nếu không cho anh ta một bài học, như vậy căn bản sẽ không khắc ghi bài học của mình. Trử Vận Phong mở lời mời thì Vương Tử Quân cũng không phản đối. Sau khi xe dừng lại ở văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn và Trử Vận Phong cùng nhau đi vào trong. Khi hai người Trử Vận Phong và Vương Tử Quân đi đến phòng, Lật Binh Đông đã nhanh chân đến trước, hắn tươi cười chào hỏi hai người. Trử Vận Phong căn bản lạnh mặt với Lật Binh Đông, Vương Tử Quân thì căn bản không chút biểu cảm, chỉ khẽ bắt chuyện với bí thư Lật. Chính anh nói xem sự việc ngày hôm qua có đúng không? Nếu như không nhận thức được cái sai của mình, hôm nay anh cứ thành thật đứng ở đây cho tôi. Trử Vận Phong không chờ Lật Binh Đông ngồi xuống đã dùng giọng lạnh lùng nói. Lật Binh Đông căn bản thực thi chỉ thị của Trử Vận Phong cực kỳ nghiêm túc, hắn đứng thẳng người và cực kỳ quy củ trước mặt Trử Vận Phong, sau đó trầm giọng nói. Bí thư Vương, hôm qua tôi đã làm sai, tôi không nên nóng đầu, không nên không quan tâm đến tính kỷ luật của tổ chức, thế cho nên làm ra chuyện hồ đồ, mong lãnh đạo phê bình. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng thành khẩn của Lật Binh Đông, hắn biết tuy người này ngoài miệng nói lời xin lỗi, thế nhưng thực tế có bao nhiêu thành ý thì chỉ có trời mới biết. Ngày hôm qua đối phương sở dĩ cả gan làm loạn cũng đã nghĩ đến tình cảnh ngày hôm nay. Bí thư Binh Đông, anh là cán bộ công tác lâu năm, anh phải biết rõ tính kỷ luật. Tôi cũng không nói nhiều, nhưng có một vấn đề tôi cần phải nói, đó là sau này không nên tiếp tục như vậy, nếu không tôi sẽ báo cáo cho tỉnh ủy. Tiến hành phê bình nghiêm khắc hành vi của anh. Vương Tử Quân nói những lời thế này rồi mở miệng nói vài câu với Trử Vận Phong, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Chủ tịch Trử Vận Phong. Trưởng phòng Hà, tôi nghe nói hôm nay Lật Binh Đông đã đưa Chủ tịch Trử Vận Phong ra làm lá chắn, Bí thư Vương đến phòng làm việc của Chủ tịch Trử, nói rằng sẽ không truy cứu trách nhiệm của đồng chí Lật Binh Đông ở sự kiện vừa rồi. Trong một khu văn phòng của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, một cán bộ hơn 20 tuổi đang dùng giọng cực kỳ tức giận báo cáo với Hạ Ung Quân. Vẻ mặt Hạ Ung Quân căn bản là không tốt, hắn căn bản không chút nghi ngờ về tin tức của tên cán bộ trẻ tuổi trước mặt. Người này dù mới đi làm được một năm, thế nhưng chú của hắn là phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh, căn bản là người linh thông tin tức.
Tối qua Hà Ung Quân cảm thấy Bí Thư Vương rất tức giận vì những gì đã qua, nhất định sẽ cho Lật Binh Đông một bài học. Bây giờ thì khác, mới sáng sớm đi làm thì Lật Binh Đông đã chạy đến yêu cầu Chủ tịch Trử Vận Phong nói thay cho mình. Hà Ung Quân là cán bộ công tác lâu năm ở tỉnh Nam Giang, hắn biết rõ uy tín của Chủ tịch Trử Vận Phong là như thế nào. Lúc này Chủ tịch Trử đã mở miệng, Bí Thư Vương căn bản không thể không nể mặt. Nếu sự việc căn bản không được giải quyết, như vậy Bí Thư Vương tuy mất thể diện, thế nhưng người ta sẽ căn bản không dám nói này nọ với Bí Thư Vương, chỉ sợ người mất mặt xấu hổ nhất chính là Hà Ung Quân. Lật Binh Đông này đúng là không ra gì, không biết xấu hổ, nếu đã cứng thì cứng luôn đi, lại không dám đảm đương mà chạy đến gặp Chủ tịch tỉnh yêu cầu giúp đỡ, đúng là chẳng ra thể thống gì. Phó Khoa Tiểu Đỗ cùng đi với Hà Ung Quân đến công tác ở thành phố Ba Uẩn chợt vỗ bàn dùng giọng oán hận nói. Trưởng phòng Hà, chuyện này không nên để nó như vậy được. Anh không biết đấy thôi, lúc này trong văn phòng có nhiều người chê cười chúng ta, nói rằng lần này chúng ta bị người ta đuổi cúp đuôi quay về. Mã Thuần Quang ngồi bên cạnh Tiểu Đỗ cũng dùng giọng gấp gáp nói. Hà Ung Quân hiểu tâm tư hai cấp dưới của mình, nói thật lòng thì hắn không hy vọng sự việc kết thúc theo kiểu như vậy, thế nhưng hắn không muốn thì thế nào. Hắn chỉ là một tên trưởng phòng ở Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, hắn căn bản kém qua xa so với Lật Binh Đông người ta. Rất nhiều người cho ra dự đoán không bao lâu nữa Lật Binh Đông sẽ tiến lên chiếc ghế lãnh đạo tỉnh, nếu để cho Lật Binh Đông sinh ra căm hận mình, sau này tương lai của mình sẽ không mấy tươi sáng. Nhưng Hà Ung Quân lại căn bản nuốt không trôi cục tức trong bụng mình. Được rồi, đừng nghị luận về điều này nữa. Tuyến trên đã có Bí Thư Vương, chúng ta nghị luận nhiều làm gì? Hà Ung Quân thấy Mã Thuần Quang còn định lên tiếng, thế là khoát tay áo nói. Tiểu Đỗ và Mã Thuần Quang đều là người thông minh, bọn họ nhìn bộ dạng của Hà Ung Quân, biết rõ sự kiện căn bản là không có hy vọng. Hai bên đưa mắt nhìn nhau, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Hà Ung Quân. Khi bầu không khí trong phòng yên tĩnh trở lại, Hà Ung Quân rút ra một điếu thuốc, sau đó châm lửa. Hắn là tổ trưởng tổ điều tra lần này, hắn căn bản là người mất mặt nhiều nhất. Tất nhiên sau sự kiện này chỉ sợ hắn sẽ có một thời gian không ngóc đầu lên được. Nhưng Hà Ung Quân không thoải mái thì được gì, hắn không phải là thường ủy tỉnh ủy, hắn chỉ là một cán bộ cấp cục bình thường. Một cán bộ cấp cục có thể là một thành viên ban ngành ở cấp huyện. Nhưng trên cơ quan cấp tỉnh thì căn bản không đáng là gì, không có trong danh sách được mở miệng tỏ thái độ. Hà Ung Quân thở dài một hơi, hắn bắt đầu điều tiết tâm tình của mình. Dù thế nào thì hắn cũng không thể biểu hiện cảm giác của mình ra bên ngoài. Dù sao sự kiện này cũng không hay ho gì với Bí Thư Vương, nếu như mình biểu hiện căm thù nhớ dai, lãnh đạo căn bản lại không có tư thái làm chủ cho mình, điều này càng làm cho lãnh đạo cảm thấy không thoải mái. Biết đâu Bí Thư Vương sẽ không nói gì với những biểu hiện của mình, thế nhưng chỉ sợ sẽ khắc ghi trong lòng, ít nhất cũng lưu lại ấn tượng không hay. Chỉ cần lãnh đạo có ấn tượng không tốt về mình, như vậy sau này mình căn bản là được không bù mất. Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, căn bản là người có quyền uy tuyệt đối trong cơ quan. Dù là vài vị phó bí thư trong đơn vị cũng căn bản không dám có ý kiến gì trái chiều với Bí Thư Vương. Lúc này nếu mình bị Bí Thư Vương khắc ghi, chỉ sợ sẽ không giữ được vị trí hiện tại. Hà Ung Quân thầm hạ quyết tâm, hắn dụi điếu thuốc trong tay, sau đó cầm văn kiện lên xem xét. Lúc này hắn muốn xem văn kiện để làm cho chính mình bình tĩnh lại. Nhưng đáng tiếc là hắn căn bản không thể nào chú tâm vào văn kiện, trong đầu hắn luôn xuất hiện hình bóng của Lật Binh Đông khi tiến chân đội mình quay về tỉnh. Thật sự quá bức bối. Hà Ung Quân thở dài một hơi. Sau đó hắn ném văn kiện ra, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Hà Ung Quân nói rồi giả vờ đang chú tâm xem xét văn kiện. Tuy hắn còn chưa thể bình tĩnh, thế nhưng hắn cần phải biểu hiện cho người ta thấy một mặt tốt đẹp của mình. Trưởng phòng Hà, anh đang xem văn kiện sao? Một giọng nói quen thuộc làm cho Hà Ung Quân chợt sững sờ, hắn ngẩng đầu lên và phát hiện người đến là Phó Bí Thư Ủy ban Tư pháp Mạnh Chí Đạo, hắn vội vàng đứng lên nói. Bí Thư Mạnh, tôi không biết ngài đến, mời ngài ngồi. Đối với cơ quan đơn vị hành chính, thượng cấp thường rất ít khi đến phòng của hạ cấp, đặc biệt là trong cơ quan tỉnh càng chú ý đến điều này. Vì vậy Mạnh Chí Đạo đến phòng làm việc của mình làm cho Hà Ung Quân cảm thấy bất ngờ, đồng thời còn cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Mạnh Chí Đạo cũng không đến ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo của Hà Ung Quân, hắn ngồi xuống ghế salon tiếp khách rồi nói.
Trưởng phòng Ung Quân, điều kiện trong phòng làm việc của anh cũng rất tốt. Hạ Ung Quân vừa rót trà cho Mạnh Chí Đạo vừa cười nói. Bí thư Mạnh, điều kiện trong phòng làm việc của chúng tôi được cải thiện không phải cảm ơn ngài sao? Nếu không phải ngài nói vài lời với trưởng phòng Trương ở phòng tài chính, kinh phí của chúng tôi nơi đây chỉ là trứng chọi đá, cũng không đầy đủ như vậy. Vợ của Mạnh Chí Đạo công tác ở phòng tài chính, thế nhưng nàng cũng không quản được phương diện phân phát ngân sách. Phòng tài chính tỉnh là nơi có thường ủy tỉnh ủy tọa trấn, mỗi năm phòng tài chính đều mở miệng nói ngân sách khó khăn, thế nhưng phương diện kinh phí đối với các ban ngành tư pháp là căn bản không dám cắt xén. Hạ Ung Quân sở dĩ nói như vậy thuần túy là nịnh nọt lãnh đạo của mình. Tuy Mạnh Chí Đạo biết tâm tư của Hạ Ung Quân thế nhưng vẫn cười ha hả nói. Hay cho Tiểu Hà, cũng biết nói đùa như vậy. Tôi nói cho cậu biết, cậu phải mời khách mới được, nếu không tôi sẽ nói chị dâu của cậu cắt tiền lương 2 tháng. Hạ Ung Quân nhìn vào gương mặt và biết rõ tâm tình của Mạnh Chí Đạo là rất tốt, hắn thầm nghĩ, không phải lãnh đạo đến đây để trấn an tâm tư tình cảm của mình đấy chứ. Hạ Ung Quân căn bản đã nghĩ kỹ về mục đích của Phó Bí Thư Mạnh Chí Đạo, hắn nghĩ dù lãnh đạo nói gì thì mình cũng phải đáp lời, tuyệt đối không thể cho lãnh đạo sinh ra ý nghĩ khác lạ về mình. Tiểu Hà, lần này tôi đến đây là vì nhận được sự ủy thác của Bí Thư Vương nói cậu đã phải chịu uất ức khi đến thành phố Ba Uẩn công tác. Mạnh Chí Đạo ném cho Hạ Ung Quân một điếu thuốc rồi cười ha hả nói. Hạ Ung Quân đã có tính toán, thế cho nên hắn vội vàng cười nói. Bí thư Mạnh, tôi cực kỳ cảm kích với sự quan tâm của ngài và Bí thư Vương, đây cũng là vì công tác, cũng không tính là uất ức gì. Tiểu Hà cậu đúng là nói một đằng làm một nẻo. Mạnh Chí Đạo chỉ vào Hạ Ung Quân rồi cười ha hả nói. Hạ Ung Quân bị Mạnh Chí Đạo vạch trần tâm lý thì cảm thấy không biết nói sao cho phải. Khi hắn đang thầm suy nghĩ phương án nên giải thích thế nào thì chợt thấy Mạnh Chí Đạo nói. Được rồi, đừng giải thích cho tôi nữa, hôm nay tôi đến chỗ cậu là muốn nói một chuyện. Sáng nay cậu làm tốt công tác chuẩn bị, chiều nay tiếp tục đưa tổ điều tra đến thành phố Ba Uẩn. Cái gì? Hạ Ung Quân thật sự không tin vào lỗ tai của mình, hắn dùng giọng kinh ngạc nói với Mạnh Chí Đạo. Mạnh Chí Đạo căn bản rất hài lòng với phản ứng của Hạ Ung Quân. Hắn khẽ gạt tàn thuốc rồi thản nhiên nói. Thế nào, lỗ tai cậu có vấn đề gì sao? Tôi lặp lại lần nữa, đó là chiều nay cậu tiếp tục đưa tổ điều tra đến thành phố Ba Uẩn. Hạ Ung Quân lúc này mới không tin mình nghe lầm, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy đầu óc rối loạn, rất mơ hồ. Lúc này đi đến thành phố Ba Uẩn làm gì? Lãnh đạo có chỉ thị gì ở phương diện này? Bí thư Vương rất thỏa mãn với công tác của các cậu ở thành phố Ba Uẩn. Lần trước xảy ra chuyện thì thành phố Ba Uẩn đã xin lỗi, chúng ta cũng không níu kéo mãi không tha, quá khứ là quá khứ, nhưng sự việc không giải quyết được thì cậu cũng đừng mong tùy tiện vứt bỏ vị trí tổ trưởng tổ điều tra. Mạnh Chí Đạo nói đến đây thì chừng hai mắt nói với Hạ Ung Quân. Hạ Ung Quân nhìn vào hành động mờ ám của Mạnh Chí Đạo mà hiểu rõ vấn đề, xem ra lãnh đạo cũng rất vui vì chuyện này. Tuy một đơn vị thường có chút mâu thuẫn nội bộ, thế nhưng khi đối ngoại thì mọi người căn bản là đoàn kết. Mạnh Chí Đạo là phó bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, hắn không thể cứ mãi ở lại phòng làm việc của Hạ Ung Quân, sau khi nói vài câu thì cười tủm tỉm bỏ đi. Hạ Ung Quân tiễn chân Mạnh Chí Đạo và cảm thấy đầu óc tỉnh táo trở lại, lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của bí thư Vương, thế là hắn không thể chờ được nhấc điện thoại lên nói. Tiểu Mã, cậu nhanh chóng chuẩn bị, chiều này chúng ta tiếp tục đến thành phố Ba Uẩn. Câu nói sau cùng hầu như được Hạ Ung Quân hét lên. Hắn cảm thấy mình lên tiếng như vậy thật sự hả giận. Lật Binh Đông rời khỏi phòng làm việc của Trử Vận Phong, hắn cũng không lập tức quay về thành phố Ba Uẩn. Ngoài phương diện phối hợp với Ủy ban Cải cách tỉnh ủy về vài hạng mục trong thành phố, hắn còn có một chuyện quan trọng cần ở lại thành phố Đông Hồng, chính là gặp mặt Chủ tịch Chu Ba Nhâm của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp. Trong khách sạn Thanh Vân có phòng riêng cho Lật Binh Đông, tuy hắn đã lâu không đến thành phố Đông Hồng, thế nhưng người phụ trách của khách sạn Thanh Vân vẫn luôn đặc biệt giữ lại gian phòng rộng hơn 100 m² này lại cho lãnh đạo của mình. Bí thư Lật Chủ tịch Trử đã nói rồi, vì vậy mà sau này thành phố Ba Uẩn xem như tốt việc dễ làm hơn khi lên tỉnh. Phó Chủ tịch Thường vụ Thành Nham Đào ngồi trên chiếc ghế salon đối diện với Lật Binh Đông, hắn dùng giọng nịnh nọt nói với Lật Binh Đông. Lật Binh Đông căn bản cũng rất đắc ý với phương diện xử lý sự kiện lần này. Mặc dù đắc tội với Vương Tử Quân thế nhưng hắn cũng không quan tâm.
Hắn cảm thấy chỉ có Trử Vận Phong có thể quyết định vận mệnh của mình, thứ mà chủ tịch Trử quan tâm nhất là thành tích, chỉ cần hắn làm tốt công tác của mình, dù hắn có gây ra chuyện gì lớn thì chủ tịch Trử cũng sẽ xử lý giúp mình. Kim Bảo đồng nghiệp là một quân cờ quan trọng nhất trong quá trình phát triển kinh tế thành phố Ba Uẩn, Lật Binh Đông tuyệt đối không để cho một chuyện lớn sắp thành công phát sinh vấn đề vào phút cuối. Dù là người muốn nắm bắt hắn có vị trí nặng nề hơn, hắn cũng không nương tay. Hơn nữa giám đốc Chu Ba Nhâm của công ty Kim Bảo đồng nghiệp là người có mánh khóe thông thiên, càng phát triển mạnh mẽ ở thủ đô. Chỉ cần Lật Binh Đông giải quyết khó khăn cho giám đốc Chu, như vậy đối phương sẽ thiếu mình một phần nhân tình, khi hai bên trò chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tuy Lật Binh Đông thầm đắc ý nhưng vẫn dùng giọng nghiêm túc nói. Chuyện này tuy đã được giải quyết, thế nhưng nói từ căn bản thì rõ ràng là chúng ta không làm tốt công tác, nếu như chúng ta sớm giải quyết hết vấn đề, như vậy sẽ không bị động, cuối cùng chủ tịch Trử còn phải ra mặt xử lý. Thành Nham Đào luôn nở nụ cười. Hắn chăm chú nghe Lật Binh Đông lên tiếng nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Lật Binh Đông anh đúng là đứng nói chuyện không sợ đau lưng, giải quyết thế nào sao? Chỉ cần mở miệng là xong sao? Nhưng Thành Nham Đào căn bản không dám nói, chỉ thị của Lật Binh Đông là rất nặng, chỉ cần mở miệng đối phó thì sẽ bị điều đi ngay, hắn cũng không hy vọng mình bị điều đi. Bí thư Lật phê bình rất đúng, chúng tôi không làm tốt công tác của mình, sau này nhất định sẽ tổng kết lại, sẽ khắc ghi bài học lần này. Căn bản không để cho sự việc tiếp tục phát sinh. Chương 1135, mạch nước ngầm bùng phát. Thành Nham Đào thành khẩn làm kiểm điểm làm cho vẻ mặt Lật Binh Đông dễ nhìn hơn một chút, đây cũng là vì sao một người có năng lực bình thường như Thành Nham Đào lại được hắn đề bạt lên làm phó chủ tịch thường vụ thành phố. Có một người chịu khó nghe lời như Thành Nham Đào, công tác của khối ủy ban nhân dân thành phố sẽ được vận hành dưới ý chỉ của bí thư Lật Binh Đông. Tốt lắm. Cũng không nên nói nhiều như vậy, sau này nên chú ý công tác là được. Lật Binh Đông nói đến đây thì trầm ngâm một chút. Nham Đào, anh liên hệ với thư ký của giám đốc Chu, để xem khi nào thì giám đốc Chu đến. Thành Nham Đào đồng ý một tiếng, hắn cầm lấy điện thoại nói hai câu, sau đó cười nói. Bí thư Lật, giám đốc Chu đang lên máy bay. À, lúc này giám đốc Chu đến Nam Giang là một cơ hội tốt. Chúng ta tranh thủ đưa giám đốc Chu đến tham quan Ba Uẩn một chuyến. Lật Binh Đông nói đến đây thì khẽ nói với thư ký ở bên cạnh. Anh đi thông báo cho người ở nhà, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Thư ký đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng ghi chép. Khi hắn chuẩn bị buông bút gọi điện thoại thì chợt nghe Lật Binh Đông nói tiếp. Mặc dù giám đốc Chu là lãnh đạo doanh nghiệp, thế nhưng cấp bậc hành chính cũng tương đương như chúng ta. Khi anh hạ thông báo thì nên nói với chủ tịch thành phố một tiếng, để đề cao cấp bậc tiếp đãi giống như đối với chủ tịch Trử. Thư ký lấy điện thoại ra bấm máy, thế nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên dồn dập. Hắn nghe máy, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên âm thanh dồn dập. Thư ký La, bí thư Lật có ở đó không? Thư ký La nghe thấy người gọi điện thoại đến chính là bí thư ủy ban tư pháp thị ủy, sau khi xin chỉ thị của Lật Binh Đông, hắn đưa điện thoại cho Lật Binh Đông. Bí thư Lật, không tốt rồi, tổ điều tra đã quay lại. Lật Binh Đông vừa cầm điện thoại, chợt nghe thấy âm thanh của bí thư ủy ban tư pháp thị ủy vang lên bên tai. Tổ điều tra đã quay lại, vẻ mặt Lật Binh Đông cực kỳ khó coi, cũng có chút lo lắng. Hắn vốn cho rằng sự việc đã được giải quyết, không ngờ Vương Tử Quân lại căn bản không nghĩ như thế. Sau khi tiếp nhận lời xin lỗi lại tiếp tục phái tổ điều tra đi xuống, nếu như đối phương không muốn khoanh tròn sự việc. Muốn mượn cơ hội để sinh sự, như vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Lật Binh Đông cảm thấy bức bối, hắn không ngờ mình gióng trống khua chiêng chạy đến thành phố Đông Hồng, kết quả là tổ điều tra lại chạy đến. Làm sao bây giờ, lại đuổi đối phương ra khỏi Ba Uẩn sao? Điều này rõ ràng là không thể, lần trước hắn có chủ tịch Trử ra mặt thay, nhưng lúc này sẽ là ai đây? Lúc này có thể để cho chủ tịch Trử ra mặt nữa sao? Căn bản là không thể. Vương Tử Quân cũng là thường ủy tỉnh ủy, chủ tịch Trử có thể can thiệp một lần, cũng đã nể mặt Lật Binh Đông lắm rồi, cho dù chủ tịch Trử có xem trọng mình thế nào thì cũng không bao giờ có lần thứ hai. Nếu như chủ tịch Trử không ra mặt, như vậy chính mình căn bản không thể nào xong việc, chỉ sự tỉnh ủy sẽ duy trì quyền uy, tiến hành phê bình mình thật nghiêm, như vậy cũng rất đau đầu. Nhưng nếu hắn không tiếp tục đẩy tổ điều tra ra khỏi thành phố Ba Uẩn, chỉ sợ hắn vừa làm tốt công tác trấn an và bây giờ thất bại trong gang tấc. Hắn là bí thư thị ủy,
hắn căn bản biết rõ nhân dân gặp tai họa có ý nghĩ thật sự là như thế nào. Chẳng lẽ đây là câu nói, lũ chính trị trước chưa qua thì lũ sau đã đến sao? Khi Lật Minh Đông đang cảm thấy cực kỳ khó chịu thì thư ký nhanh chóng đi đến. Bí thư Lật, là điện thoại của chánh án Trần của tòa án thành phố. Lật Minh Đông không cần nghe điện thoại cũng biết chánh án tòa án gọi điện thoại đến cho mình làm gì, hắn trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Đưa điện thoại cho tôi. Chánh án Trần Quân Huy là một nhân vật số một ở thành phố Ba Uẩn, thế nhưng lại cực kỳ cung kính trước mặt Lật Minh Đông. Sau khi điện thoại nối thông, hắn cười hỏi thăm ân cần Lật Minh Đông hai câu, sau đó mới báo cáo. Bí thư Lật, có việc cần báo cáo với ngài, hôm nay tôi nhận được báo cáo của tòa án huyện, có người gửi đơn khởi tố, chuẩn bị tiến hành khởi tố công ty Kim Bảo đồng nghiệp. Tôi biết rồi. Lật Minh Đông dùng giọng mất kiên nhẫn nói, sau đó lên tiếng. Chánh án Trần, còn có chuyện gì nữa không, nếu không thì tôi cúp máy. Chánh án Trần có thể thông qua điện thoại mà biết bí thư Lật căn bản không thoải mái, mặc dù hắn còn có chuyện khác cần báo cáo, thế nhưng lúc này hắn chỉ có thể thành thật nói. Vâng, bí thư Lật cứ bận rộn, tôi cũng không tiếp tục quấy rầy. Lật Minh Đông cúp điện thoại và cảm thấy bực bội, hừ, vừa mới dẹp loạn thì đã có loạn lạc, còn bà nó đúng là không chút hiên tính. Nếu cứ tiếp tục náo loạn như vậy thì Chu Ba Nhâm đến Ba Uẩn cũng không có thể diện gì. Chu Ba Nhâm, Lật Minh Đông nghĩ đến Chu Ba Nhâm mà trong lòng chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, một ý nghĩ mới mẻ lóe sáng trong lòng. Lần này Chu Ba Nhâm đến tỉnh Nam Giang nghe nói còn tiến hành gặp mặt chủ tịch Trử, nếu... Tốt tốt tốt, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Lật Minh Đông, hắn cảm thấy mất thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra xem. Hắn biết rõ những người biết số điện thoại này của mình căn bản đều là những nhân vật mấu chốt. Người gọi điện thoại đến là Đồng Cánh Hoàn, vị phó tổng giám đốc của công ty Kim Bảo đồng nghiệp chợt cười nói. Bí thư Lật, ngài ở nơi nào? Tôi đi đón giám đốc Chu đây, bây giờ ngài có rảnh không? Đi đón giám đốc Chu, nếu như không phải trước khi nghe tin tổ điều tra đến tỉnh Nam Giang, Lật Minh Đông sẽ tuyệt đối không đi. Mặc dù hắn rất hy vọng lần này có thể thông qua Chu Ba Nhâm để mình tiến lên một bước, thế nhưng hắn càng phải bảo trì tính tự chủ và tư cách của mình trước mặt Chu Ba Nhâm. Nhưng tình huống bây giờ đã khác, hắn bức thiết muốn Chu Ba Nhâm nói cho mình vài lời trước mặt Trử Vận Phong, mượn cơ hội biểu hiện thành ý của mình. Giám đốc Đồng, tôi đang chuẩn bị gọi điện thoại cho anh, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi sẽ sang ngay. Lật Minh Đông đi đến sân bay thì Đồng Cánh Hoàn đang chờ trong đại sảnh dành cho khách quý. Mặc dù Đồng Cánh Hoàn là phó tổng giám đốc, thế nhưng căn bản cũng chỉ là người hầu cho Chu Ba Nhâm mà thôi, nếu như không được Chu Ba Nhâm đề bạt, Đồng Cánh Hoàn cũng không có được vị trí hiện tại. Đồng Cánh Hoàn căn bản là phục thị cho Chu Ba Nhâm còn hơn cả với ông mình. Thế cho nên có người nói, nếu như Chu Ba Nhâm nói trên trời có hai mặt trời, Đồng Cánh Hoàn căn bản sẽ nói hai mặt trời nên bầu không khí rất nóng. Mặc đi phu những lời như vậy căn bản khó thể nào kiểm chứng. Thế nhưng nó nói rõ một sự thật, căn bản là lãnh đạo nói gì thì Đồng Cánh Hoàn nghe nấy. Bí thư Lật, anh đã tiễn chân tổ điều tra ra khỏi Ba Uẩn, thật sự là khí phách, thật sự làm cho người ta phải kính nể. Trước khi giám đốc Chu lên máy bay đã đặc biệt nghe tôi báo cáo, giám đốc Chu tỏ ra rất hài lòng, nói thành phố Ba Uẩn là chốn đầu tư tốt, bí thư Lật thật sự là chi kỷ. Đồng Cánh Hoàn vừa thấy Lật Minh Đông thì tươi cười vui vẻ nói. Đồng Cánh Hoàn cũng căn bản không thể nào nắm chắc khi gọi điện thoại kêu Lật Minh Đông đến đón Chu Ba Nhâm. Dù sao thì Lật Minh Đông cũng là bí thư thị ủy, không phải là nhân vật bình thường. Nhưng lúc này Lật Minh Đông đã đến, như vậy rõ ràng là thoa son thiếp vàng lên mặt Đồng Cánh Hoàn, dù sao thì Đồng Cánh Hoàn hắn cũng làm tốt công tác với phía Ba Uẩn. Chương 1136, chút rắc rối. Lật Minh Đông vừa bắt chặt tay Đồng Cánh Hoàn vừa cười khổ nói. Giám đốc Đồng, nói ra thì cũng xấu hổ, tôi vừa nhận được tin tức, tổ điều tra đã quay lại. Cái gì, đã quay lại rồi sao? Tôi thấy tên họ Vương kia rõ ràng là muốn ép chúng ta. Thế này đi, lát nữa giám đốc Chu đến, tôi sẽ báo cáo với giám đốc Chu. Với tính tình của giám đốc Chu, anh ấy nhất định sẽ cho tên họ Vương kia đẹp mặt. Đồng Cánh Hoàn nói đến đây thì bày ra bộ dạng cực kỳ nghiến răng nghiến lợi. Đồng Cánh Hoàn căn bản không chút nghi ngờ rằng Chu Ba Nhâm có thể ngăn cản được một vị bí thư ủy ban tư pháp. Tuy Chu Ba Nhâm công tác ở doanh nghiệp nhà nước, tuy bố của Chu Ba Nhâm đã về hưu,
thế nhưng lực ảnh hưởng của Chu gia vẫn là thâm căn cố đế. Chu Ba Nhâm chỉ cần mở miệng, căn bản có nhiều tác dụng ở các địa phương. Lật Binh Đông sở dĩ kéo quan hệ với Chu Ba Nhâm cũng là vì coi trọng lực ảnh hưởng của người này. Lúc này hắn cười nói với Đồng Cánh Hoàn. Giám đốc Đồng, mong rằng anh giải thích với giám đốc Chu một tiếng, chuyện này tôi đã dốc toàn lực, chỉ là tay có chút lực căn bản không thể nào vặn được đùi. Bí thư Lật, điều này anh cứ yên tâm, tôi biết rõ nên làm thế nào. Tôi sẽ báo cáo với giám đốc Chu là người hiểu chuyện, càng biết ai là người thật sự thân cận với mình. Đồng Cánh Hoàn biết rõ tính tình của Chu Ba Nhâm, thế nên hắn dùng giọng tự tin nói với Lật Binh Đông. Lật Binh Đông lúc này đã hoàn toàn yên lòng, tuy Đồng Cánh Hoàn căn bản không ra gì, thế nhưng lại là tâm phúc của Chu Ba Nhâm, nếu muốn nói xấu người khác thì căn bản là rất dễ dàng. Sau khi nói vài câu khách sáo với Đồng Cánh Hoàn, Lật Binh Đông cười nói. Tôi nghe nói Chủ tịch Chử sẽ gặp mặt Giám đốc Chu, trên thực tế biện pháp đơn giản nhất của vụ này chính là phản ánh với Chủ tịch Chử. Tất nhiên thành phố chúng tôi cũng sẽ có vài công tác, thế nhưng lực ảnh hưởng căn bản là không thể so sánh với Giám đốc Chu được. Ha ha ha, Bí thư Lật quá khách khí rồi, ai mà không biết ngài là ái tướng tâm phúc của Chủ tịch Chử. Nhưng sự kiện này anh không phù hợp ra mặt. Anh cứ yên tâm, giám đốc Chu chắc chắn sẽ không hàm hồ. Đồng Cánh Hoàn là người khá thông minh, hắn cười ha hả nói lời lấy lòng Lật Binh Đông. Có câu gặp tri kỷ thì ngàn ly cũng thiếu, bây giờ hai người bàn chuyện rất hợp lý, thế cho nên thời gian qua nhanh. Nửa giờ trôi qua, âm thanh trên loa của sân bay chợt vang lên, hai người Lật Binh Đông và Đồng Cánh Hoàn nhanh chóng đi đón người. Chu Ba Nhâm hơn 40 tuổi, cơ thể bảo dưỡng cực kỳ tốt. Trên mặt là cặp kính gọng vàng làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ hòa nhã văn vẻ. Lần này hắn đến tỉnh Nam Giang có đoàn tùy tùng hơn chục người, nhưng chói mắt nhất chính là phó chủ nhiệm văn phòng của hắn và một vị phó phòng đối ngoại. Hai người này sở dĩ làm cho Lật Binh Đông phải chú ý cũng không phải là vì bọn họ là phụ nữ, hơn nữa hai người này còn là quốc sắc thiên hương. Hai người phụ nữ kia cao hơn 1m7, dáng người yểu điệu phối hợp với gương mặt xinh đẹp cân đối. Chỉ cần là một người đàn ông nhìn vào thì sẽ bị thu hút ngay lập tức. Hai người phụ nữ này đi theo căn bản cũng có thể làm tăng hình tượng của doanh nghiệp lên vài phần. Lật Binh Đông nhìn hai người phụ nữ kia, lại nghĩ đến những tin đồn về Chu Ba Nhâm. Nhưng hắn dù sao cũng là người âm trầm, tuy có ý nghĩ nhưng căn bản không bao giờ để lộ ra. Chu Ba Nhâm cũng cảm thấy rất có mặt mũi khi Lật Binh Đông ra tận sân bay đón mình, tuy trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng khi bắt tay lại tỏ ra cực kỳ nhiệt tình. Giám đốc Chu, xe đã chuẩn bị xong, nếu không thì chúng ta lên xe rồi hãy nói nhé. Đồng Cánh Hoàn lúc này giống như là một vị chủ nhiệm văn phòng, hắn cung kính khẽ nói trước mặt Chu Ba Nhâm. Chu Ba Nhâm căn bản không khách khí với Đồng Cánh Hoàn, hắn khẽ gật đầu, sau gió cùng Lật Binh Đông bước ra ngoài. Lần này Đồng Cánh Hoàn vì tiếp đón Chu Ba Nhâm mà không biết kéo từ đâu đến một chiếc Mercedes-Benz. Nhưng bản thân hắn lại ngồi ở vị trí ghế lái phụ, đặt vị trí chính cho Chu Ba Nhâm và Đồng Cánh Hoàn. Đồng Cánh Hoàn ngồi trên xe báo cáo cho Chu Ba Nhâm những gì bọn họ đã sắp xếp để xử lý sự việc, sau đó trầm giọng nói. Giám đốc Chu, có ít người không có việc gì làm nên thích khuấy động. Sự kiện năm vừa rồi được Bí thư Lật dùng trăm phương ngàn kế để áp chế, thế nhưng bây giờ lại có một tổ điều tra chạy đến, rõ ràng muốn mượn cơ hội để sinh sự. Chu Ba Nhâm không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, sau đó dùng giọng không quan tâm nói. Không phải nói sự kiện đã được giải quyết ổn thỏa rồi sao? Điều này, Giám đốc Chu, vì chuyện này mà Bí thư Lật đã mạo hiểm bị kiểm điểm mà trực tiếp đẩy tổ điều tra ra khỏi thành phố Ba Uẩn, vì sự kiện này mà bị Chủ tịch Chử phê bình. Nhưng như vậy căn bản không là gì, hôm nay tổ điều tra vẫn chạy đến Ba Uẩn. Đồng Cánh Hoàn nói đến đây thì dùng giọng oán hận không thôi nói. Tôi thấy bọn họ rõ ràng muốn gây phiền toái cho chúng ta. Giám đốc Chu, đây là tôi không làm tốt công tác của mình. Ngài yên tâm, lát nữa tôi sẽ đến gặp Chủ tịch Chử, sẽ mời anh ấy xử lý sự việc. Lật Binh Đông biết nắm chắc thời cơ, hắn tranh thủ thời gian lên tiếng. Bí thư Lật căn bản đã tận tâm tận lực ở sự kiện này, chỉ là bây giờ anh không nên ra mặt. Tôi cũng đặt mình vào hoàn cảnh của anh để suy xét, không thể làm cho anh tiếp tục khó xử. Chu Ba Nhâm nói đến đây thì chậm rãi tiếp tục. Ngày mai tôi sẽ cùng dùng cơm với Chủ tịch Chử, khi đó tôi sẽ nói đến hoàn cảnh đầu tư của thành phố Ba Uẩn.
Chuyện này không khỏi làm cho Lật Binh Đông cảm thấy hâm mộ, phải biết rằng dùng cơm trưa với chủ tịch Chử Chính là một đãi ngộ lớn, căn bản là mình không thể có được. Trong tỉnh Sơn Nam có mấy người được nhận hưởng thụ này. Lật Binh Đông cũng có thể thấy rõ đãi ngộ của chủ tịch Chử với Chu Ba Nhâm là căn bản không giống bình thường. Chu Ba Nhâm cũng không tiếp tục dây dưa ở sự kiện này, thế nhưng lời nói của hắn lại có vài phần lạnh nhạt. Lật Binh Đông nhìn vẻ mặt hòa nhã có vài phần kiêu ngạo của Chu Ba Nhâm, thế là hắn biết rõ sự việc xem như đã thành công. Đoàn xe chạy không nhanh không chậm, khi Lật Binh Đông đang nghĩ xem nên tiếp tục mở miệng nói chuyện với Chu Ba Nhâm như thế nào, đột nhiên đoàn xe đang chạy vững vàng chợt thắng gấp. Hai người Chu Ba Nhâm và Lật Binh Đông va vào nhau, Đồng Cánh Hoàn thì tệ hại hơn, trực tiếp đâm đầu vào kính xe. Anh lái xe thế nào vậy? Đồng Cánh Hoàn chờ xe dừng lại thì thở hổn hển hét lên với lái xe. Vì nghênh đón Chu Ba Nhâm mà Đồng Cánh Hoàn đã chuẩn bị xe tốt, thế cho nên cũng tỉ mỉ chọn lựa tay lái. Chỉ là hắn không ngờ mình đã sắp xếp tinh tế thế nhưng lại mất mặt, thiếu chút nữa làm mũi mình gãy đôi. Cũng không phải hắn sợ mình gặp phải nguy hiểm, chủ yếu là phải đảm bảo vấn đề an toàn cho Giám đốc Chu, bây giờ thì Giám đốc Chu đã bị sợ hãi vì những sắp xếp của mình. Như vậy thì phải làm sao? Lúc này lái xe rất sợ hãi, hắn nhìn vẻ mặt như hung thần ác sát của Đồng Cánh Hoàn, trong lòng biết rõ mình đã gây phiền toái lớn, thế là hắn vội vàng giải thích. Giám đốc Đồng, là cảnh sát giao thông. Tên lái xe vừa nói vừa chỉ ra ngoài. Khi tên lái xe chỉ tay ra ngoài thì một cảnh sát giao thông đi đến gâu cửa xe. Đồng Cánh Hoàn nhìn đám cảnh sát giao thông, hắn chợt hiểu có chuyện gì xảy ra, hắn nhanh chóng xuống xe rồi lớn tiếng mắng. Anh làm gì vậy, muốn chết sao? Trước mặt Chu Ba Nhâm thì Đồng Cánh Hoàn luôn cố gắng biểu hiện mình là người có tố chất, thế nhưng lúc này hắn lại hổn hển hò hét như kẻ điên. Sở dĩ hắn làm như vậy cũng căn bản không phải mình là người tốt chất kém, thế nhưng hắn muốn biểu hiện một chút trước mặt chủ nhân. Trước mặt Đồng Cánh Hoàn là một viên cảnh sát giao thông hơn 20 tuổi, khi thấy Đồng Cánh Hoàn vừa xuống xe đã chửi ầm lên thì khóe miệng có hơi co giật. Thế nhưng hắn vẫn nén giận chào Đồng Cánh Hoàn rồi nói. Đồng chí, xe của ngài vượt đèn đỏ, dễ xảy ra tai nạn giao thông, mong ngài xuất trình giấy phép lái xe. Vượt đèn đỏ, vượt con mẹ mày. Mày có biết vừa rồi mày cản xe gây ra hậu quả nghiêm trọng gì không? Tao nói cho mà biết, ông không lột da của mày ra, ông không phải là họ Đồng. Đồng Cánh Hoàn vừa nói vừa vung tay túm cổ áo của tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi. Tên cảnh sát giao thông vừa mới nhận công tác chưa lâu, đang ở độ tuổi tràn đầy khí thế. Lúc này thấy Đồng Cánh Hoàn vừa mới nói hai câu đã muốn đánh mình, thế là nhiệt huyết dâng trào, hắn nắm lấy cánh tay của Đồng Cánh Hoàn, sau đó trầm giọng nói. Đồng chí, mong anh bình tĩnh lại một chút, nếu như anh không chịu phối hợp công tác, đừng trách tôi sử dụng thủ đoạn cưỡng chế. Mày nói gì, mày sử dụng thủ đoạn cưỡng chế với tao sao? Ông lớn như thế này còn chưa từng bị như vậy bao giờ. Đồng Cánh Hoàn nói rồi vung tay tát tên cảnh sát giao thông. Tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi căn bản không ngờ đối phương lại kiêu ngạo như vậy, thế cho nên không đề phòng, căn bản bị bàn tay của Đồng Cánh Hoàn đánh mạnh lên mặt. Bốp! Tiếng bạt tai vang lên, lúc này Đồng Cánh Hoàn mới cảm thấy có chút hả giận. Nhưng hắn còn chưa kịp đắc ý xong thì cảm thấy cánh tay của mình giống như đụng phải băng lạnh, tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi trực tiếp lấy còng ra bắt giữ hắn. Tuy giám đốc Đồng tự nhận mình cũng có công phu, thế nhưng nếu so với cảnh sát xuất thân chính quy thì cũng hơi kém, vì vậy mà hắn bị tên cảnh sát giao thông bắt giữ rất dễ dàng. Đám cảnh sát giao thông cùng phiên trực thấy đồng nghiệp của mình bị ăn hiếp, thế là nhanh chóng tiến lên vây quanh. Lái xe và nhân viên của Chu Ba Nhâm cũng xuống xe, thế là tình huống có chút hỗn loạn. Chu Ba Nhâm tuy ngồi trên xe nhưng vẻ mặt có vài phần khó coi. Lật Binh Đông thầm căm hận Đồng Cánh Hoàn làm việc căn bản không ra gì, hắn lên tiếng an ủi Chu Ba Nhâm. Giám đốc Chu cứ yên tâm, không có chuyện gì cả, tôi sẽ gọi điện thoại cho Cục Công an thành phố Đông Hồng. Đối tượng được Lật Binh Đông gọi điện thoại chính là một vị phó cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng. Vị phó cục trưởng này trước kia từng có lời mời với hắn, hai bên cũng xem như là người quen cũ. Điện thoại đổ chuông vài lượt, chợt nghe thấy vị phó cục trưởng ở đầu dây bên kia cười ha hả nói. Chào bí thư Lật, đã nhiều ngày không cùng uống rượu với anh, khi nào thì anh có thời gian rảnh đấy. Lật Binh Đông căn bản không có tâm tư với những lời nói khách sáo của đối phương, thế nhưng lúc này hắn có việc cần nhờ người ta, thế cho nên nhẫn nại nói. Cục trưởng Nghiêu,
Uống rượu khi nào mà chẳng được, nhưng bây giờ tôi có chuyện cần nhờ cậu hỗ trợ. Bí thư Lật quá khách khí rồi, chuyện của ngài chính là chuyện của tôi, ngài nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được thì căn bản không chối từ. Phó Cục trưởng Ngưu vừa nói vừa vỗ ngực ầm ầm. Lật Minh Đông cũng không khách khí. Là thế này, tôi cùng một lãnh đạo doanh nghiệp đi qua thành phố Đông Hồng, vì vượt đèn đỏ mà bị cảnh sát giao thông giữ lại, anh nói một lời coi như xong có được không? Vị Phó Cục trưởng Ngưu ở đầu dây bên kia chợt có chút do dự. Bí thư Lật cứ yên tâm, tôi sẽ hỏi xem tình hình thế nào. Lật Minh Đông căn bản rất hài lòng với phản ứng của Phó Cục trưởng Ngưu, hắn đặt điện thoại xuống, sau đó khẽ nói với Chu Ba Nhâm. Giám đốc Chu, lát nữa sẽ giải quyết xong. Quả nhiên giống như lời nói của Lật Minh Đông, điện thoại của viên cảnh sát giao thông dẫn đội chợt vang lên. Sau khi viên cảnh sát giao thông nhận điện thoại và nói vài câu, thế là khẽ nói hai câu với tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi đang định lấy giấy phép lái xe của tài xế xem xét. Nhưng giọng nói của viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi căn bản là rất vang dội, tuy Lật Minh Đông ngồi trong xe thế nhưng vẫn nghe thấy viên cảnh sát giao thông lớn tiếng nói. Không được, dù là chỉ thị của lãnh đạo cũng không được, anh ta vượt đèn đỏ còn đánh cả cảnh sát, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần này tôi bất cứ giá nào, dù mất chức cũng nhất quyết không thể như vậy. Lật Minh Đông nhìn vẻ mặt khó coi của Chu Ba Nhâm thì cũng không khỏi có thêm vài phần căm tức, đám cảnh sát trẻ tuổi thật sự không ra gì. Chính mình chịu chút uất ức thì nắm chặt không tha, như vậy còn có tố chất kỷ luật nữa không? Người trong nước vốn thích xem náo nhiệt, thế nên chỉ một lát sau bốn phía đã được người xe vây quanh. Tuy xe kính xe hơi căn bản không thể nhìn vào bên trong, đám người bên ngoài căn bản không nhìn thấy mặt đám người Lật Minh Đông, thế nhưng khi thấy đám người chung quanh túa đến thì Lật Minh Đông cũng cảm thấy không có gì là hay. Lật Minh Đông có chút nôn nóng, hắn thật sự căm hận, nếu nơi này là thành phố Ba Uẩn thì biết tay. Hắn lại gọi điện thoại cho Phó Cục trưởng Ngưu, giọng điệu có vài phần nghiêm túc. Cục trưởng Ngưu, Cục Công an thành phố Đông Hồng các anh công tác rất có tác phong, tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi đang đi với một vị khách quan trọng, nếu như anh làm náo loạn, tất cả do anh phụ trách. Phó Cục trưởng Ngưu vừa cố gắng xin lỗi Lữ Bân Tương vừa mở miệng nói sẽ xử lý những cảnh sát giao thông căn bản không tuân thủ kỷ luật. Sau khi Lật Minh Đông cúp điện thoại của tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi chợt vang lên. Lật Minh Đông luôn chú ý đến gương mặt của tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi, dù sao thì cởi chuông phải nhờ đến người buộc chuông, quan trọng là tên kia. Lúc này Lật Minh Đông hy vọng tên kia bỏ qua sự việc, căn bản để cho bọn họ rời đi. Có câu sợ gì gặp đó, khi Lật Minh Đông đang hy vọng tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi bỏ qua cho mình, viên cảnh sát giao thông bên kia trực tiếp cúp điện thoại rồi đưa Đồng Cánh Hoàn đến xe cảnh sát, giống như muốn đưa Đồng Cánh Hoàn đi xử lý. Gương mặt Lật Minh Đông trở nên cực kỳ âm trầm, hắn nhìn tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi rời đi, thế là lại cầm lấy điện thoại, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Bí thư Lật, thật sự xin lỗi, tôi không dạy bảo cán bộ thật tốt, ngài yên tâm, đến khi về Cục Công an thì tôi sẽ thả người. Cục trưởng Ngưu dùng giọng xin lỗi nói trong điện thoại. Nhưng Lật Minh Đông căn bản không có hứng thú nghe lời xin lỗi của Phó Cục trưởng Ngưu, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Hắn tuy không nói gì thêm thế nhưng lại dùng hành động của mình nói rõ sự bất mãn với Phó Cục trưởng Ngưu. Chu Ba Nhâm cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, hắn phân phó hai tiếng, người phụ nữ xinh đẹp được giới thiệu là phó chủ nhiệm văn phòng công ty nhanh chóng tiến lên, xe chậm rãi chạy đi, đám người vây quanh cũng rời khỏi hiện trường. Trên đường đi bầu không khí trong xe rất đè nén, vẻ mặt Chu Ba Nhâm rất lạnh lùng. Tuy Lật Minh Đông muốn nói vài lời với Chu Ba Nhâm, thế nhưng hắn vẫn cố gắng nuốt lời xuống bụng. Bí thư Lật, anh không phải là bí thư thị ủy Đông Hồng, cũng không thể trách anh được. Khi xe dừng lại, Chu Ba Nhâm trầm giọng nói với Lật Minh Đông. Lật Minh Đông chợt thả lỏng một chút, thế nhưng hắn vẫn thật lòng xin lỗi. Giám đốc Chu, đã làm cho ngài sợ hãi, nhưng ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ngài câu trả lời thuyết phục. Chương 1137, 1, làm việc cho lãnh đạo cũng là một đãi ngộ. Khi Chu Ba Nhâm tiến vào trong phòng nghỉ ngơi được một lúc, Lật Minh Đông bắt đầu gọi điện thoại. Lần này hắn gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Đông Hồng là Đồng Bính Khôi. Vì quan huyện không bằng quan đang cai quản, chuyện đến mức độ này chỉ có thể kéo Đồng Cánh Hoàn ra rồi nói sau. Đồng Bính Khôi căn bản rất tôn trọng Lật Minh Đông. Dù sao trong mắt nhiều người thì Lật Minh Đông cũng là một người có thể tiến vào trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy,
quan hệ tốt với Lật Binh Đông cũng là một hành vi có lợi cho tương lai. Đồng Bính Khôi hầu như vỗ ngực đảm bảo với Lật Binh Đông, nửa giờ sau sẽ thả người. Sau khi nghe lời đảm bảo của Đồng Bính Khôi, Lật Binh Đông mới tính là yên lòng. 10 phút sau Chu Ba Nhâm đi từ trong phòng ra ngoài, khi thấy Lật Binh Đông ngồi trong phòng khách một mình thì cười nói. Bí thư Lật, thật sự xấu hổ quá, để ngài phải chờ lâu. Giám đốc Chu đi đường khổ cực cần nghỉ ngơi cho khỏe. Lật Binh Đông nói vài câu khách sáo, sau đó chợt thay đổi chủ đề. Tôi đã gọi điện thoại chào hỏi thành phố Đông Hồng, lát nữa giám đốc Đồng sẽ về. Chu Ba Nhâm cũng không tiếp tục ở đề tài này, hắn quay sang nói chuyện với vị phó chủ nhiệm văn phòng mặc tây trang rất có hương vị. Tiểu Nhã, em đi pha một bình trà ngon, anh biết bí thư Lật rất thích uống trà. Giám đốc Chu, hay là dùng cà phê đi, tôi nghe giám đốc Đồng nói chỗ của ngài có cà phê ngon nhất thế giới, cơ hội tốt thế này tôi căn bản không thể bỏ qua được. Lật Binh Đông biết rõ giám đốc Chu thích uống cà phê, thế cho nên mở miệng nói. Quả nhiên lời đề nghị của hắn làm cho Chu Ba Nhâm cảm thấy rất vui, hắn khoát tay áo với vị chủ nhiệm văn phòng rồi cười nói. Con người của tôi uống cà phê đã quen, vì vậy khẩu vị cũng không giống với người thường. Hôm nay bí thư Lật đã nói như vậy, tôi chỉ có thể bêu xấu mà thôi. Một lát sau vị phó chủ nhiệm văn phòng đã đưa đến một ấm cà phê màu trắng rất tinh xảo, nàng khẽ rót hai ly cho Chu Ba Nhâm và Lật Binh Đông, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Lật Binh Đông nhìn bộ dạng của phó chủ nhiệm văn phòng, hắn mơ hồ có chút hâm mộ. Thầm nghĩ mình cũng xem như là chư hầu một phương nhưng nếu so sánh với giám đốc Chu này thì căn bản là kém quá xa, ít nhất mình cũng không dám dùng nữ thư ký một cách rõ ràng như vậy. Tuy trong lòng thầm nghĩ như vậy nhưng Lật Binh Đông cũng căn bản là không nói ra, hắn uống cà phê với Lật Binh Đông, hai bên cùng trò chuyện với nhau. Chu Ba Nhâm căn bản rất quen thuộc tình huống ở thủ đô, hắn ngẫu nhiên nói ra vài sự kiện làm cho Lật Binh Đông cảm thấy rất run sợ. Thế là Vô Tiểu Hình khoảng cách giữa hắn và giám đốc Chu được kéo gần hơn một chút. Sau khi uống xong ly cà phê thứ nhất, Lật Binh Đông vẫn còn tâm tư trò chuyện cùng giám đốc Chu Ba Nhâm. Thế nhưng khi vị phó chủ nhiệm văn phòng đi vào rót ly cà phê thứ hai, hắn căn bản như ngồi đống lửa như đứng đống than, không thể nào bình tĩnh được. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ là lúc này Đồng Cánh Hoàn còn chưa được thả về. Đồng Bính Khôi đồng ý nửa giờ sau người sẽ về, thế nhưng lúc này đã quá 40 phút mà còn chưa được thấy bóng dáng của Đồng Cánh Hoàn. Chuyện gì xảy ra? Lật Binh Đông có chút sốt ruột, giám đốc Chu với vẻ mặt bất động hình như cũng không còn tâm tư trò chuyện. Dù giám đốc Chu vẫn luôn tươi cười hớn hở với Lật Binh Đông, thế nhưng ánh mắt chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Lật Binh Đông cuối cùng cũng không chịu được cảm giác dày vò, hắn đang định gọi điện thoại cho Đồng Bính Khôi, đúng lúc Đồng Bính Khôi gọi điện thoại đến. Bí thư Lật, thật sự xin lỗi, chuyện này tôi căn bản là bất lực. Bất lực, không phải quá đáng cười sao? Vẻ mặt Lật Binh Đông chợt trở nên không tốt, hắn tuy không phải là bí thư thị ủy Đông Hồng, thế nhưng cũng có thể suy bụng ta ra bụng người. Đồng Bính Khôi nếu muốn lấy một người ra khỏi đội cảnh sát giao thông thành phố Đông Hồng, không phải quá dễ dàng, chỉ cần mở miệng là xong sao? Chẳng lẽ Đồng Bính Khôi căn bản không chịu hỗ trợ? Đúng lúc Lật Binh Đông cảm thấy cực kỳ bức bối thì chợt nghe Đồng Bính Khôi trầm giọng nói. Bí thư Lật, sự việc vốn đã nói tốt, nhưng viên cảnh sát kia căn bản không chịu bỏ qua, nghe nói muốn thả người thì tâm tình kích động trực tiếp gọi điện thoại cho văn phòng giám sát chấp pháp của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, làm cho chúng tôi cực kỳ bị động. Cái gì là văn phòng giám sát chấp pháp? Lật Binh Đông chợt nghĩ không ra. Chính là hệ thống văn phòng được thành lập chuyên nghiệp để giám sát chấp pháp theo nếp, chuyên trọng điểm tiếp nhận những sự kiện hành chính không tuân theo đúng quy trình pháp luật, giám sát tất cả các ban ngành, không cho bọn họ tự tiện triển khai mở rộng công tác. Đồng Bính Khôi nói đến đây thì dùng giọng ảo não nói. Tôi nghe nói tiểu tử kia cực kỳ bướng bỉnh, phản ánh sự kiện tôi mở lời chào hỏi lên trên, một người bạn của tôi ở Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy còn nói, có lẽ tôi còn phải tiếp nhận lời phê bình của lãnh đạo Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy. Sau khi nghe Đồng Bính Khôi nói như vậy thì Lật Binh Đông cảm thấy rất bức bối, cũng không nói gì thêm. Sau đó hắn an ủi Đồng Bính Khôi vài lời, nói là khi Ủy ban Tư pháp đến nói chuyện thì cứ đẩy sự việc lên người mình. Lật Binh Đông đặt điện thoại xuống rồi nói rõ sự việc cho Chu Ba Nhâm, hai người cùng sinh ra một ý nghĩ, đó chính là hai người bọn họ chẳng lẽ phải xung đột chính diện với Bí thư Vương sao? Nếu không thì vì sao chuyện này cũng có liên quan đến Vương Tử Quân thế này?
Đào Nhất Hành là quản gia của văn phòng tỉnh ủy, hắn trước nay đều có gương mặt tươi cười làm cho người ta nhìn vào như đang ở trong mùa xuân tỏa nắng. Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, Vương Tử Quân đã nhiều lần liên hệ với Đào Nhất Hành, mỗi lần thấy mặt Đào Nhất Hành thì luôn thấy nụ cười đi trước. Vào đi! Vương Tử Quân vừa nói vừa đặt bút cho ý kiến vào trong tài liệu báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về sự kiện bồi thường cho quần chúng bị thiệt hại ở thành phố Ba Uẩn, nghiêm khắc dựa vào trình tự pháp luật, nhanh chóng giải quyết vấn đề theo đúng quy định. Ha ha, Bí thư Vương, anh đang bận rộn gì vậy? Vương Tử Quân nghe được âm thanh quen thuộc, hắn ngẩng đầu lên, sau đó đi ra khỏi bàn làm việc của mình rồi nói. Chào thư ký trưởng Đào, ngài đột nhiên đại giá quang lâm. Có phải đến kiểm tra chỉ đạo công tác của tôi không? Vương Tử Quân vừa bắt tay với Đào Nhất Hành vừa nói với Du Giang Vĩ đang đi phía sau. Mau lấy hộp trà ngon tôi đưa từ tỉnh Sơn Nam đến đây, để cho thư ký trưởng đánh giá một chút. Đào Nhất Hành thấy Vương Tử Quân khiêm tốn như vậy thì cũng cười nói. Bí thư Vương, tôi nào dám đến kiểm tra chỉ đạo công tác của anh, tôi đến đây cũng là vì muốn xem lãnh đạo ngài có gì cần dặn dò hay không. Hai người nói chuyện với nhau rồi ngồi xuống ghế salon, sau khi Du Giang Vĩ đặt ly trà bên cạnh Đào Nhất Hành, Vương Tử Quân nâng ly trà lên nói. Thư ký trưởng, trà của tôi dù không có danh tiếng gì, thế nhưng hương vị cũng không tệ, là trà thủ công điển hình, hai ngày trước được một đồng sự từ tỉnh Sơn Nam đưa đến. Sơn Nam nổi tiếng trà ngon, tôi cũng muốn nếm thử. Đào Nhất Hành vừa thưởng thức trà vừa bàn luận với Vương Tử Quân về trà. Nói về trà thì Vương Tử Quân căn bản chỉ là gà mờ, thế nên nghe những thông tin hữu ích từ chính miệng Đào Nhất Hành, hắn thật sự cảm thấy mình rốt đặc cán mai. Vương Tử Quân nhìn Đào Nhất Hành mở miệng trò chuyện nhiệt liệt, thế nhưng hắn tuyệt đối không cho rằng đối phương đến tìm mình chủ yếu là nói về trà. Chỉ là Đào Nhất Hành không nói ra, Vương Tử Quân căn bản cũng không hỏi, hắn chờ đối phương chủ động mở miệng nói rõ vấn đề. Chương 1138, tôi đến vỗ tay khen ngợi anh. Vương Tử Quân quan tâm đến cảm thụ tâm lý của Diệp Thừa Dân, dù sao thì bây giờ hắn đang thi triển chiêu thức ở tỉnh Nam Giang, cần sự giúp đỡ của Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến quá trình Đào Nhất Hành đi đến phòng mình, hắn đã phỏng đoán được tâm tư của bí thư Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, tuy tình nguyện đã kích uy tín của chủ tịch Trử, thế nhưng lại là người cầm lái tỉnh Nam Giang, lão cũng cần tạo điều kiện tốt đẹp cho doanh nghiệp đầu tư. Muốn bảo trì xu thế này thì mấu chốt là xúc tiến phát triển kinh tế, Ba Uẩn là thành phố kém phát triển kinh tế mà lại tiến lên giữ những vị trí hàng đầu trong tỉnh, điều này không làm cho Diệp Thừa Dân coi thường. Diệp Thừa Dân căn bản là biểu hiện thái độ của mình với sự kiện Kim Bảo đồng nghiệp này. Vương Tử Quân là một quan viên, hắn tuy không vì đại nghĩa mà bỏ qua bản thân, nhưng hắn tuyệt đối có thể ở trong phạm vi quyền lực của mình để xử lý thật công chính tất cả sự việc, đây cũng là giới hạn thấp nhất của hắn. Hơn nữa sự kiện này căn bản cùng một nhịp thở với Vương Tử Quân, lúc này hắn đang thúc đẩy hành động chấp pháp theo quy định, bây giờ lại đang thời điểm phát triển hừng hực khí thế. Hơn nữa không ít người đang nhìn chằm chằm vào Kim Bảo đồng nghiệp, nếu như hắn không xử lý theo đúng quy định, như vậy hành động chấp pháp theo đúng quy định của hắn trong tỉnh Nam Giang sẽ chỉ là một trò cười. Trử Vận Phong dương cao lá cờ phát triển kinh tế, Vương Tử Quân lại đẩy mạnh hoạt động chấp pháp theo đúng quy định, hai bên khá lệch nhau. Điều này làm cho Vương Tử Quân phải suy tư về những gì sẽ phát sinh, thế là không khỏi chau mày. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Phó Bí Thư ủy ban tư pháp Phùng Thường Quốc đẩy cửa đi vào. Hắn cầm một văn kiện trong tay, vừa vào đã nói. Bí Thư Vương, tôi có một việc cần xin chỉ thị của ngài. Vương Tử Quân căn bản biểu hiện cực kỳ tôn trọng với ba vị Phó Bí Thư ủy ban tư pháp bên dưới, hắn đi ra khỏi bàn làm việc của mình. Sau đó tươi cười nói với Phùng Thường Quốc. Bí thư Phùng Thường Quốc, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống rồi hãy nói. Phùng Thường Quốc căn bản rất kính sợ Vương Tử Quân, hắn cung kính ngồi xuống nói. Bí thư Vương, tôi vừa nhận được một văn kiện của thành phố Đông Hồng, mong anh nhìn qua một chút. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện Phùng Thường Quốc đưa đến, hai mắt khẽ híp lại. Tài liệu này báo cáo một chuyện nhỏ. Nội dung là Phó Giám đốc Đồng Cánh Hoàn của công ty Kim Bảo đồng nghiệp vượt đèn đỏ còn đánh cho cảnh sát giao thông một tát, chuyện này đừng nói là thành phố Đông Hồng, chỉ cần là đội cảnh sát giao thông cũng có thể tự mình giải quyết. Nhưng tất cả lại biến thành tài liệu báo cáo lên cho Vương Tử Quân, lý do duy nhất để báo cáo lên chính là lãnh đạo yêu cầu viên cảnh sát giao thông thả người, nhưng người kia căn bản không chịu,
trực tiếp gọi điện thoại đến văn phòng giám sát chấp pháp. Tất cả địa phương đều có không ít ưu đãi cho lãnh đạo doanh nghiệp đến đầu tư, đãi ngộ như vậy căn bản cũng làm xuất hiện bầu không khí không tốt trong xã hội. Vương Tử Quân nhìn văn kiện, hắn cũng không tỏ thái độ, chỉ đưa mắt nhìn Phùng Thường Quốc. Bí thư Phùng, anh thấy chuyện này thế nào? Phùng Thường Quốc sở dĩ đến báo cáo cho Vương Tử Quân, chủ yếu là vì hắn không dám xử lý. Nói thật thì hắn cảm thấy vấn đề này quá nhỏ, nhưng Vương Tử Quân là người tự tay yêu cầu chấp pháp theo đúng quy định, thế cho nên hắn không dám động vào. Lúc này Vương Tử Quân lại đá quả bóng đến chân mình, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút khó khăn. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân, chỉ thấy lãnh đạo ngồi phía bên kia không nhúc nhích, gương mặt không chút biểu cảm, không có động tác nào, rất khó căn cứ vào đó để phán đoán thái độ của lãnh đạo. Phùng Thường Quốc sợ ý kiến của mình trái chiều với bí thư Vương, thế cho nên không bằng không mở miệng. Vì sự kiện này mà có không ít người chào hỏi Phùng Thường Quốc, nhưng hắn không dám tự tiện khẳng định. Lúc này hắn đến hỏi ý kiến của bí thư Vương, hắn cũng có vài phần do dự, hắn khẽ nói. Bí thư Vương, theo tôi thấy thì chuyện này nên tiến hành khen ngợi đồng chí cảnh sát giao thông kia, đồng thời chủ yếu chú trọng đến phương diện phê bình giáo dục người trong cuộc. Phê bình giáo dục là chính, dĩ nhiên đó là phương án lớn hóa nhỏ, giải quyết ổn thỏa. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Phùng Thường Quốc, hắn thản nhiên nói. Đối với các đồng chí chấp pháp theo đúng quy định, chúng ta nên tiến hành khen ngợi, còn những thứ khác, căn bản cứ xử lý theo đúng quy định pháp luật. Xử lý theo đúng quy định pháp luật, những lời này có ý nghĩa là gì thì Phùng Thường Quốc hiểu rất rõ. Hắn xem như không thăm dò được ý nghĩ của Bí Thư Vương, thế cho nên sinh ra chút cảm giác thất lạc. Hắn cảm thấy độ tuổi của mình với kinh nghiệm cao vời phải tìm ra được chút ý nghĩ của lãnh đạo mới đúng, không ngờ lại là kết quả như vậy, hắn lên tiếng. Bí Thư Vương, tôi sẽ nhanh chóng chứng thực. Vương Tử Quân nhìn Phùng Thường Quốc chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của mình, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Thế này đi, anh gọi điện thoại cho Đoạn Văn Đống, tôi muốn đến Cục Công an thành phố Đông Hồng kiểm tra giám sát một chút. Lộ Tử Khai ngồi trong phòng làm việc của mình với tâm tình không quá tốt. Sáng hôm qua đến phiên trực của hắn, thế nhưng lại bị một tên khốn cho mình một bạt tai. Vì trừng phạt chiếc xe kia mà có không ít lãnh đạo của Cục Công an thành phố gọi điện thoại đến cầu tình, thế nhưng hắn vì tức giận mà trực tiếp gọi điện thoại cho văn phòng giám sát chấp pháp của tỉnh. Vì vậy cánh cửa thả người đã bị đóng lại, nhưng cũng là vì vậy mà Lộ Tử Khai nhận được nhiều ánh mắt khác thường, dù là đồng sự hay là lãnh đạo đội đều nhìn hắn với ánh mắt không tốt. Đặc biệt là sáng hôm nay, đại đội trưởng mở miệng yêu cầu Lộ Tử Khai cần phải có ý niệm toàn cục. Mặc dù không nói rõ ràng, thế nhưng đó rõ ràng là ngấm ngầm phê bình hắn. Cũng chính vì chuyện này mà cuộc sống của Lộ Tử Khai rơi vào trong hố bùn. Các đồng sự bình thường vốn có quan hệ khăng khít với hắn nhanh chóng kéo giãn khoảng cách. Dù là người bố cả đời làm cảnh sát cũng nổi nóng với hắn khi cả nhà dùng cơm. Mình làm gì sai sao? Lộ Tử Khai đấm một cái lên bàn, sau đó oán hận thầm nghĩ như vậy, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ nuối tiếc. Hắn biết mình đã làm ra sự kiện căn bản khó thể nào vãn hồi. Vì hành động này của Lộ Tử Khai mà đại đội trưởng bị lãnh đạo phê bình. Thế nhưng lãnh đạo căn bản không dám phát tiết lên người kẻ gây chuyện là giám đốc Đồng, vì thế mà tất cả tức giận của lãnh đạo đều dồn lên người hắn. Anh mau đi xin lỗi đại đội trưởng, đồng thời chủ động yêu cầu thả người. Đây chính là lời đề nghị của bố Lộ Tử Khai, lời đề nghị này cũng được hắn nghĩ cả buổi tối và không thông suốt, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định làm theo lời bố mình. Nhưng khi Lộ Tử Khai thừa nhận sai lầm với đại đội trưởng, lãnh đạo căn bản không tiếp nhận. Lời nói của lãnh đạo tràn đầy châm chọc khiêu khích. Cuối cùng hắn mất kiên nhẫn rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo, thậm chí cũng không nói được lời nào. Vài đồng sự có quan hệ tốt đẹp lén nhắn tin cho Lộ Tử Khai, hắn hiểu bây giờ quyền quyết định không còn nằm trong Cục Công an thành phố, muốn giải quyết thế nào thì cần phải nhìn vào ý kiến của văn phòng giám sát chấp pháp tỉnh ủy. Cậu Lộ, cậu làm ầm ĩ như vậy xem như tương lai đã xong, tôi nghe một người bạn đang công tác ở ban nhân sự nói. Cậu vốn sẽ được lên quân hàm, thế nhưng hôm qua lãnh đạo lại cho ra phương án khác, cậu không được thăng cấp. Nội dung tin nhắn làm cho Lộ Tử Khai cảm thấy không có gì không đáng tin, tuy người kia không có vị trí quá cao, thế nhưng quan hệ rất rộng, căn bản sẽ không nói những lời không chính xác cho mình. Tử Khai, cậu đi đâu vậy? Lộ Tử Khai cảm thấy cực kỳ uể oải, hắn chuẩn bị cầm lấy trang bị đi ra ngoài, chợt nghe trung đội trưởng trầm giọng gọi giật lại.
không phải bây giờ là phiên trực của tôi sao? Lộ Tử Khai nhìn vẻ mặt âm trầm của trung đội trưởng thì trầm giọng nói. Trung đội trưởng chính là một người anh cùng trường tốt nghiệp sớm hơn Lộ Tử Khai vài năm, hắn nhìn cậu em lỗ mãng của mình rồi trầm ngâm nói. Bây giờ cậu không thể đi. Em đi ra ngoài làm việc. Lộ Tử Khai nói đến đây thì cất bước đi ra. Khi Lộ Tử Khai đi đến hành lang thì thấy đại đội trưởng đang ngồi trong phòng làm việc, giám đốc Đồng trước đó cho hắn một tát đang ngồi hút thuốc trò chuyện vui vẻ cùng lãnh đạo của mình. Khi thấy Lộ Tử Khai thì giám đốc Đồng phất phất tay với bộ dạng ngả ngớn nói. Cảnh sát Lộ Tử Khai, anh lại phải đi trực rồi sao? Tôi nói cho anh biết, anh cần phải trực cho tốt, nếu không chỉ vài ngày nữa anh sẽ căn bản không còn cơ hội được ngồi xe oai oai vệ vệ được nữa đâu. Lộ Tử Khai chợt cảm thấy sôi máu, hắn muốn tiến lên cho tên kia một đấm. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không tốt đẹp gì của đại đội trưởng, hắn vẫn phải đi ra ngoài. Lúc này tiếng cười của giám đốc Đồng căn bản là không chút kiêng nể, nó giống như một con dao nhỏ đâm vào trong tim của Lộ Tử Khai. Lộ Tử Khai đi đến trạm của mình, hắn cũng không quan tâm đến những ánh mắt khác thường của đám đồng sự. Hắn đi đến vị trí của mình, nhìn đèn đường, chuẩn bị bắt đầu ca trực. Đúng lúc này điện thoại của Lộ Tử Khai vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình, sau đó bấm nút nghe. Hắn còn chưa kịp nói lời chào hỏi, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói như súng máy. Lộ Tử Khai, cậu đang làm gì vậy? Lãnh đạo nói chuyện này cần phải xử lý cho tốt, cậu không nên tiếp tục chọc ra, cậu có bị thần kinh không? Với trình độ này của cậu thì sao có thể làm việc lớn được? Cậu nghe bố cậu một lần được không, sớm xử lý cho tốt đi. Lộ Tử Khai bị đè nén khá lâu, hắn chợt lớn tiếng nói. Bố đã cho chúng con ra ở riêng, như vậy cũng nên cho chúng con quyền quyết định, con chịu đủ lắm rồi, suốt ngày cứ bố cậu. Dù Lộ Tử Khai nói lời quyết liệt nhưng vẫn cảm thấy khóe mắt cay cay, hắn cắn chặt răng cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi xuống. Bây giờ hắn không có gì để kiêu ngạo, thế nhưng chút tự tôn cuối cùng cũng không thể vứt cho chó ăn được. Lộ Tử Khai đứng trên cương vị của mình hắn luôn làm tốt và đúng quy định, thế nhưng chỉ sợ sau này hắn sẽ không còn gì nữa, bây giờ xem như lần cuối cùng hoàn thành sứ mạng của một viên cảnh sát giao thông vậy. Dưới bầu trời oi bức, Lộ Tử Khai rốn như quên cả thời gian, quên đi những chuyện hỗn loạn, điều hắn cần quan tâm chính là làm tốt công tác của mình. Khi Lộ Tử Khai xoay người thì chợt thấy một người đàn ông không lớn tuổi hơn mình chậm rãi đi đến. Khi hắn nghĩ rằng có lẽ đối phương đến hỏi đường, chợt thấy người kia nở nụ cười hỏi. Anh là đồng chí Lộ Tử Khai có phải không? Tôi là Lộ Tử Khai. Lộ Tử Khai không ngờ đối phương lại biết tên họ của mình, hắn đang định hỏi xem vị này có chuyện gì, đột nhiên một hình ảnh lọt vào tầm mắt của hắn, là Cục trưởng Cục Công an Đoạn Văn Đống. Lộ Tử Khai thấy Đoạn Văn Đống đứng bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi kia, ánh mắt nhìn về phía mình có vài phần ôn hòa, hơn nữa lãnh đạo còn khẽ gật đầu, bộ dạng như cổ vũ. Khi Lộ Tử Khai rời mắt khỏi người Đoạn Văn Đống, hắn chợt thấy một hình ảnh quen thuộc xuất hiện phía bên phải người mình. Là đội trưởng chi đội, Lộ Tử Khai chợt giật mình, ngay cả chi đội trưởng cũng đến. Vị chi đội trưởng trước đó vốn mắng chửi hắn như xối máu chó lên đầu lại quy củ chính quy đứng bên cạnh Cục trưởng Đoạn Văn Đống. Vẻ mặt tuy tràn đầy nụ cười, thế nhưng trên gương mặt béo tốt đầy mồ hôi. Đồng chí Lộ Tử Khai, anh đã làm hết phận sự của mình, lại kiên trì nguyên tắc, dùng thực tế hành động để chứng minh công tác của một viên cảnh sát giao thông, những người có tinh thần đáng quý như anh cần được cộng đồng học tập. Vương Tử Quân nhìn Lộ Tử Khai trẻ tuổi ở phía bên kia thì dùng giọng có khí phách nói. Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua mà Lộ Tử Khai nhận được lời tán dương về hành vi của mình. Hắn chợt sinh ra xúc động muốn rơi lệ. Hắn không biết người đàn ông trẻ tuổi kia là ai, thế nhưng lời nói của đối phương lại cực kỳ an ủi mình. Anh làm rất tốt, tổ chức sẽ tuyệt đối không để cho những đồng chí chăm chú công tác và kiên trì nguyên tắc sẽ bị hại. Vương Tử Quân vỗ vỗ lên vai Lộ Tử Khai sau đó cất bước về phía một chiếc xe ở bên cạnh. Chỉ có 2 phút gặp mặt, Lộ Tử Khai cảm thấy đần độn u mê. Khi hắn đang suy đoán xem người đàn ông trẻ tuổi kia là ai thì điện thoại chợt vang lên. Hắn nghe thấy người anh trong đơn vị dùng giọng hưng phấn nói. Cậu Tử Khai, cậu có biết người vừa bắt tay cậu là ai không? Tôi nói cho cậu biết, anh ấy là Vương Tử Quân, là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy. Ngay cả lãnh đạo tỉnh ủy cũng khen ngợi cậu, điều này quá tốt, tương lai sẽ phát triển như đi máy bay. Đó là bí thư Vương Tử Quân sao?
Lộ Tử Khai dùng giọng không dám tin nói. Nói nhảm, ai dám gạt cậu như vậy? Tôi nói cho cậu biết, Bí Thư Vương căn bản đã cho ra một chỉ thị trọng yếu với sự kiện của cậu, dù là bất kỳ người nào cũng không có đặc quyền ở phía pháp luật. Lúc này tên họ Đồng kia đã bị câu lưu lại rồi. Lộ Tử Khai căn bản không còn tiếp tục nghe rõ người anh bên kia nói lời nào nữa, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Tử Quân bỏ đi, chỉ cảm thấy đội xe chạy đi như bay. Sàn nhảy rất náo nhiệt, đèn liên tục nháy lên phối hợp với loại nhạc đinh tai nhức óc làm cho không khí đầy tính điên cuồng. Vài cô gái mặc váy ngắn màu đen đang điên cuồng uốn éo vùng vẫy giống như những con rắn đang mùa động dục, liên tục cho ra những động tác cực kỳ hấp dẫn. Lúc này ở bên cạnh những cô gái này có không ít thanh niên trẻ tuổi, cả đám người đều uốn éo lắc lư nhảy múa, căn bản đang ném ra những tình cảm mãnh liệt thừa thãi của mình. Trong địa phương điên cuồng này lại cất giấu một khu vực cực kỳ yên tĩnh, trên lầu ba có một gian phòng hơn 50 mét vuông, Chu Ba Nhâm đang ở đó nâng ly uống rượu. Bên cạnh Chu Ba Nhâm chính là vị phó chủ nhiệm văn phòng xinh đẹp, nàng lúc này đã thay đổi bộ tây trang công sở thường ngày bằng một chiếc quần jean, thế cho nên càng biểu hiện vẻ thanh xuân tràn đầy sức sống. Chương 1139, gặp mặt. Giám đốc Chu, ngài không cần phải uống thêm nữa, uống rượu cũng không tốt cho sức khỏe. Cô gái nhìn Chu Ba Nhâm tiếp tục nâng ly lên, nàng dùng giọng làm nũng nói. Chu Ba Nhâm nhìn vẻ quyến rũ của cô gái, hắn khẽ đặt ly xuống, nhưng hắn cũng không kéo nàng vào lòng như dĩ vãng, hắn nằm trên ghế salon nói. Tiểu Ni Nhi cứ yên tâm, anh còn chưa đến mức độ mượn rượu giải sầu. Em cũng cảm thấy giám đốc Chu căn bản không cần mượn rượu giải sầu, thế nhưng uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe, hơn nữa tối nay anh còn đồng ý với em. Cô gái được gọi là Tiểu Ni Nhi khẽ kéo tay của Chu Ba Nhâm rồi dùng giọng làm nũng nói. Có câu anh hùng không qua ải mỹ nhân, hơn nữa Chu Ba Nhâm còn không phải là anh hùng. Lúc này hắn cũng không nhịn được phải ôm cô gái vào trong lòng. Khi bàn tay của Chu Ba Nhâm liên tục xoa bóp lên ngực của Tiểu Ni Nhi, hơi thở của hắn có vài phần gấp gáp, lúc này đèn neon nhấp nháy càng làm tăng thêm chút hương vị. Cuộc sống của Đồng Cánh Hoàn đã sắp xếp thế nào rồi? Chu Ba Nhâm vuốt ve bộ ngực cứng chắc của cô gái rồi khẽ hỏi. Mặc dù Tiểu Ni Nhi căn bản không ngờ lúc này Chu Ba Nhâm lại bàn đến chuyện công tác, thế nhưng nàng vẫn tranh thủ thời gian nói. Tất cả đã chuẩn bị xong, Bí Thư Lật đã liên hệ với phía bắt giữ, nói là giám đốc Đồng không có vấn đề gì. Tiểu Ni Nhi thấy vẻ mặt Chu Ba Nhâm vẫn rất âm trầm, nàng khẽ khuyên. Giám đốc Chu, sự việc liên quan đến giám đốc Đồng sẽ nhanh chóng qua đi, hơn nữa đây cũng là việc của riêng hắn. Em thì biết cái gì, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, Đồng Cánh Hoàn tuy không được tốt nhưng dù sao cũng là người đi theo bên cạnh anh. Lời nói của Tiểu Ni Nhi làm cho Chu Ba Nhâm có chút tức giận, hắn vốn đang khẽ vuốt ve chợt tăng thêm chút lực. Tiểu Ni Nhi rất đau nhưng căn bản không dám lên tiếng, nàng đã quá quen thuộc tính cách của Chu Ba Nhâm, chính mình bây giờ nếu kêu thành tiếng thì sẽ bị đối phương tiếp tục tiến hành những trừng phạt cực kỳ biến thái. Vì vậy nàng cố gắng nặn ra nụ cười, nói vài lời giận hờn, không muốn làm mất đi niềm vui của Chu Ba Nhâm. Tiểu Ni Nhi cũng không phải quá yêu thương Chu Ba Nhâm, nàng chỉ là quyến luyến những gì mà đối phương đem lại cho mình. Nàng là một người phụ nữ xinh đẹp. Nàng căn bản không muốn hướng đến một cuộc sống vợ chồng yêu thương nhau và bình lặng qua ngày, nàng muốn hướng đến giá trị thật sự của mình. Chu Ba Nhâm đứng lên khỏi ghế salon, hắn nâng ly rượu lên uống một ngụm, sau đó nói với Tiểu Ni Nhi. Mấy giờ rồi? Tiểu Ni Nhi nhìn đồng hồ rồi nói. Một phút nữa là 9 giờ. Em đi ra cửa chờ một chút, khách sắp đến rồi. Chu Ba Nhâm nằm trên ghế salon rồi lẳng lặng nói. Tiểu Ni Nhi không biết Chu Ba Nhâm mời ai, thế nhưng với địa vị của Chu Ba Nhâm, người được mời căn bản sẽ không tầm thường. Nàng sửa sang lại trang phục của mình, sau đó đi ra ngoài cửa. Khi nàng đi đến cửa thì tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Ni Nhi khẽ mở cửa, đúng lúc gặp một người đàn ông mặc tây trang đi vào phòng. Tuy ánh đèn có hơi mờ, thế nhưng gương mặt ánh vào trong mắt nàng rõ ràng là hình tượng ôn hòa nhã nhặn. Ngôn Huy, gặp mặt cậu cũng không dễ dàng gì. Chu Ba Nhâm đứng lên khỏi ghế salon, sau đó cười tủm tỉm chào hỏi người vừa đến. Người đến khẽ cười, sau đó lại cười nhạt với cái ôm khoa trương của Chu Ba Nhâm, lại nói. Anh là thần tài của ông cụ nhà tôi nào dám để anh chờ lâu, như vậy chẳng phải tự làm khó mình sao? Được rồi, anh cũng đừng nói những lời này nữa.
Chu Ba Nhâm nói rồi rót rượu cho người vừa đến, sau đó nói. Cậu có lẽ đã nghe nói rồi, lần này xem như tôi đây mất hết mặt mũi. Tôi đã công tác thời gian dài trong nước, thế nhưng là lần đầu tiên gặp phải đãi ngộ thế này. Chử Ngôn Huy không nói lời nào, hắn nhìn vào ánh mắt bực tức của Chu Ba Nhâm, giống như đang nhìn một đứa trẻ đang kể khổ với mình. Nói về độ tuổi thì Chu Ba Nhâm căn bản lớn hơn chục tuổi so với Chử Ngôn Huy, thế nhưng hai người ngồi bên cạnh nhau, Chử Ngôn Huy nhìn qua lại căn bản lão luyện hơn cả Chu Ba Nhâm. Lần này nếu tôi không tìm lại thể diện của mình, chỉ sợ về thủ đô sẽ bị người ta cười vào mặt. Ngôn Huy, tỉnh Nam Giang là địa bàn của cậu, mong cậu cho ra ý kiến, xem anh nên làm gì bây giờ. Chu Ba Nhâm nâng ly rượu lên dùng giọng điệu giống như đùa giỡn nói với Chử Ngôn Huy. Chử Ngôn Huy không trả lời trực tiếp, hắn ngồi trên vị trí của mình cực kỳ đoan chính, sau đó thản nhiên nói. Vị phó giám đốc của công ty anh làm trái với pháp luật, tôi còn nghĩ biện pháp gì được. Chẳng lẽ anh cho rằng tôi sẽ làm việc ảnh hưởng đến ông cụ ở nhà sao? Chu Ba Nhâm cũng không tức giận vì lời từ chối của Chử Ngôn Huy, hắn đưa ly rượu sang cho Chử Ngôn Huy rồi nói. Cậu Ngôn Huy, hai người chúng ta trước nay luôn hợp tác vui vẻ với nhau, cậu cũng không phải muốn nhìn anh mất mặt ở tỉnh Nam Giang đấy chứ. Tôi thật sự không có biện pháp, anh cũng không phải không biết, bí thư Vương kia đang tiến hành hoạt động chấp pháp theo đúng quy định ở tỉnh Nam Giang, chỉ bằng vào tôi thì căn bản không ra thể thống gì cả. Chử Ngôn Huy nói đến đây thì cười khẽ rồi nói tiếp. Việc này anh nên đi tìm ông cụ nhà tôi thì hay hơn. Tôi đã nói với Chủ tịch Chử về vấn đề này. Nhưng không đề cập thì không sao, vừa nói ra thì Chủ tịch Chử đã nói giám đốc Đồng sẽ bị giữ lại 15 ngày. Chu Ba Nhâm đặt ly rượu xuống rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Cậu Ngôn Huy, đây rõ ràng là có người không muốn anh tiếp tục phát triển ở Nam Giang. Vẻ mặt Chử Ngôn Huy vẫn bình tĩnh như trước, hắn uống một ngụm rượu rồi dùng giọng giống như lầu bầu nói. Anh cũng biết rồi đấy, bố của tôi là người coi trọng phát triển kinh tế. Chỉ cần chuyện gì có lợi cho sự phát triển kinh tế của tỉnh, dù có chút trái với quy định thì năm xưa ông ấy cũng làm, thế cho nên bị vài lời phê bình. Chử Ngôn Huy nói giống như nhắc đến công tác của Chử Vận Phong, thế nhưng vẻ mặt của Chu Ba Nhâm lại có chút biến đổi, hắn cười nói. Cảm tạ cậu Ngôn Huy, cậu căn bản giải quyết cho tôi một vấn đề không nhỏ, chúng ta cạn ly. Hai rượu cùng vào nhau, Chử Ngôn Huy uống nửa ly rồi buông, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói. Anh Chu, trong nhà còn có việc, cũng không có thời gian ở lại, mong anh cứ vui vẻ tận hứng. Ôi, Ngôn Huy, cậu cái gì cũng tốt, chỉ là mái gò ép không thoải mái, đây không phải đã làm cho tiểu thư Tiểu Ni gặp đả kích sao? Chu Ba Nhâm khẽ chỉ Tiểu Ni đang đứng bên cạnh rồi dùng giọng trêu chọc nói. Tiểu Ni căn bản hiểu rõ ý nghĩ của Chu Ba Nhâm, nàng cảm thấy nhục nhã, đồng thời cũng cố gắng biểu hiện giống như một chú chim nhỏ sợ hãi. Đồng thời nàng cũng cố gắng khắc ghi hình tượng của Chử Ngôn Huy, dù sao thì cũng không có nhiều người ép Chu Ba Nhâm phải chủ động dâng mình lên. Nhưng Chử Ngôn Huy chỉ cười cười, hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng. Chử Ngôn Huy vẫn chạy chiếc xe Santana cũ, thế nhưng trên vị trí tay lái của chiếc xe lại là một người đàn ông cao lớn lực lưỡng với cái đầu chọc lóc. Sau khi Chử Ngôn Huy ngồi xuống phía sau, người đàn ông kia khẽ khởi động xe. Giám đốc Chử, có vài huynh đệ đang có ý kiến về lệnh cấm của ngài ở thành phố Đông Hồng. Người đàn ông kia khởi động xe rồi khẽ nói với Chử Ngôn Huy ở phía sau. Chử Ngôn Huy không lên tiếng, giống như hắn không nghe được lời nói của đối phương. Nhưng người đàn ông này đi theo Chử Ngôn Huy lâu năm, hắn biết rõ Chử Ngôn Huy là hạng người gì, thế nên nói tiếp. Những người này căn bản là muốn gây chuyện. Chỗ tôi không cần người thích gây chuyện. Giọng điệu của Chử Ngôn Huy cực kỳ lạnh lẽo. Làm cho người ta cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Người đàn ông kia khẽ gật đầu nói. Giám đốc Chử, tôi hiểu nên làm thế nào, nhưng nguồn hàng ở thành phố Đông Hồng vẫn là thứ quan trọng, dù sao thì thành phố Đông Hồng cũng là một địa điểm chủ yếu của chúng ta, nếu thiếu chỗ này thì anh em của chúng ta sẽ mất đi 1/3 lợi nhuận. Mất đi một chút thì an toàn hơn. Chử Ngôn Huy nói đến đây thì rút ra một điếu thuốc, hắn châm lửa, sau đó dùng giọng âm u nói. Chuyện này căn bản cũng sắp xong rồi. Người đàn ông kia không hỏi thêm, vẻ mặt hắn căn bản là 100% tin tưởng vào Chử Ngôn Huy. Chiếc xe Santana được người đàn ông điều khiển chạy đi như bay vào trong bóng đêm. Chương 1140, lãnh đạo va chạm. Sáng sớm ngồi trong phòng làm việc,
Vương Tử Quân dùng sức dụi mắt. Tối qua Tiểu Bảo Nhi được cô giáo cho giấy khen, thế là cả nhà rất vui, Tiểu Bảo Nhi ăn cơm tối nhiều hơn một chút, kết quả là nửa đêm nôn mửa, điều này làm cho Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc căn bản không được ngủ ngon. Sau khi tự mình làm giả một đơn xin phép nghỉ, Mạc Tiểu Bắc ở lại nhà với Tiểu Bảo Nhi. Nhưng Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, hắn không thể không rửa mặt đi đến phòng làm việc bắt đầu công tác. Vu Trường Long đến báo cáo theo thông lệ, sau đó hắn khẽ nói. Bí thư Vương, hôm nay tôi công tác nghe được một tin tức còn chưa biết được thật giả thế nào. Khi nối gần quan hệ với Vương Tử Quân, Vu Trường Long càng công tác chăm chỉ, rất nhiều tin đồn trong văn phòng thông qua miệng hắn chuyển đến tai bí thư Vương. Anh nói đi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Vu Trường Long, thế là hắn khoát tay nói. Tôi nghe tiểu lý của văn phòng tỉnh ủy nói, công ty Kim Bảo đồng nghiệp chuẩn bị rút khỏi tỉnh Nam Giang chúng ta. Vu Trường Long nói rồi cẩn thận quan sát phản ứng của Vương Tử Quân. Hắn còn một câu chưa nói ra, nguyên nhân mà công ty Kim Bảo đồng nghiệp đưa ra chính là hoàn cảnh đầu tư của tỉnh Nam Giang là không tốt. Những lời này căn bản chĩa vào người Vương Tử Quân. Trử Vận Phong là chủ tịch tỉnh Nam Giang, lão coi trọng nhất là sự phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang. Đây là một vị chủ tịch tỉnh đi từ cơ sở lên cấp tỉnh, không những có uy tín cực kỳ cao trong tỉnh, còn cực kỳ có năng lực ở phương diện thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhiều người quen biết hiểu rõ Trử Vận Phong là người khó chịu thế nào trên phương diện phát triển kinh tế, căn bản không bao giờ để người ta làm vật chướng ngại cho sự phát triển kinh tế. Năm xưa khi còn làm bí thư thị ủy, lão đã từng nắm bắt một vị chủ tịch huyện không hợp chính kiến và liên tục bố trí chướng ngại vật cho mình, hơn nữa còn dùng giọng hùng hồn nói. Những người gây ảnh hưởng đến phương diện phát triển kinh tế như anh không đá đi thì đá ai? Lúc này chủ tịch Trử đang cực kỳ coi trọng sự phát triển của thành phố Ba Uẩn, thậm chí còn nói trong nhiệm kỳ này sẽ đẩy thành phố Ba Uẩn biến thành một trung tâm kinh tế của tỉnh. Một mục tiêu tốt đẹp như vậy căn bản cực kỳ phù hợp với tính cách của chủ tịch Trử Vận Phong. Nhưng lúc này một trụ cột trong sự nghiệp phát triển kinh tế của thành phố Ba Uẩn là công ty Kim Bảo đồng nghiệp lại rút lui, nguyên nhân là hoàn cảnh đầu tư không tốt, có lẽ điều này sẽ làm cho Trử Vận Phong cảm thấy cực kỳ khó tiếp nhận. Toàn tỉnh đều biết Lật Binh Đông cực kỳ giúp đỡ với công ty Kim Bảo đồng nghiệp, hoàn cảnh đầu tư sẽ căn bản không là bệnh tật của người này. Như vậy rõ ràng công ty Kim Bảo đồng nghiệp đang chĩa vào những hoạt động của Ủy ban Tư pháp tỉnh. Tất nhiên người đứng đầu Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy là Vương Tử Quân. Đối mặt với tình huống công ty Kim Bảo đồng nghiệp rút khỏi tỉnh Nam Giang, chỉ sợ Bí thư Vương sẽ phải tiếp nhận lửa giận từ Chủ tịch Trử. Tuy Chủ tịch Trử không phải là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Nam Giang, thế nhưng uy tín của lão cũng không thấp hơn Diệp Thừa Dân trong tỉnh ủy. Nếu như Trử Vận Phong không ủng hộ công tác của Bí thư Vương, như vậy các công tác của khối tư pháp trong tỉnh sẽ căn bản là gánh nặng đường xa. Vương Tử Quân khẽ đặt cây bút trong tay xuống, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn hiểu rõ ràng lực ảnh hưởng của Trử Vận Phong ở trong tỉnh Nam Giang, lúc này công ty Kim Bảo đồng nghiệp rút lui, tất nhiên Trử Vận Phong sẽ có cái nhìn không hay về mình. Cũng may Vương Tử Quân đã sớm chuẩn bị đối với tình huống này, vì thế hắn cũng căn bản không rối loạn trận tuyến. Hắn cười cười nói với Vu Trường Long. Đầu tư hay rút lui là chuyện của xí nghiệp. Nhưng trước khi bọn họ bỏ đi phải xử lý cho tốt sự kiện quần chúng ba thôn trong thành phố Ba Uẩn gặp phải tai họa. Anh thông báo cho phía tòa án, để bọn họ đốc thúc tòa án nhân dân thành phố Ba Uẩn nhanh chóng xử lý vụ này theo đúng pháp luật. Vâng, Bí thư Vương. Khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, Vu Trường Long mới thở dài một hơi. Sau khi Vu Trường Long rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, Du Giang Vĩ đến gõ cửa phòng. Sau đó báo cáo hành trình công tác ngày hôm nay của Vương Tử Quân. Khi vị trí càng ngày càng lên cao, hành trình của Vương Tử Quân căn bản không phải do hắn quyết định. Sau khi Du Giang Vĩ báo cáo công tác một lượt, Vương Tử Quân chợt nói. Tôi đã nhờ anh viết văn kiện chấp pháp theo nếp và xây dựng hoàn cảnh xã hội tốt đẹp như thế nào rồi. Bí thư Vương, đã được chuẩn bị xong. Du Giang Vĩ tuy không biết Vương Tử Quân muốn mở hội nghị thảo luận kia làm gì. Thế nhưng Bí thư Vương đã nói như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Vì vậy chỉ cần có thời gian thì Du Giang Vĩ cố gắng làm cho xong, bây giờ cơ bản đã xong. Vương Tử Quân tiếp nhận bài viết của Du Giang Vĩ, cảm thấy nội dung rất phù hợp với tâm ý của mình, thế nên càng có thêm vài phần tán thưởng với Du Giang Vĩ. Hắn đặt văn kiện xuống rồi cười nói. Cậu nên báo cáo sự kiện này cho Bí thư Chí Đạo và chủ nhiệm Trường Long,
để cho bọn họ nhanh chóng tổ chức hội nghị. Đúng rồi, hội nghị thảo luận lần này cũng không phải chỉ có Ủy ban Tư pháp chúng ta, còn phải mời tất cả các phương diện đến tham gia thảo luận. Vâng, Bí Thư Vương, anh xem nên tổ chức khi nào? Dù Giang Vĩ thấy Bí Thư Vương quan tâm đến sự kiện này như vậy, thế là càng không khỏi thêm chú ý. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ treo tường, sau đó thản nhiên nói. Quyết định vào ngày thứ tư. Vì 10 giờ sáng Vương Tử Quân cần phải chủ trì một hội nghị, thế cho nên hắn cũng không bàn việc khác với Du Giang Vĩ. Khi Du Giang Vĩ cùng đi với Bí Thư Vương xuống lầu, lái xe Tiểu Trần đã khởi động xe sẵn sàng, Du Giang Vĩ nhanh chóng mở cửa xe giúp Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị lên xe, một chiếc Mercedes-Benz chậm rãi dừng bên cạnh. Chu Ba Nhâm xuống xe, hắn thấy Vương Tử Quân thì vươn tay nói. Chào Bí Thư Vương, tôi là Chu Ba Nhâm của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp. Vương Tử Quân căn bản đã từng nghe qua đại danh của Chu Ba Nhâm, nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau, hắn nhìn nụ cười trên mặt của đối phương rồi cười nói. Chào Giám đốc Chu, rất vui được gặp anh. Ha ha, có chút không tốt lắm, Giám đốc Đồng của tôi còn đang bị giam giữ, ngài nói xem như vậy thì tôi vui sao được. Chu Ba Nhâm nói tiện thể chĩa mũi dùi về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến lời nói của đối phương, hắn cười cười rồi dùng giọng bình tĩnh tự nhiên nói. Nghĩa vụ của nhân dân là tuân thủ đúng pháp luật, cần phải học tập và rút ra kinh nghiệm mới được. Bí Thư Vương, tôi cũng muốn tâm sự với anh nhiều hơn, thế nhưng Chủ tịch Trử bên kia còn đang chờ, chúng ta lần sau trò chuyện thêm vậy. Chu Ba Nhâm như cười như không nói với Vương Tử Quân. Sau đó cất bước về phía văn phòng tỉnh ủy. Vương Tử Quân chỉ cười cười với hình bóng của Chu Ba Nhâm, hắn bình tĩnh leo lên xe. Những câu sau của Chu Ba Nhâm rõ ràng là chĩa vào hắn, lúc này đối phương đến gặp Trử Vận Phong, rõ ràng là Chủ tịch Trử có ý giữ đối phương ở lại Nam Giang, thế cho nên Chu Ba Nhâm có chút kiêu ngạo. Vương Tử Quân tham gia hội nghị tổng kết hoạt động đảm bảo trật tự trị an trong quý của khối tư pháp, ngoài các vị bí thư ủy ban tư pháp thị ủy. Còn có các vị lãnh đạo các đơn vị công an kiểm sát tòa án. Khi xe của Vương Tử Quân dừng lại bên ngoài hội trường, lúc này đám người phó bí thư ủy ban tư pháp Phùng Thường Quốc đã chờ sẵn nghênh đón. Bí thư Vương, cục trưởng Trân vừa rồi có gọi điện thoại đến, nói là Chủ tịch Trử tìm mình có chuyện, thế cho nên không thể tham gia hội nghị. Phùng Thường Quốc chờ Vương Tử Quân đi đến phòng nghỉ ngơi ngồi xuống thì mới khẽ báo cáo. Công tác tổng kết tình hình trật tự trị an quan trọng nhất là Cục Công an, bây giờ lãnh đạo Cục Công an tỉnh Nam Giang không tham gia, rõ ràng khó thể nào nói nổi. Nhưng Trần Hồng Lỗi có lý do rõ ràng, Vương Tử Quân căn bản không có chuôi dao nào để nắm vào. Vương Tử Quân cười cười nói. Như vậy thì dặn dò các đồng chí công an, để bọn họ truyền đạt tinh thần chỉ thị của Cục trưởng Trần. Vâng. Phùng Thường Quốc thở dài một hơi. Lúc này hắn mới thấy vị trí của mình chẳng qua là chất vấn mỏi mồm mà thôi, giữa Vương Tử Quân và Trần Hồng Lỗi thì căn bản không thể đắc tội với người nào. Lúc này Trần Hồng Lỗi xin nghỉ, thực tế thì liên quan rất lớn đến sự bất mãn của Trử Vận Phong với Vương Tử Quân. Bí thư Vương thúc đẩy hoạt động chấp pháp theo quy định pháp luật, điều này Phùng Thường Quốc hoàn toàn đồng ý, thế nhưng cái mông của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp rõ ràng là mông hổ, không thể nào tùy ý giở vào. Lúc này Kim Bảo Đồng Nghiệp muốn rời khỏi tỉnh Nam Giang, Chủ tịch Trử căn bản sẽ không ngồi yên, tự mình sắp xếp vài thứ làm khó Vương Tử Quân, căn bản là quá bất mãn với Vương Tử Quân. Không có sự ủng hộ của Chủ tịch tỉnh, công tác của khối tư pháp sẽ càng thêm khó khăn. Tuy Vương Tử Quân cũng là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng hắn căn bản còn chưa có tư cách chơi trò cao tay với Trử Vận Phong ở Nam Giang. Khi Phùng Thường Quốc cảm thấy bối rối xem có nên khuyên Bí Thư Vương thu tay lại hay không, đúng lúc này điện thoại vang lên. Hắn lấy điện thoại nhìn thoáng qua, hai hàng chân mày của Phùng Thường Quốc chợt nhíu lại, hắn tươi cười nói. Chào Chánh án Chu, tôi là Phùng Thường Quốc. Bí Thư Phùng, có việc cần làm phiền anh một chút, tôi đã đi sắp đến hội trường, thế nhưng lại nhận được điện thoại của Chủ tịch Trử, nói tôi nhanh chóng đến gặp mặt. Làm phiền anh nói với Bí Thư Vương một tiếng. Tôi sẽ cử phó chánh án Lý đến ngay. Giọng nói tràn đầy nụ cười của Chu Tiến Liên truyền ra từ trong điện thoại. Nhưng những lời thân mật của Chu Tiến Liên căn bản lọt vào tai và làm cho Phùng Thường Quốc cảm thấy khó chịu, trong lòng thầm nghĩ không phải anh đang tự tìm phiền phức sao. Vừa rồi Trần Hồng Lỗi cũng đã báo cáo, bây giờ Chu Tiến Liên cũng nói mình phải đi gặp Chủ tịch Trử, tuy Bí Thư Vương đang cười nhưng trong lòng căn bản là không thoải mái,
vào thời điểm mấu chốt này còn bày trò sao? Cũng may Phùng Thường Quốc không phải là người thường, hắn không muốn để cho Vương Tử Quân châm lửa đốt mình, thế nên hắn chần chờ giây lát rồi nói. Tranh án Chu, Bí Thư Vương ở bên cạnh tôi, anh trực tiếp báo cáo với Bí Thư Vương thì hay hơn. Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại từ trên tay của Phùng Thường Quốc, sau khi nghe xong lý do xin nghỉ của Chu Tiến Liên, hắn chợt cười nói. Tranh án Chu, nếu Chủ tịch đã nói anh sang, như vậy thì anh cứ đi. Anh không cần tham gia hội nghị, thế nhưng anh nhất định phải chăm chú chứng thực tinh thần của hội nghị mới được. Chu Tiến Liên sở dĩ gọi điện thoại cho Phùng Thường Quốc là vì không muốn phải đối diện với Vương Tử Quân. Nếu là trước kia hắn sẽ mong chờ tình huống rằng có tranh cãi vài câu với Vương Tử Quân, dù sao thì hắn cũng được Chủ tịch Chử giúp đỡ phía sau. Nhưng lúc này hắn căn bản không biết phải làm sao, dù là Chử Vận Phong tự mình gọi đến gặp nhưng hắn vẫn sinh ra cảm giác lo lắng bất an, cũng không chịu đối diện với Bí Thư Vương. Bí Thư Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực tinh thần chỉ đạo của hội nghị, tuyệt đối không để phát sinh sai lầm. Chu Tiến Liên vội vàng tỏ thái độ, sau đó nói hai câu cho vui. Chờ Vương Tử Quân cúp điện thoại thì Chu Tiến Liên mới vội vàng lấy điện thoại ra xa tai. Lúc này Chu Tiến Liên hy vọng lãnh đạo của mình có thể áp chế được Vương Tử Quân, nếu không thì cuộc sống sau này của hắn căn bản là không quá khá giả gì. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, gương mặt kiên nghị của Chử Vận Phong xuất hiện trong đầu hắn. Nhiều năm đi bên cạnh Đắc làm cho hắn cực kỳ tin tưởng Chủ tịch Chử, thế nên hắn không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ đầu óc mình bị điên rồi, rõ ràng lại so sánh Vương Tử Quân với Chủ tịch Chử Vận Phong. Lãnh đạo Cục Công an và Tòa án tỉnh không đến, đây rõ ràng là không hay. Tuy Vương Tử Quân ngồi chính giữa đài Chủ tịch thế nhưng vẻ mặt đám người bên dưới cũng có chút phức tạp. Những người này căn bản cực kỳ linh thông tin tức trong tỉnh Nam Giang, thế nên chỉ sau nửa giờ thì đủ mọi tin đồn chợt xuất hiện. Vương Tử Quân đứng trên hội nghị tiếp tục phát biểu thúc đẩy phương châm chấp pháp theo quy định để tạo dựng hoàn cảnh xã hội ổn định, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân mở miệng mà ánh mắt cực kỳ yên tĩnh, căn bản không có gì khác biệt so với dĩ vãng. Khi Vương Tử Quân đang phát biểu trên đài chủ tịch, lúc này trong phòng làm việc của mình, Chử Vận Phong đang tưới hoa, động tác nhàn hạ, bình tĩnh tiêu sái. Chủ tịch tỉnh, Giám đốc Chu đã đợi nửa giờ rồi. Xà Tiểu Cường nhìn Chử Vận Phong đang tưới hoa, thế là khẽ báo cáo. Chử Vận Phong khẽ gật đầu, lão cũng không nói lời nào. Sau khi tưới được phân nửa thùng nước thì lão mới nói. Tiểu Cường, đã thông báo cho Cục trưởng Trân và Chánh án Chu chưa? Hai người bọn họ đang chạy về đây. Xà Tiểu Cường nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chử Vận Phong, trong đầu không khỏi chuyển động. Chủ tịch Chử vốn không cho mình thông báo cho hai người kia. Thế nhưng sau khi nghe nói khối tư pháp tổ chức hội nghị thúc đẩy chấp pháp theo quy định để thúc đẩy xây dựng hoàn cảnh xã hội tốt đẹp thúc đẩy kinh tế, bí thư mới cho mình gọi điện thoại cho Cục trưởng Trân và Chánh án Chu. Mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng, thế nhưng người của văn phòng tỉnh ủy và văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thường hay chạm mặt nhau. Khi đám nhân viên hai bên gặp mặt nhau thì đều có nhiệm vụ quan trọng hạng nhất, thế cho nên cần phải làm tốt công tác phối hợp, không nên để cho các vị lãnh đạo tông xe vào nhau. Lúc này Chủ tịch Chử biết Bí Thư Vương đang tổ chức hội nghị của Ủy ban Tư pháp thì lại triệu tập Cục trưởng Trân và Chánh án Chu, ý nghĩa của nó là gì thì Xà Tiểu Cường căn bản cực kỳ hiểu rõ. À, lát nữa Lật Binh Đông cũng sẽ đến, bọn họ sẽ đến đông đủ, khi đó anh cho bọn họ đi vào trong phòng làm việc của tôi. Chử Vận Phong ngồi trên ghế, sau đó đeo kính lão của mình, lại tiếp tục xem văn kiện. Xà Tiểu Cường giúp Chử Vận Phong châm đầy trà, sau đó chuẩn bị lui ra ngoài. Khi hắn chuẩn bị mở cửa, Chử Vận Phong chợt nói. Tiểu Cường, hai ngày này có người nói nên để cho Cục trưởng Trân kiêm nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh, cậu cảm thấy thế nào? Xà Tiểu Cường chợt dừng bước, lúc này trong đầu hắn chợt bùng sóng. Những chuyện này Chủ tịch Chử lại trưng cầu ý kiến của hắn thật sự không biết làm sao cho phải. Trân Hồng Lỗi đi theo Chử Vận Phong còn sớm hơn cả Xà Tiểu Cường, còn là dòng chính đầu tiên của Chủ tịch Chử Vận Phong. Nếu như Cục trưởng Trân kiêm nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh, như vậy sẽ hoàn toàn khống chế Cục Công an tỉnh và thậm chí là cả Ủy ban Tư pháp, công tác tư pháp sẽ tiến lên giai đoạn mới. Lúc này Vương Tử Quân làm Bí Thư Ủy ban Tư pháp, nếu muốn quán triệt ý chỉ của mình thì rõ ràng là càng thêm khó khăn. Xà Tiểu Cường liên tục suy xét, hắn chuẩn bị cho Chủ tịch Chử một câu trả lời khẳng định, nhưng hắn còn chưa nói thì Chủ tịch Chử đã khoát tay cho đi.
Chương 1141, kinh tế không phát triển thì tất cả là vô nghĩa. Trong phòng chỉ còn lại một mình Trử Vận Phong, lão đang xem văn kiện. Cuối cùng lão đặt văn kiện xuống, dụi dụi mắt, trong lòng sinh ra cảm giác mình đã già rồi. Trử Vận Phong đã suy nghĩ rất lâu khi cho đám người chân hồng lỗi cùng đến phòng làm việc của mình với Chu Ba Nhâm. Sau khi đi vào tỉnh Nam Giang thì Vương Tử Quân cho ra những thủ đoạn rất tốt, nói thật thì chính Trử Vận Phong cũng phải hâm mộ. Thậm chí lão nghĩ rằng nếu như cần chính mình ra mặt, lão sẽ ra giúp đỡ đồng chí mới. Nhưng có một việc căn bản không thể thay đổi, chính là tuyệt đối không được gây bất lợi cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang. Vì quy tắc tham gia giao thông mà giam giữ phó giám đốc của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp, điều này làm cho công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp rời khỏi thành phố Bao Uẩn, đó là một sự kiện mà Trử Vận Phong căn bản khó thể nào tiếp nhận được. Lão cảm thấy đây là hành vi không tốt, chọn cái nhỏ bỏ cái lớn. Có những đồng chí phát triển quá thuận lợi thì căn bản không coi ai ra gì, không gõ lên đầu không được. Vương Tử Quân từ trong hội trường đi ra, Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Cục trưởng Đoạn Văn Đống Cục Công an thành phố Đông Hồng. Đoạn Văn Đống báo cáo một sự kiện, chính là Cục Công an tỉnh cho ra chỉ thị yêu cầu thả Đồng Cánh Hoàn đang bị giam giữ ra ngoài. Tuy sự kiện của Đồng Cánh Hoàn là không lớn, thế nhưng sự việc này lại do chính Vương Tử Quân cho ra chỉ thị. Đoạn Văn Đống là lãnh đạo Cục Công an thành phố Đông Hồng, hơn nữa còn là người được Vương Tử Quân dùng sức đẩy lên, thế nên sau khi nhận được nhiệm vụ này thì Đoạn Văn Đống căn bản xem đó là cơ hội tốt của mình. Hắn tự nghĩ đã nhìn rõ tình thế, hành động lần này căn bản có thể kéo gần thêm mối quan hệ với Bí Thư Vương. Nhưng Đoạn Văn Đống căn bản không thể nào chĩa mũi dùi về phía chân hồng lỗi, vì bất cứ hành vi vượt cấp nào căn bản cũng không đúng quy củ, trừ khi hắn xử lý cực kỳ cẩn thận. Nếu không hắn sẽ căn bản không làm. Vì vậy sau khi xem xét lợi hại, hắn cũng không chấp hành chỉ thị của Cục trưởng Trân, mà gọi điện thoại báo cáo cho Vương Tử Quân. Trân Hồng Lỗi cho ra chỉ thị, có lẽ đây không phải là quyết định của người này, nếu không thì đối phương đã sớm cho ra chỉ thị như vậy từ lâu rồi. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Nếu như Cục trưởng Trân thật sự muốn thả Đồng Cánh Hoàn ra ngoài, như vậy mời anh ấy ký tên. Giọng nói của Vương Tử Quân không quá cao thế nhưng rất kiên quyết. Đoạn Văn Đống biết rõ ép Cục trưởng Trân ký tên cũng không dễ dàng, nhưng lúc này hắn căn bản không còn lựa chọn nào khác, người đưa hắn tiến lên vị trí hiện tại là Bí Thư Vương, không phải là Trân Hồng Lỗi. Vâng, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đoạn Văn Đống nói rất kiên quyết, không chút chối từ. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống và trở nên trầm mặc. Trử Vận Phong lúc này đã động, mới đó đã cho ra áp lực quá lớn. Trân Hồng Lỗi vốn đang nghe theo chỉ thị của hắn, bây giờ sau khi Trử Vận Phong tỏ thái độ thì bắt đầu cúi đầu nghe theo. Vương Tử Quân căn bản đã nhìn rõ tình huống ở tỉnh Nam Giang, tuy Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy căn bản rất tốt, thế nhưng trên mặt quyền lợi lại căn bản có hơi kém, xuất hiện xu thế phân phối quyền lực cho hai vị lãnh đạo đứng đầu trong tỉnh. Diệp Thừa Dân lúc này đang buông lỏng quyền khống chế, thế nhưng uy tín của Trử Vận Phong lại được tăng cường. Hai người cũng không phân chia ai mạnh ai yếu. Lúc này sở dĩ tất cả công tác ở tỉnh Nam Giang vẫn còn tốt là vì hai người ma sát với nhau khá hiệu quả. Vương Tử Quân cảm thấy hai bên ma sát như vậy căn bản là cố tình phối hợp ăn ý, nhưng đối với những sự kiện liên quan sâu xa, hai bên đều có ý nghĩ của riêng mình. Dưới tình huống này Trử Vận Phong gây áp lực cho mình, Diệp Thừa Dân sẽ làm gì? Nếu như Diệp Thừa Dân nói lời giúp đỡ mình, áp lực của Vương Tử Quân sẽ giảm, nhưng Diệp Thừa Dân sẽ mở lời giúp đỡ mình sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, ánh mắt Vương Tử Quân nhìn về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy, hắn cũng có một gian phòng làm việc ở nơi đó, nhưng hắn rất ít đi đến đó. Trong phòng khách của nhà khách tỉnh Nam Giang, lúc này vẻ mặt của Trân Hồng Lỗi thật sự không quá tốt, hắn là Cục trưởng Cục Công an tỉnh cho ra chỉ thị nhưng Cục Công an thành phố Đông Hồng không làm theo, điều này làm cho thể diện của hắn đặt đi nơi nào. Hơn nữa xuất hiện cục diện như vậy, Chủ tịch tỉnh có thể hoài nghi năng lực khống chế của mình không? Lúc này căn bản còn chưa rõ ràng. Trử Vận Phong giống như không thấy được vẻ biến đổi trên gương mặt Trân Hồng Lỗi, lão tươi cười nói với Chu Ba Nhâm ở vị trí đối diện. Giám đốc Chu, tỉnh Nam Giang chúng tôi hy vọng quý công ty sẽ ở lại. Theo dự đoán của chuyên gia, trữ lượng nhôm của thành phố Bao Uẩn tuy không nằm trong số 10 địa phương lớn nhất toàn quốc, thế nhưng cũng không xê xịch gì nhiều. Quý công ty đã đầu tư vào nhiều giai đoạn ở thành phố Bao Uẩn. Nếu như bỏ đi thì chỉ sợ quý công ty sẽ bị tổn thất rất lớn.
Chu Ba Nhâm có vẻ cực kỳ an phận trước mặt Trử Vận Phong, hắn dùng giọng có vài phần cung kính nói. Chủ tịch Trử, nói thật thì tôi cho ra quyết định như vậy và cảm thấy rất tiếc nuối, bản thân tôi cũng không hy vọng rút đầu tư khỏi tỉnh Nam Giang. Năm đó khi chúng tôi xây dựng chi nhánh ở thành phố Ba Uẩn, chúng tôi căn bản không có nhiều hy vọng phát triển trong tương lai, nhưng cuối cùng thì Bí Thư Lật là người có thành ý, đã làm cho chúng tôi xây dựng công ty ở Ba Uẩn, quyết định như vậy cũng không phải là lựa chọn qua loa. Từ khi đầu tư vào Ba Uẩn đến nay thì chúng tôi nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ địa phương, thế nhưng thưa Chủ tịch Trử, chúng tôi căn bản không thể tiếp tục duy trì công ty chi nhánh này được nữa. Sự việc vỡ hồ chứa còn chưa kết thúc thì phó giám đốc công ty bị giam giữ, điều này sao làm cho chúng tôi thanh thản kinh doanh được. Trử Vận Phong có hơi nhíu mày, lão thản nhiên nói. Bí thư Binh Đông đã nói sự kiện vỡ hồ chứa sẽ do phía thành phố Ba Uẩn trỏ A phương án giải quyết vấn đề, còn sự kiện phó giám đốc công ty, cục trưởng Hồng Lỗi đã cho ra chỉ thị, chúng ta sẽ nhanh chóng được gặp giám đốc Đồng mà thôi. Khi Trử Vận Phong nói đến Trân Hồng Lỗi, đám người Chu Tiến Liên không khỏi nhìn về phía Trân Hồng Lỗi. Lúc này Chu Tiến Liên ngồi trong phòng khách của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn thầm cảm thấy có chút may mắn, dù sao thì hai chuyện kia không có việc của mình. Sự kiện vỡ hồ chứa ở thành phố Ba Uẩn cũng rơi lên lưng đám người thành phố Ba Uẩn. Chu Tiến Liên cảm thấy một vị cục trưởng cục công an tỉnh muốn thả người nào thì chỉ cần mở miệng mà thôi, căn bản là quá đơn giản. Hơn nữa Trân Hồng Lỗi công tác lâu năm trong hệ thống công an tỉnh Nam Giang, trước nay có tác phong công tác mạnh mẽ, chỉ cần mở miệng yêu cầu thả người thì ai không thuận theo. Nhưng lúc này nhìn vào vẻ mặt của Trân Hồng Lỗi thì căn bản thấy có lực cản. Chương 1142, trao đổi quyền lực. Chủ tịch Trử, thành phố Đông Hồng yêu cầu cục công an tỉnh cho ra văn bản chỉ đạo cụ thể mới thả người. Trân Hồng Lỗi có chút do dự, sau đó báo cáo với Trử Vận Phong. Trử Vận Phong dùng ánh mắt bất mãn nhìn Trân Hồng Lỗi, chút chuyện nhỏ như vậy còn phải báo cáo với mình sao? Hắn cũng không mở miệng, chỉ nhìn về phía Lữ Bân Tương nói. Bí thư Binh Đông, tôi hạn cho anh một tuần phải giải quyết dứt điểm chuyện vỡ hồ chứa ở Ba Uẩn, nếu không thì anh chủ động đổi cương vị đi. Có đôi khi không lời nào có uy lực và nghiêm trọng hơn là không nói gì, Trân Hồng Lỗi lúc này cảm ứng được sự bất mãn của Trử Vận Phong với mình. Hắn cầm điện thoại đi ra ngoài, sau đó trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Nhanh chóng thả người cho tôi. Đám người nói chuyện với nhau hơn 2 giờ trong phòng khách văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trử Vận Phong yêu cầu công ty Kim Bảo đồng nghiệp ở lại Nam Giang. Chu Ba Nhâm thật sự giống như bị thuyết phục bởi tâm ý của Trử Vận Phong, hắn không những đồng ý không rút lui, hơn nữa sau khi sự kiện được giải quyết còn đầu tư thêm vào thành phố Ba Uẩn hơn 10 tỷ tài chính. Trử Vận Phong là chủ tịch tỉnh. Lão căn bản rất bận rộn công tác, giữa trưa còn có một vị lãnh đạo của Bộ và Ủy ban Trung ương đến kiểm tra giám sát, thế cho nên để cho Trân Hồng Lỗi và Lật Binh Đông tiếp đãi Chu Ba Nhâm thay cho mình. Khi đám người đi ra khỏi phòng khách, Đồng Cánh Hoàn cũng xuất hiện. Tuy Đồng Cánh Hoàn mặc tây trang, thế nhưng bộ dạng có hơi gầy, đầu bị cạo nhẵn. Đồng Cánh Hoàn nhìn thấy Chủ tịch Trử Vận Phong bắt tay Chu Ba Nhâm, thế là lòng tự trọng trong lòng chợt bùng phát, hắn dùng giọng cáo trạng nói với Trử Vận Phong. Chủ tịch Trử, tôi đã đi đến nhiều địa phương trong nước, chưa từng được hưởng đãi ngộ miễn phí bao giờ. Trử Vận Phong không nói gì, lão chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Đồng Cánh Hoàn, sau đó đi về phía thang máy. Chu Ba Nhâm dùng ánh mắt hung hăng nhìn Đồng Cánh Hoàn, rõ ràng là nơi này không có chỗ cho anh mở miệng. Đồng Cánh Hoàn vốn định phát tiết một chút, hắn chợt ý thức được nơi đây căn bản không phải là địa phương cho một tiểu nhân vật như mình lên tiếng. Thế nên hắn nhanh chóng rụt đuôi lại, cung kính đứng sau lưng Chu Ba Nhâm. Chờ Trử Vận Phong rời đi, Trân Hồng Lỗi nói với Chu Ba Nhâm. Giám đốc Chu, lần này chủ tịch giao cho tôi và bí thư Lật nhiệm vụ tiếp đãi anh, như vậy chúng ta nên đến nhà khách của cục công an tỉnh, tuy không bằng khách sạn lớn thế nhưng lại rất sạch sẽ. Chu Ba Nhâm căn bản không quá quan tâm, hắn cười nói với Trân Hồng Lỗi. Vậy thì xem như làm phiền cục trưởng Trân. Có thể được mời giám đốc Chu là vinh hạnh của tôi. Trân Hồng Lỗi tuy mở miệng nói vinh hạnh thế nhưng gương mặt vẫn đen nhẻm, căn bản giống như có ai đang thiếu tiền mình. Lật Binh Đông thấy bầu không khí có chút cứng nhắc thì cười nói. Cục trưởng Trân, tôi biết rõ anh là người tử lượng tốt, không bằng thế này đi, tôi và giám đốc Chu đều là khách, chúng ta cùng đến cục công an các anh uống một chặp. Để xem tử lượng của cục trưởng Trân có giống như lời đồn hay không.
Trần Hồng Lỗi thấy Lật Binh Đông mở miệng thì nụ cười mới xuất hiện, đoàn người nói đùa vài câu rồi lên xe rời đi. Khuất Trấn Hưng là thư ký của bí thư tỉnh ủy, phòng làm việc của hắn luôn cực kỳ bận rộn, liên tục có người đến phòng của hắn. Những người này căn bản là muôn hình muôn vẻ, là những đại nhân vật mà chỉ cần ném ra bên ngoài sẽ có thể chấn động cả tỉnh Nam Giang. Những đại nhân vật này đến nơi đây chỉ là vì một nguyên nhân, đó là gặp mặt bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân. Nhưng càng vì như vậy thì hắn Khuất Trấn Hưng càng thêm cẩn thận, chỉ sợ không biết khi nào thì đắc tội với người. Tuy Khuất Trấn Hưng biết rõ quan trọng nhất là mình làm tốt công tác thư ký cho bí thư Diệp Thừa Dân, phải xử lý tốt các nhiệm vụ lãnh đạo giao phó, không nên có bất kỳ mâu thuẫn với người nào. Nhưng hắn không có khả năng lúc nào cũng theo sát bên cạnh bí thư Diệp Thừa Dân, hắn cần phải đi ra bên ngoài, vì tuổi thọ của bí thư cũng không thể bảo vệ hắn cả đời. Trấn Hưng, cậu đang bận rộn gì vậy? Khi Khuất Trấn Hưng cúi đầu viết bản thảo thì một người trầm giọng nói. Khuất Trấn Hưng nghe được âm thanh quen thuộc vang lên bên tai thì có chút sững sờ. Khuất Trấn Hưng vội vàng đứng lên, thấy Chủ tịch Trử Vận Phong đang đứng ở cửa ra vào. Khi thấy Chủ tịch Trử tự mình tìm đến thì hắn cảm thấy có chút khiếp sợ, đồng thời nhanh chóng tỏ ra cực kỳ nhiệt tình. Khuất Trấn Hưng nhanh chóng đi đến bên cạnh Trử Vận Phong, sau đó cung kính nói. Chủ tịch Trử, mời ngài ngồi. Khuất Trấn Hưng vừa nói vừa tranh thủ thời gian châm trà cho Chủ tịch Trử Vận Phong. Trử Vận Phong cười cười ngăn cản động tác châm trà của Khuất Trấn Hưng rồi nói. Trấn Hưng, cậu không cần bận rộn, tôi đến nơi này chủ yếu xem bí thư Diệp có thời gian rảnh không. Trử Vận Phong là chủ tịch tỉnh, tất nhiên nếu đi đến thì Diệp Thừa Dân không có thời gian cũng phải tiếp đãi chu đáo. Hơn nữa trong tỉnh Nam Giang này, có người nào không nhường đường cho Trử Vận Phong. Hơn nữa bây giờ bí thư Diệp Thừa Dân căn bản có thời gian rảnh. Chỉ cần nhìn vào điều này thì căn bản thấy rõ Chủ tịch Trử Vận Phong không phải không có chuẩn bị. Chủ tịch cứ uống trà, tôi đi báo cáo với bí thư một tiếng. Khuất Trấn Hưng vừa đặt ly trà xuống bên cạnh Trử Vận Phong vừa nhanh chóng nói. Trử Vận Phong nâng ly trà lên uống một ngụm, nụ cười trên mặt chợt tan biến. Mặc dù không nghe Trử Vận Phong trả lời, thế nhưng Khuất Trấn Hưng hiểu rõ ý nghĩ của Chủ tịch Trử. Thế cho nên hắn không dám chậm trễ mà nhanh chóng đi về phía phòng làm việc của bí thư Diệp. Chủ tịch Trử lần này đến với mục đích gì, không phải là vì việc của bí thư Vương sao? Khuất Trấn Hưng là thư ký của bí thư Diệp Thừa Dân, hắn căn bản nắm rõ những động tĩnh gió thổi cỏ lay trong các khu văn phòng tỉnh ủy. Hắn cần phải nghe ngóng chắt lọc tin tức để báo cáo cho lãnh đạo của mình. Tuy trong cơ quan sóng yên bể lặng thế nhưng thật sự thì thủ đoạn của bí thư Vương vói công ty Kim Bảo đồng nghiệp đã làm phát sinh tranh chấp với Chủ tịch Trử Vận Phong. Thậm chí có người nói đã kích sắp kéo đến, Chủ tịch Trử lần này xem như đã nổi giận rồi. Diệp Thừa Dân lẳng lặng nghe báo cáo của Khuất Trấn Hưng, sau khi Khuất Trấn Hưng báo cáo xong thì khẽ nói. Mời Chủ tịch vào. Khi Khuất Trấn Hưng đi ra mời Trử Vận Phong đi vào, Diệp Thừa Dân cũng đứng lên đi ra khỏi bàn làm việc của mình. Lão đi đến cửa chờ Trử Vận Phong đi đến. Lão căn bản hiểu rõ mục đích của Trử Vận Phong lần này, đồng thời cũng có chút chờ đợi. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão không thể hoàn toàn nắm giữ thế chủ động của một tỉnh, điều này căn bản làm cho lão cảm thấy cực kỳ không thoải mái, sinh ra cảm giác thất bại rất lớn. Tác phong công tác bá đạo của Trử Vận Phong càng làm cho lão cảm thấy khó chịu hơn. Thật lòng thì Diệp Thừa Dân căn bản thừa nhận Trử Vận Phong là người cực kỳ có khả năng. Thế nhưng đối phương có uy tín quá cao, tác phong mạnh mẽ, trực tiếp uy hiếp đến khả năng khống chế của một vị bí thư tỉnh ủy như lão. Lão căn bản không thể nào quán triệt ý chỉ của mình trong tỉnh Nam Giang, đây là cảnh ngộ mà bất kỳ người nào cũng khó thể nào tiếp nhận được. Trước nay dù có nhiều người đoàn kết bên cạnh Diệp Thừa Dân, thế nhưng đám lãnh đạo tỉnh ủy này cũng giữ mình rất mạnh, trên cơ bản sẽ không dám giao chiến chính diện với Trử Vận Phong. Vì vậy mà rất nhiều chuyện chính bản thân Diệp Thừa Dân phải ra tay phối hợp với Trử Vận Phong, không thể nào đặt mình lên vị trí trọng tài biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Lúc này Vương Tử Quân và Trử Vận Phong căn bản có cái nhìn khác biệt ở phương diện pháp chế và phát triển kinh tế, đã tạo nên đối kháng giữa hai bên. Lúc bắt đầu phát sinh đối kháng thì Vương Tử Quân có vẻ là yếu thế, nhưng Diệp Thừa Dân lại căn bản rất thích nghe ngóng những chuyện thế này. Diệp Thừa Dân căn bản rất xem trọng một bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy trẻ tuổi như Vương Tử Quân, tuy đối phương còn trẻ nhưng các mặt đều cực kỳ tốt, đặc biệt là cực kỳ có thủ đoạn ở phương diện xử lý sự việc. Trong sự kiện lần này thì Diệp Thừa Dân cũng căn bản không phải giúp đỡ Vương Tử Quân vô điều kiện,
vì dù sao thì lão cũng là một vị trọng tài trong tỉnh, lão chỉ đứng trên lập trường công chính mới có thể tìm được vị thế cho mình. Cũng chỉ khi đứng trên lập trường công chính thì vị trí của lão mới càng thêm quan trọng. Nếu như Diệp Thừa Dân giúp đỡ Vương Tử Quân vô điều kiện, đó không phải là tranh chấp giữa Vương Tử Quân và Trử Vận Phong nữa rồi, rõ ràng là tranh chấp giữa Bí Thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh. Những tranh chấp như vậy là tình huống mà trước nay Diệp Thừa Dân cực kỳ tránh né, vì giết địch 1.000 sẽ tổn hại 800, hắn không muốn kiếp sống chính trị của mình bị người ta chấm một dấu phẩy, như vậy sẽ gây bất lợi cho tình thế phát triển sau này của mình. Chủ tịch Vận Phong, đã lâu rồi anh không sang đây uống trà, mời anh ngồi. Khi Diệp Thừa Dân đi đến cửa, Trử Vận Phong cũng vừa vặn đi vào. Khi thấy Trử Vận Phong thì Diệp Thừa Dân nhanh chóng mở miệng nghênh đón. Trử Vận Phong căn bản cũng bày ra biểu hiện cực kỳ tôn trọng với những lời nói khách khí của Bí Thư Tỉnh ủy, hắn nhanh chóng tiến lên rồi cười nói. Có chuyện cần phải thương lượng với Bí Thư, hơn nữa đi đến chỗ ngài cũng xem như hoạt động một chút. Năm tháng thật sự không buông tha cho con người, những người ở độ tuổi như chúng ta nếu ngồi nhiều cũng không quá tốt. Hai người nói rồi đi đến bên cạnh ghế salon, sau khi ung dung ngồi xuống phân định chủ khách, Diệp Thừa Dân chợt cười nói. Chủ tịch Trử, tôi đã xem qua tình huống vận hành kinh tế của tỉnh Nam Giang trong quý 2, căn bản là rất tốt, luôn ở vào vị trí dẫn đầu. Bí thư Thừa Dân, tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh chúng ta không giảm, thế nhưng vẫn tồn tại không ít vấn đề, đặc biệt là phương diện thăng cấp sản nghiệp, càng cần chúng ta dồn sức nhiều hơn. Trử Vận Phong là một người có năng lực mạnh mẽ ở phương diện phát triển kinh tế, những số liệu cực kỳ chuẩn xác được phát ra từ chính miệng hắn. Sau khi nghe lời nói của Trử Vận Phong, Diệp Thừa Dân thật sự có chút cảm khái. Trử Vận Phong có được uy tín cực kỳ cao vời ở Nam Giang, căn bản không phải tự nhiên mà có, chưa nói đến những phương diện khác, người này căn bản là nhân tài phát triển kinh tế. Trước khi Diệp Thừa Dân đến đảm nhiệm vị trí Bí Thư Tỉnh ủy Nam Giang, tuyến trên căn bản không phải không có suy xét đẩy Trử Vận Phong tiến lên vị trí Bí Thư Tỉnh ủy. Thậm chí có không ít lãnh đạo nhắc đến công tác ở tỉnh Nam Giang thì đặc biệt phản ánh những thông tin liên quan đến Trử Vận Phong. Trước khi đến Nam Giang thì lãnh đạo thượng cấp đã trò chuyện khá lâu với Diệp Thừa Dân, dù nói rất nhiều nhưng trung tâm của lời nói vẫn là cố gắng làm tốt công tác đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tỉnh Nam Giang. Khi Diệp Thừa Dân đang thầm cảm khái thì Khuất Chấn Hưng nhẹ nhàng đi vào trong phòng, hơi trà nóng làm cho Diệp Thừa Dân quay về với thực tại. Lão chờ Trử Vận Phong nói xong thì cười nói. Chủ tịch Trử căn bản là hiểu rất rõ tình hình phát triển kinh tế của Nam Giang, nên làm thế nào thì anh cứ can đảm đi làm, tỉnh ủy sẽ toàn lực giúp đỡ. Bí thư Diệp, phát triển kinh tế cần một hoàn cảnh tiện lợi, có một số việc, đặc biệt là phương diện tư pháp thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cần phải có người phụ trách đặc biệt. Hai ngày trước Chủ tịch Trần đặc biệt đến gặp tôi, nói là tinh lực có hạn, thật sự không quản được hết. Hy vọng tôi có thể phân một phần trọng trách cho người khác. Tôi đã suy nghĩ khá lâu, cảm thấy cũng không nên ép anh Trần làm trâu kéo xe ngựa, không bằng san sẻ công tác để đồng chí có thời gian xả hơi. Trử Vận Phong đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân rồi tiếp tục. Lúc này địa vị của Cục Công an càng ngày càng rõ rệt, rất nhiều địa phương Cục trưởng Cục Công an tỉnh kiêm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch tỉnh, tôi cảm thấy lúc này nên tăng trọng trách cho đồng chí Trần Hồng Lỗi. Lúc này trên mặt Diệp Thừa Dân vẫn treo nụ cười nhưng trong lòng lại bùng sóng. Thầm nghĩ Trử Vận Phong cũng quá bá đạo rồi, để cho Trần Hồng Lỗi là Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Cục trưởng Cục Công an, như vậy Vương Tử Quân là Bí thư Tư pháp căn bản không thể nào xen tay vào công tác của Cục Công an được nữa. Nhưng Diệp Thừa Dân cũng không định từ chối lời đề nghị của đối phương, Vương Tử Quân dù đang dựa về phía lão, thế nhưng trước mắt cũng không phải là người tích cực dẫn đầu ở phía bên mình. Nếu để cho Trần Hồng Lỗi tiến lên làm Phó Chủ tịch tỉnh, như vậy Vương Tử Quân ngoài khả năng phải đi theo bên cạnh mình thì căn bản không còn hướng nào khác để đi. Dùng một vị trí Phó Chủ tịch tỉnh để có được sự giúp sức của một vị bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy, đây không phải là chuyện gì có hại. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Diệp Thừa Dân chợt gật đầu nói. Nếu các tỉnh thành khác cũng có tiền lệ như vậy, tỉnh chúng ta cũng có thể thực hành theo. Trử Vận Phong vốn có nhiều lời để diễn giải cho Diệp Thừa Dân, thậm chí còn nghĩ sẽ cho ra ít nhượng bộ để nhận được sự giúp đỡ của Diệp Thừa Dân. Thế nhưng kết quả vượt xa dự đoán của lão, không ngờ lão vừa mở miệng thì Diệp Thừa Dân đã đồng ý ngay. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Trử Vận Phong cũng căn bản nắm chắc vài phần ý nghĩ của Diệp Thừa Dân, thế nhưng hắn căn bản không hối hận.
chỉ cần đẩy Trần Hồng Lỗi lên vị trí phó chủ tịch tỉnh, cho dù phía Diệp Thừa Dân có thêm một vị thường ủy tỉnh ủy, như vậy cũng không là gì, Trử Vận Phong vẫn có đầy đủ người của mình trong ban ngành thường ủy. Nếu bí thư Diệp đã nói như vậy, chúng ta có nên tổ chức hội nghị thường ủy để thảo luận hay không? Nếu như các đồng chí khác không có ý kiến, chúng ta sẽ đăng báo cáo cho ban tổ chức trung ương. Diệp Thừa Dân gật đầu nói. Ừ, chúng ta sẽ thảo luận ở hội nghị thường ủy lần sau. Chương 1143, khẩu vị của lãnh đạo chính là vị giác của tôi. Sau khi nói xong chuyện chính sự thì hai người cảm thấy rất nhẹ nhàng, bầu không khí cũng tốt hơn rất nhiều. Sau khi nói thêm vài việc vặt thì Trử Vận Phong cáo từ. Trử Vận Phong đi, Diệp Thừa Dân tiến chân Trử Vận Phong ra ngoài phòng, sau đó mới quay lại phòng làm việc của mình. Khuất Chấn Hưng đi vào thu dọn bàn trà, khi hắn đang suy tư về các hạng mục công tác trong ngày của bí thư, chợt nghe bí thư Diệp trầm giọng nói. Chấn Hưng, tôi không tham gia hội nghị của Hội đồng Nhân dân, anh thông báo cho thư ký trưởng thay tôi đi tham gia. Khuất Chấn Hưng cũng không nói nhiều, hắn đồng ý một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc của bí thư. Hắn biết rõ thói quen của bí thư, vào những thời điểm mấu chốt, bí thư luôn thích ở trong phòng suy ngẫm. Diệp Thừa Dân cũng không phải ngồi trên chiếc ghế lãnh đạo của mình, lão vẫn ngồi chỗ cũ giống như vừa rồi có mặt Trử Vận Phong, một điếu thuốc đã xuất hiện trên tay. Khối tư pháp không phải được Diệp Thừa Dân coi trọng nhất, bây giờ điều lão coi trọng chính là vấn đề tổ chức. Mặc dù đại đa số tình huống thì Phó Bí Thư Diêu Trung Tắc chủ quản công tác tổ chức luôn đứng cùng chỗ với mình, thế nhưng giày có vừa hay không chỉ có chân là biết rõ, Diệp Thừa Dân biết rõ Diêu Trung Tắc có thật lòng với mình hay không. Diệp Thừa Dân căn bản không quan tâm đến Diêu Trung Tắc, thế nhưng trong hệ thống quyền lực khống chế nhân sự của tỉnh Nam Giang có Diêu Trung Tắc và Lục Trạch Lương, hai người căn bản không nằm trong lòng bàn tay của Diệp Thừa Dân, làm cho Diệp Thừa Dân cực kỳ khó chịu. Diệp Thừa Dân căn bản muốn điều Lục Trạch Lương đi nơi khác, muốn nắm khối công tác nhân sự trong tay mình. Diệp Thừa Dân đã nhiều lần thúc đẩy công tác điều động Lục Trạch Lương, thế nhưng vào những thời điểm mấu chốt thì lão lại nghĩ sâu hơn, Lục Trạch Lương đi thì ai sẽ tiến lên? Là cán bộ đến từ bên ngoài hay trong tỉnh Nam Giang, điều này làm cho lão rất do dự. Diệp Thừa Dân tính trước nghĩ sau, không thể nào cho ra đáp án của riêng mình. Nếu là cán bộ từ bên ngoài đến nhận chức thì có thể là một lòng với Diệp Thừa Dân, thế nhưng kết quả như vậy căn bản không phải là lão có thể khống chế trong tầm tay, hơn nữa còn biểu hiện một thông tin quan trọng chính là lão căn bản không thể dung hòa với tỉnh Nam Giang. Nếu một bí thư căn bản không dung nhập vào cục diện chính trị của địa phương, như vậy không phải là một người thành công. Nếu đề bạt cán bộ từ trong tỉnh, như vậy càng không dễ dàng chút nào. Nếu như người được đề bạt căn bản thuộc về Trử Vận Phong, như vậy Diệp Thừa Dân dùng trăm phương ngàn kế để vận tác căn bản chỉ còn lại tiếng chê cười. Tuy lãnh đạo thượng cấp sẽ ủng hộ lão, thế nhưng cũng sẽ không vì tình huống lão không thể triển khai mở rộng công tác mà điều chỉnh một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Vương Tử Quân căn bản là nhân tuyển tốt. Sau khi tiếp nhận nhiều khổ đau sẽ điều từ vị trí bí thư ủy ban tư pháp đến trưởng phòng tổ chức, như vậy đối phương sẽ càng tích cực dựa vào mình. Nếu Vương Tử Quân tiếp nhận phòng tổ chức tỉnh ủy, sau đó liên thủ với Diệp Thừa Dân, quyền lợi nhân sự sẽ tập trung hết trong tay Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân rụi tàn thuốc rồi đứng lên, ý nghĩ của lão càng thêm rõ ràng, thế nên toàn thân sinh ra cảm giác thoải mái. Lão đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, một luồng gió nóng từ bên ngoài ùa vào. Những làn khói thuốc ở trong phòng bị gió tập kích mà nhanh chóng tiêu tan, Diệp Thừa Dân cũng không thích không khí khô nóng, thế cho nên vài phút sau chuẩn bị kéo cửa sổ lên. Đúng lúc này Diệp Thừa Dân thấy một chiếc xe dừng lại cách văn phòng tỉnh ủy không xa, Vương Tử Quân mặc áo sơ mi trắng tay ngắn đi xuống xe. Từ vị trí của Diệp Thừa Dân nhìn về phía bên kia, thấy bí thư trẻ tuổi của ủy ban tư pháp tỉnh ủy đang hiên ngang xoải bước, không có chút suy sụp tinh thần. Tuy không thấy rõ gương mặt của Vương Tử Quân, thế nhưng căn cứ vào khí thế của Vương Tử Quân, Diệp Thừa Dân vẫn sinh ra cảm giác khác thường, giống như đối phương cũng đã có tính toán kỹ càng của riêng mình. Chẳng lẽ đối phương phơ hoàng đoán được những sắp xếp của mình? Diệp Thừa Dân ngồi phía sau bàn làm việc, lão lẳng lặng chờ Khuất Chấn Hưng đến gõ cửa. Vương Tử Quân đi đến khu văn phòng thường ủy, có lẽ là đến tìm mình. Lúc này Diệp Thừa Dân căn bản đã suy nghĩ kỹ càng về những gì cần nói với Vương Tử Quân. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Thừa Dân vẫn chờ đợi. 5 phút rồi 10 phút qua đi mà Diệp Thừa Dân căn bản không thấy tiếng gõ cửa vang lên giống như trong suy đoán của mình.
Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Vương Tử Quân căn bản không đến tìm mình? Diệp Thừa Dân có chút nghi hoặc, lão khẽ đứng lên khỏi ghế. Khi Diệp Thừa Dân đang chuẩn bị thay nước trà cho mình, tiếng gõ cửa vang lên. Lão đi đến ngồi phía sau bàn làm việc, gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, lão nói. Vào đi. Khuất Chấn Hưng với nụ cười nhàn nhạt đi vào trong phòng, sau khi đưa mắt nhìn ly trà của bí thư, hắn nhanh chóng châm đầy ly. Sau khi Khuất Chấn Hưng đi vào thì Diệp Thừa Dân cúi đầu xem văn kiện, nhưng nội dung văn kiện căn bản không đập vào mắt lão, lão đang chờ Khuất Chấn Hưng mở miệng báo cáo sự việc. Nhưng Khuất Chấn Hưng căn bản không nói gì, chuẩn bị cất bước đi ra. Chấn Hưng, có chuyện gì không? Khi Khuất Chấn Hưng chuẩn bị rời khỏi phòng thì Diệp Thừa Dân không nhịn được phải hỏi. Khuất Chấn Hưng chợt sững sờ, hắn không hiểu ý của bí thư Diệp, thế nên trố mắt ra rồi thành thật đáp. Bí thư Diệp, tạm thời không có chuyện gì cả. Diệp Thừa Dân không mở miệng, chỉ phất tay cho Khuất Chấn Hưng rời đi. Sau khi cửa phòng đóng chặt lại thì vẻ mặt của lão càng thêm âm trầm, Vương Tử Quân không đến tìm mình, đối phương có ý gì? Khi Diệp Thừa Dân đang nghĩ vì sao Vương Tử Quân không đến đây báo danh thì Khuất Chấn Hưng cũng đang nghĩ về câu hỏi của bí thư Diệp. Hắn là một thư ký của bí thư tỉnh ủy, công tác quan trọng nhất của hắn chính là phục vụ chu đáo cho lãnh đạo của mình. Vị trí của thư ký quá quan trọng, giống như người ta đi trên một con đường thênh thang, thư ký nào cũng muốn chính mình được bước đi trên con đường này, thuận lợi đi cùng lãnh đạo đến bến bờ mơ ước. Khuất Chấn Hưng căn bản không ngoại lệ, hắn công tác rất năng động, chờ mong vào thời điểm mấu chốt thì bí thư Diệp sẽ cho mình vài viên thuốc kích thích. Lúc này bí thư Diệp hỏi một câu không đầu không đuôi, điều này giống như ném cho Khuất Chấn Hưng một miếng xương, càng mút càng có hương vị khác thường. Rốt cuộc bí thư Diệp đang nghĩ đến cái gì? Khuất Chấn Hưng cảm thấy đầu óc rối loạn, càng nghĩ nhiều về những gì phát sinh trong ngày hôm nay. Chấn Hưng, cậu đang nghĩ gì vậy? Khi Khuất Chấn Hưng giống như nghĩ ra điều gì đó, chợt nghe thấy có nàng mở miệng chào hỏi. Khuất Chấn Hưng ngẩng đầu lên thì thấy Vương Tử Quân đang đứng đối diện chào hỏi mình. Hắn căn bản đã điều chỉnh tốt tâm tính với vị lãnh đạo thường ủy tỉnh ủy có độ tuổi tương đồng với mình, hắn nhanh chóng tiến lên nói. Chào bí thư Vương. À, tôi nghe nói thành phố Đông Hồng có nhiều món súp nổi tiếng, khi nào cậu có rảnh thì hai ta đi nếm thử một chút. Vương Tử Quân cười cười nói với Khuất Chấn Hưng rồi đi xuống dưới lầu. Vương Tử Quân rời khỏi văn phòng thường ủy, hắn căn bản cũng không biết bí thư Diệp đang ngồi trong phòng trông chờ mình. Lần này hắn đến khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy chủ yếu không phải là vì báo cáo công tác với bí thư Diệp Thừa Dân, hắn phải đem một vài hạng mục của khối tư pháp báo cáo cho phó bí thư Diêu Trung Tắc, biểu hiện sự tôn trọng của mình với Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc vẫn giữ nụ cười như cũ, cũng không cho ra yêu cầu gì với công tác của khối tư pháp, hắn cũng không muốn cường thế khoa chân múa tay với Vương Tử Quân, dù sao thì hòa hợp êm thấm vào lúc này vẫn hay hơn. Vương Tử Quân rời khỏi khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy thì vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Động tác của Trử Vận Phong ngày hôm nay làm cho hắn cảm nhận được sự bá đạo cùng cực. Trước đó Vương Tử Quân căn bản không bao giờ thỏa hiệp với những tình huống bá đạo như vậy, dù sao thì chỉ cần thỏa hiệp, vị trí thường ủy tỉnh ủy của hắn sẽ căn bản chỉ là bù nhìn. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, hắn cũng không đi ra ngoài. Hắn trầm ngâm giây lát. Sau đó để cho Du Giang Vĩ mời Viện trưởng Viện Kiểm sát Kim Bồng Vẫn đến phòng làm việc của mình. Kim Bồng Vẫn năm nay 50 tuổi, gương mặt hơi gầy, sau khi đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thì báo cáo công tác của Viện Kiểm sát, sau đó chờ Bí Thư Vương cho ra chỉ thị. Vương Tử Quân trao đổi một vài ý kiến với Kim Bồng Vẫn, sau đó trầm giọng nói. Viện trưởng Kim, gần đây tuyến trên cực kỳ chú trọng đến phương diện xâm phạm quyền lực và không làm tròn trách nhiệm. Các anh nhất định phải ra tay mạnh mẽ hơn, phải nắm chắc hạng mục công tác này. Kim Bồng Vẫn là người thông minh, cả đời hắn công tác trong ngành tư pháp, thế cho nên hiểu rõ nhiều vấn đề. Vương Tử Quân lúc này mời hắn đến căn bản không phải là trò chuyện cho vui. Trước kia hắn đã nghe những tin đồn bất hòa về Vương Tử Quân và Trử Vận Phong, bây giờ nghe nói Chủ tịch Trử chuẩn bị đẩy Cục trưởng Trân Hồng Lỗi tiến lên kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh. Kim Bồng Vẫn và Trân Hồng Lỗi có quan hệ không quá tốt, tất nhiên cũng không hy vọng Trân Hồng Lỗi sẽ kiêm nhiệm vị trí phó chủ tịch tỉnh, như vậy công tác của hắn sẽ bị Trân Hồng Lỗi kìm chế thêm mạnh, đây là kết quả mà hắn căn bản không muốn nhìn qua. Bí thư Vương, gần đây chúng tôi đặt nặng công tác vào phương diện này, trọng điểm xét xử những vụ án xâm quyền và không làm tròn trách nhiệm.
Giọng điệu của Kim Bồng vẫn căn bản vẫn khô cằn, không có âm điệu gì khác biệt. Vương Tử Quân cười cười, hắn xem như thỏa mãn với câu trả lời của Kim Bồng vẫn. Nhìn từ căn bản thì hắn không quan tâm đến phương diện Kim Bồng vẫn có đứng trên lập trường của mình ở sự kiện này hay không, bây giờ hắn là bí thư ủy ban tư pháp, hắn có quyền lợi đốc thúc Kim Bồng vẫn phá án. À, tôi căn bản cực kỳ giúp đỡ ý nghĩ này của viện kiểm sát. Có câu làm tổn thương 10 ngón tay của người không bằng đứt một đốt tay bản thân, tôi cho rằng viện kiểm sát nên tập trung lực lượng, nhanh chóng làm cho xong những vụ án lớn, gặm thêm vài cục xương cứng. Đối với đám người căn bản là không làm tròn trách nhiệm và xâm lấn quyền hạn, chúng ta cần phải cho bọn họ một bài học. Vương Tử Quân nhìn Kim Bồng vẫn, giọng nói vẫn cực kỳ bình tĩnh. Kim Bồng vẫn nhìn ánh mắt của Vương Tử Quân, lúc này hắn đã hiểu được ý nghĩ của Bí Thư Vương. Hắn trầm ngâm một lá, sau đó dùng giọng do dự nói. Bí Thư Vương, Chủ tịch Trử đã cường điệu cần phải tạo điều kiện tốt đẹp để phát triển kinh tế. Làm như anh mới thật sự là tạo điều kiện tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế, chỉ khi nào có một đội ngũ liêm khiết và hiệu suất cao, như vậy mới có thể sáng tạo ra điều kiện tốt đẹp, mới có thể biểu hiện rõ ràng sức chiến đấu và cạnh tranh của tỉnh Nam Giang. Cũng chỉ khi nào có một đội ngũ liêm khiết và sức chiến đấu cao, như vậy mới có được thành tích cao độ trong phương diện kêu gọi đầu tư. Vương Tử Quân nói, sau đó rót cho Kim Bồng vẫn một ly trà. Viện trưởng Kim, công tác của anh là gánh nặng đường xa đấy. Kim Bồng vẫn nâng ly trà lên uống một ngụm mà không nói gì thêm. Giữa trưa Trần Hồng Lỗi làm công tác tiếp đãi, Đồng Cánh Hoàn đã uống vào hơn nửa lít rượu. Hắn uống nhiều như vậy chủ yếu là vì các vị lãnh đạo cục công an tỉnh mời hơi nhiều, hắn là khách, không thể nói gì hơn, chỉ có thể nâng ly tiếp nhận mà thôi. Đồng Cánh Hoàn dù có tửu lượng tốt nhưng cũng không thể nào chống đỡ được tình huống có quá nhiều người mời rượu. Hơn nữa hắn mới được thả ra khỏi nhà giam, uống rượu nhiều cũng cảm thấy mệt mỏi, thế cho nên khi quay về phòng khách sạn thì nhanh chóng đổ sụp xuống giường. Mãi đến ngày hôm sau Đồng Cánh Hoàn mới xem như tỉnh lại, hắn đơn giản đi rửa mặt, sau đó leo lên chiếc xe Mercedes-Benz của mình ở bên dưới khách sạn, chạy thẳng về nội thành phía bắc thành phố Đông Hồng. Phía bắc thành phố Đông Hồng là khu vực nội thành cũ, tuy cực kỳ sầm uất nhưng cấp bậc không quá cao. Lần này Đồng Cánh Hoàn đến đây, mục đích chủ yếu của hắn chính là tìm một quán súp thịt dê thật ngon. Chu Ba Nhâm là người phương Bắc, bữa sáng căn bản thích dùng súp thịt dê, đầu bếp nhà khách tuy thỏa mãn yêu cầu này của hắn, thế nhưng lại căn bản không hợp khẩu vị với Chu Ba Nhâm. Nội thành phía bắc thành phố Đông Hồng có một quán ăn lâu đời, chỉ cần Chu Ba Nhâm đi đến Đông Hồng thì sẽ đến đây dùng món súp thịt dê. Ngày hôm qua Đồng Cánh Hoàn vốn có chút chuẩn bị, thế nhưng đáng tiếc là hắn không đến được. Nhưng bây giờ Đồng Cánh Hoàn căn bản là không thể quên, hắn cần phải hầu hạ lãnh đạo cho tốt, đây chính là bí quyết để hắn liên tục phát triển trong những năm qua. Quán súp thịt dê này có khá nhiều người, nhưng Đồng Cánh Hoàn cũng không ngồi xuống dùng bữa. Tuy trước kia hắn và Chu Ba Nhâm từng nhiều lần đến đây dùng súp, thế nhưng thật lòng thì Đồng Cánh Hoàn không thích món này, thậm chí cảm thấy mùi vị của nó làm mình muốn nôn mửa. Tất nhiên nếu có Chu Ba Nhâm ở đây, Đồng Cánh Hoàn sẽ ngồi đàng hoàng, ăn uống như điên, hưởng thụ cảm giác ngon ngọt. Trong ý thức của hắn thì mình căn bản không còn vị giác gì là độc lập, Chu Ba Nhâm chính là khẩu vị của hắn. Cũng may lúc này không có mặt giám đốc Chu, hắn cũng không cần phải chịu tội. Hắn mở cửa xe lấy thùng giữ ấm ra, yêu cầu nhân viên phục vụ mặc quần áo có dính chút dầu mỡ cho một phần súp tốt nhất, sau đó hắn nhanh tay cầm lấy hai cái bánh nướng. Chương 1144, bắt rồi thả, thả rồi bắt. Ủy, đây không phải là cảnh sát lộ sao? Chào anh, ngài cũng đến đây dùng cơm à? Khi Đồng Cánh Hoàn cảm thấy rất buồn chán, hắn chợt phát hiện ra một người quen trong quán. Hắn đưa mắt nhìn gương mặt quen thuộc của đối phương, không khỏi nhíu mắt lại, sau đó mỉm cười tiến lên chào hỏi. Người dùng cơm phía bên kia thật sự là Lộ Tử Khai, tối qua hắn trực ban, vì chú tâm công tác nên cả đêm không ngủ, lúc này đi đến quán súp quen ăn uống lấy lại tinh thần. Không ngờ lại gặp mặt Đồng Cánh Hoàn ở chỗ này. Lộ Tử Khai cũng nghe nói về chuyện thả Đồng Cánh Hoàn, hắn cảm thấy phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Hắn là một người bình thường, cánh tay của hắn dù cứng cũng không lay được đùi của Cục trưởng Cục Công an tỉnh. Hơn nữa nghe nói vì chuyện này mà Cục trưởng Trần Hồng Lỗi còn phải tự mình ký chỉ thị thả người. Nhưng bây giờ dù thế nào thì dưới sự áp chế của Bí Thư Vương, tên Đồng Cánh Hoàn kia vẫn bị giam giữ một ngày.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, sao lại gặp mặt ở chỗ này? Lộ Tử Khai nhìn gương mặt tươi cười của Đồng Cánh Hoàn, cảm giác tức giận chợt bùng lên trong lòng hắn. Nhưng Lộ Tử Khai cũng đã có chút kinh nghiệm, hắn cũng không còn xúc động như dĩ vãng, hắn nhìn Đồng Cánh Hoàn rồi cười nói. Ôi, đây không phải là Đồng tiên sinh sao? Đã được thả rồi à? Ăn cơm miễn phí của cục công an hình như cũng không được tốt lắm thì phải. Nói đến chuyện bị giam giữ thì Đồng Cánh Hoàn giống như mèo bị giẫm phải đuôi, hắn chợt thở hổn hển. Trước kia hắn là một người có phong cách, biểu hiện phong độ của một vị lãnh đạo doanh nghiệp, bây giờ thì đầu tóc bị cạo bóng loáng, làm cho người ta cảm thấy giống như một kẻ sắp xuất gia. Tiểu tử, mày đừng vui mừng quá sớm, tao nói cho mà biết, chúng tao sẽ không để yên, một ngày nào đó tao sẽ lấy lại thể diện của mình. Đồng Cánh Hoàn nhìn Lộ Tử Khai rồi lạnh lùng nói. Nếu như đã vạch mặt nhau thì Lộ Tử Khai cũng không khách khí với Đồng Cánh Hoàn, hắn cười cười nói. Tôi cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi, xem anh làm gì được tôi, thật sự rất chờ mong. Có thể làm gì được mày sao? Hừ, mày có phải cảm thấy được tên khốn họ Vương kia gặp mặt mà giá trị con người tăng tiến lên gấp đôi không? Thằng quỷ nhỏ, tao hữu hảo nhắc nhở mày một câu, cục công an của chúng mày cuối cùng cũng phải nghe theo cục trưởng Chân, vài ngày sau sẽ có nhiệm vụ tốt rơi xuống người mày, đến lúc đó mày cũng đừng nghĩ muốn cảm ơn tao nhé. Đồng Cánh Hoàn nói rồi xách thùng giữ ấm đi ra ngoài, vừa đi vừa đưa tờ 100 đồng cho nhân viên phục vụ. Không cần thối tiền, tiền cơm của vị cảnh sát này tính luôn cho tôi. Lộ Tử Khai muốn phản kích hai câu thế nhưng cuối cùng lại không nói gì. Tuy hắn nói không quá quan tâm, thế nhưng lúc này đối mặt với loại người như Đồng Cánh Hoàn làm hắn sinh ra cảm giác mất hết sức lực. Đồng Cánh Hoàn với tâm tình tốt đẹp lái xe về khách sạn, thời gian rất phù hợp. Lúc này giám đốc Chu Ba Nhâm vừa rời khỏi giường. Khi thấy Đồng Cánh Hoàn đưa súp thịt dê đến thì Chu Ba Nhâm thỏa mãn vỗ vỗ vai thủ hạ, sau đó nói chị anh là hiểu tôi. Một câu nói kia làm cho Đồng Cánh Hoàn thật sự cảm khái, dù sao thì Chu Ba Nhâm cũng là chỗ dựa của hắn, chỉ khi nào có được sự tán thưởng của Chu Ba Nhâm thì công tác của hắn sau này mới phát triển như cá gặp nước, mới thuận lợi được tiến hành. Đồng Cánh Hoàn đẩy cửa và thiếu chút nữa tưởng mình đi lầm phòng. Vì trước mặt hắn là nữ thư ký của công ty, khi đó nàng đang mặc đồ ngủ nằm trên giường với gương mặt lười biếng. Hắn có chút xấu hổ, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, vô tình lại giống như mất đi lực khống chế. Cũng may Chu Ba Nhâm đi ra với vẻ mặt điềm nhiên như không, chờ đến khi giám đốc Chu ung dung bình tĩnh ăn súp thịt dê thì Đồng Cánh Hoàn mới khôi phục như thường. Sau đó hắn xin chỉ thị vị thư ký đang mặc đồ ngủ của giám đốc Chu về hành trình hôm nay, đồng thời cũng cho ra sắp xếp của mình. Giám đốc Đồng, sáng hôm nay giám đốc Chu sẽ cùng bí thư Lật đến thành phố Ba Uẩn, sẽ khảo sát tình hình khai thác khoáng sản, đồng thời chuẩn bị tăng thêm đầu tư. Giọng nói gọn gàng linh hoạt của nữ thư ký không chỉ chứng minh nàng là một người bạn giường chiếu tuyệt hảo, còn là một người có khả năng và cực kỳ đắc lực. Đồng Cánh Hoàn nhanh chóng ghi nhớ, hắn nghĩ đến Lật Binh Đông, trong đầu chợt có một ý nghĩ. Lật Binh Đông căn bản không thể làm gì ở thành phố Đông Hồng. Thế nhưng nếu điều viên cảnh sát giao thông trẻ tuổi kia đến thành phố Ba Uẩn, chẳng phải thích làm gì thì làm sao? Nhưng hành động này cần phía cục công an tỉnh phối hợp, dù sao thì Đồng Cánh Hoàn cũng từng uống rượu với Chân Hồng Lỗi, thế nhưng hắn nghĩ với bản lĩnh của mình, căn bản không thể nào lay động được vị thần lớn như Chân Hồng Lỗi. Hắn do dự giây lát, sau đó nói ý nghĩ của mình với Chu Ba Nhâm. Chu Ba Nhâm không có hành động gì khác, gương mặt có chút nhàn nhạt. Điều này làm cho Đồng Cánh Hoàn có chút thất lạc, chẳng lẽ lãnh đạo ngại mình lòng dạ hẹp hòi sao? Nếu thật sự là như thế thì rõ ràng là hắn tính sai. Khi hắn đang cho rằng giám đốc Chu xem thường mình, chợt nghe Chu Ba Nhâm dùng giọng không chút biểu cảm nói. Thanh niên đúng là không biết tốt xấu, tôi đã chào hỏi với cục trưởng Chân rồi. Nửa giờ sau bí thư thị ủy Ba Uẩn là Lật Binh Đông tự mình đến phòng của Chu Ba Nhâm, tất cả đều đã được thương lượng tốt. Thế cho nên đoàn người căn bản không nói gì thêm mà cùng nhau xuống lầu. Chỉ cần mất một giờ là có thể đi từ Đông Hồng đến Ba Uẩn, vì cố gắng làm cho Chu Ba Nhâm thêm thoải mái, Lật Binh Đông đặc biệt điều một chiếc xe 30 chỗ từ thành phố Ba Uẩn chạy đến Đông Hồng. Khi mọi người chuẩn bị lên xe, vài chiếc xe của Viện Kiểm sát tỉnh đã chạy đến dừng ngay bên cạnh. Khi thấy những chiếc xe này thì vẻ mặt Lật Binh Đông chợt biến đổi, nhưng hắn cũng không mở miệng. Một người đàn ông trung niên từ trên xe của viện kiểm sát đi xuống khẽ chào hỏi bắt chuyện với Lật Binh Đông, người phía sau lại đi về phía Đồng Cánh Hoàn. Đồng chí Đồng Cánh Hoàn,
mong ngài hỗ trợ chúng tôi tiến hành điều tra. Một tên cán bộ trẻ tuổi của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh khẽ nói với Đồng Cánh Hoàn. Sự kiện xảy ra vào buổi sáng giống như mọc cánh truyền đi khắp văn phòng tỉnh ủy, hầu như ai nghe được tin tức này cũng cảm thấy một bầu không khí dương cung bạt kiếm. Có nghe nói gì không? Chủ tịch Trử rất tức giận, đã gọi Viện trưởng Viện Kiểm sát Kim đi vào trong phòng. Trong văn phòng phòng tổng hợp số 1 của Ủy ban Nhân dân tỉnh có hai người đang khẽ thì thầm với nhau. Hi hi, tin tức của anh đã quá cũ rồi, Viện trưởng Kim đã rời khỏi phòng của Chủ tịch Trử. Vừa rồi tôi đưa văn kiện đến cho trưởng phòng xà, đúng lúc Chủ tịch Trử đang vỗ bàn. Viện trưởng Kim đồng ý thả người rồi sao? Không, nghe nói có liên quan đến thứ gì đó nên phải giam giữ lại, Viện Kiểm sát bên kia đang trong quá trình hoàn thiện trình tự, bắt giữ trước rồi nói sau. Viên đồng sự nói rồi nhìn ra bên ngoài, sau đó khẽ nói. Tôi cũng không ưa gì tên kia, bộ dạng vênh mặt hất hàm sai khiến người khác. Không phải chỉ là một tên phó giám đốc sao? Nói toạc ra thì chẳng ra thể thống gì, vậy mà cực kỳ khí thế. Ngày hôm qua tôi cũng gặp mặt tên kia, hì hì, bây giờ bị bắt giữ thì đúng là quá hay, ít nhất cũng không cần phải cạo đầu nữa. Tên cán bộ trẻ tuổi vừa mở miệng vừa cười nói. Tôi nghe qua sự việc này lại thấy giống như bắt rồi thả, thả rồi bắt thế nhỉ. Hai người trò chuyện với nhau, cũng không còn tâm tư sửa bản thảo, thế nên một người đặt bản thảo xuống nói. Cậu đúng là khéo tưởng tượng, nhưng chỉ sợ chuyện này còn chưa xong đâu. Ừ, cậu cũng không phải không biết tính tình của Chủ tịch Trử, chỉ sợ lần này Bí Thư Vương đụng phải xà nhà rồi. Tên cán bộ thanh niên nói đến đây thì dùng giọng cảm thán nói. Nhưng tôi thật sự bội phục Bí Thư Vương, có thể giữ vững quan điểm của mình, hèn gì còn trẻ mà đã là lãnh đạo tỉnh ủy. Ôi, tôi căn bản không dám hy vọng xa vời, đến khi về hưu có được thành tựu bằng một nửa như của Bí Thư Vương là mãn nguyện lắm rồi. Lời nói cảm khái của tên cán bộ thanh niên làm cho người đồng sự nở nụ cười, sau đó người đồng sự nói. Cậu muốn có một nửa thành tựu như Bí Thư Vương sao? Còn chưa có kinh nghiệm công tác cơ sở. Cũng đừng hòng có được một nửa như vậy. Vì lúc này không có ai trong phòng nên tên cán bộ thanh niên mới mở miệng nói lời vui đùa. Hai anh rảnh rỗi lắm sao? Khi hai tên cán bộ văn phòng đang trò chuyện vui vẻ thì chợt nghe phía sau vang lên âm thanh lạnh lẽo. Hai người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trưởng phòng Xà Tiểu Cường đang đứng phía sau với gương mặt lạnh lùng. Xà Tiểu Cường kiêm nhiệm vị trí trưởng phòng của phòng tổng hợp số 1. Tuy vị trí trưởng phòng này có rất ít khi công tác trong đơn vị, thế nhưng dù sao hắn cũng là trưởng phòng, hơn nữa còn là thư ký của Trử Vận Phong, thế cho nên trong phòng tổng hợp số 1 căn bản không có ai dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Hai tên cán bộ nói về Chủ tịch Trử không ngờ lại đụng mặt trưởng phòng Xà, hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó tên cán bộ lớn tuổi hơn một chút cười nói. Trưởng phòng Xà, hai người chúng tôi đang kể một câu chuyện cười. Xà Tiểu Cường căn bản không có chút tán thưởng với hai người đối diện, thế nhưng cũng không muốn đắc tội với nhiều người. Tuy hắn là thư ký của Chủ tịch Trử Vận Phong, thế nhưng trong quan trường ít đắc tội với một người sẽ tốt hơn. Nếu như không phải vừa rồi hắn đang rất tức giận, căn bản sẽ không mở miệng nói ra câu vừa rồi. Xà Tiểu Cường sở dĩ nổi giận cũng là vì hôm nay Chủ tịch Trử căn bản không có gương mặt gì tốt đẹp, nhưng đó cũng là bình thường. Chủ tịch Trử mất hứng thì cần gì quan tâm đến cảm nhận của một thư ký như hắn. Hôm nay Chủ tịch Trử trò chuyện không thuận lợi với Viện trưởng Kim Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Viện trưởng Kim là người quật cường, hôm nay hầu như phát huy cá tính đến tận cùng, sau khi nghe Chủ tịch Trử nói cả ngày nhưng căn bản không tiếp nhận chỉ thị. Hơn nữa còn dùng giọng bài bản nói rõ công ty Kim bảo đồng nghiệp phải chịu trách nhiệm ở sự kiện vỡ hồ chứa chất thải khai khoáng, báo cáo sự kiện một năm trước cho Chủ tịch Trử. Cũng nhanh chóng báo cáo vài thông tin mà Viện Kiểm sát đã điều tra được. Chủ tịch Trử cuối cùng cũng không thể làm cho Viện trưởng Kim nghe theo mình, thế nhưng Xà Tiểu Cường căn bản hiểu rõ về Trử Vận Phong, hắn biết lãnh đạo của mình đang cực kỳ tức giận, ngọn nguồn của nó nằm ở Vương Tử Quân. Xà Tiểu Cường căn bản có chút hảo cảm với Vương Tử Quân, vì đối phương còn trẻ mà đi đến vị trí hiện tại, ngoài các nhân tố khác, tất nhiên phải có bản lĩnh thật sự. Nhưng lúc này Xà Tiểu Cường thật sự có chút tức giận. Anh nói xem, có người không coi trọng đại cục vậy sao? Xà Tiểu Cường là người công tác vài năm bên cạnh Trử Vận Phong, hắn không phải chưa từng thấy Chủ tịch Trử Vận Phong nổi giận, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Chủ tịch Trử nổi giận như vậy. Nhưng Xà Tiểu Cường cũng biết bộ mặt bá đạo khí phách của Trử Vận Phong,
năm xưa cũng vì một vị phó chủ tịch tỉnh công tác bất lực, sau khi chủ tịch Trừ tiến hành phê bình thì trực tiếp điều đối phương đến khối mặt trận tổ quốc tỉnh. Lúc này chủ tịch Trừ cực kỳ tức giận, liệu có thể đá bí thư Vương đến mặt trận tổ quốc tỉnh hay không? Xa Tiểu Cường lắc đầu, hắn cảm thấy khả năng này là không lớn. Dù sao Vương Tử Quân là cán bộ trẻ tuổi, vì tuyến trên căn bản luôn có ý nghĩ tha thứ cho những cán bộ thế này. Hắn nghĩ đến tình huống ngày hôm qua, chủ tịch Trừ muốn đẩy cục trưởng Chân lên vị trí phó chủ tịch tỉnh. Phó chủ tịch tỉnh kiêm cục trưởng cục công an tỉnh, vị trí này đủ chống lại bí thư ủy ban tư pháp. Hơn nữa Chân Hồng Lỗi là người có lực ảnh hưởng và uy tín thâm căn cố đế trong tỉnh Nam Giang, bản thân lại là người trong dòng chính của chủ tịch Trừ Vận Phong. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Xa Tiểu Cường chợt bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn hai người cán bộ trong phòng tổng hợp số 1 rồi cười nói. Anh Lữ, chủ tịch đang rất mất hứng, nếu như lãnh đạo nghe được những lời nói cười của các anh, như vậy sẽ bị mắng đấy. Trưởng phòng Xa, tôi biết anh là người công tác trầm ổn trưởng thành, cho dù là chi tiết nhỏ nhất cũng xem xét cực kỳ chu đáo, tôi hiểu ngài cũng là vì tốt cho hai chúng tôi, sau này chúng tôi sẽ chú ý hơn. Anh Lữ cũng là người có kinh nghiệm công tác trong cơ quan tỉnh, hiểu rõ vài vấn đề quan trọng. Sau khi nghe Xa Tiểu Cường nói thì hắn nhanh chóng mượn cơ hội cúi người. Xa Tiểu Cường khẽ gật đầu, sau đó đặt văn kiện trong tay xuống nói. Hai anh mau xem xét văn kiện này, lát nữa chủ tịch Trừ sẽ phải sử dụng. Xa Tiểu Cường nói đúng lúc điện thoại chợt vang lên, anh Lữ muốn biểu hiện một chút, thế cho nên nhanh chóng tiến lên nghe điện thoại. Sau khi hắn nói hai câu biết rồi thì cúp điện thoại. Trưởng phòng Xa, vừa nhận được thông báo của văn phòng tỉnh ủy. 5 giờ chiều nay sẽ tổ chức hội nghị thường ủy. Anh Lữ nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Xa Tiểu Cường khẽ gật đầu, hắn cũng không nói lời nào, thực tế trước khi đến đây thì hắn đã có dự cảm như vậy. Vừa rồi hắn rời khỏi phòng làm việc của Chủ tịch Trừ, khi đó Chủ tịch Trừ đang gọi điện thoại cho Bí thư Diệp, nội dung cuộc điện thoại chính là mở hội nghị thường ủy. Chủ tịch tỉnh đốc thúc Bí thư tỉnh ủy mở hội nghị thường ủy là vì cái gì? Là vì Vương Tử Quân. Nếu không thì chủ tịch Trừ sẽ không vội vã như vậy. Xa Tiểu Cường rời khỏi phòng tổng hợp số 1, hắn đi về phòng làm việc của mình. Hắn hiểu rõ công tác của mình, khi nào lãnh đạo bận rộn thì mình căn bản không thể rời khỏi cương vị công tác. Chương 1145, động tay động khắp toàn thân. Tiểu Cường, có người nào trong phòng chủ tịch không? Khi Xa Tiểu Cường chuẩn bị ngồi xuống thì phó chủ tịch thường vụ Lý Thự Uyên đi đến. Khi thấy Lý Thự Uyên thì Xa Tiểu Cường lên tiếng. Chủ tịch Lý, chủ tịch Trừ đang xem văn kiện. Xa Tiểu Cường lên tiếng rồi cùng Lý Thự Uyên đi ra ngoài. Lý Thự Uyên là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, trước nay đến phòng làm việc của chủ tịch Trừ thường không cần chào hỏi sớm, Xa Tiểu Cường đi theo chỉ có tác dụng gõ cửa mà thôi. Tiểu Cường, có phải lãnh đạo đang rất mất vui không? Khi đi đến cửa phòng làm việc của Trừ Vận Phong thì Lý Thự Uyên dùng giọng bình thản nói. Xa Tiểu Cường rất nguyện ý kết giao với Lý Thự Uyên, mà phó chủ tịch thường vụ Lý Thự Uyên cũng căn bản rất biết cách xử lý quan hệ. Trước đó cô em vợ của Xa Tiểu Cường tốt nghiệp đại học mà không tìm được công tác phù hợp, thế là Lý Thự Uyên sắp xếp cho cô em vợ của hắn vào làm phó phòng của một công ty di động, tuy chức vụ bình thường nhưng thu nhập rất tốt. Hơn nữa sau đó Lý Thự Uyên giống như quên mất chuyện này, chưa từng đề cập đến nó trước mặt Xa Tiểu Cường. Điều này làm cho Xa Tiểu Cường rất thoải mái. Trong lòng thầm cảm kích Lý Thự Uyên. Mặc dù hắn đi theo Trừ Vận Phong thì có nguyên tắc của mình, thế nhưng nếu trong phạm vi cho phép, hắn vẫn tình nguyện tiết lộ chút thông tin cho Lý Thự Uyên. Hôm nay Viện trưởng Kim Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh yêu cầu tiến hành truy cứu trách nhiệm của công ty Kim Bảo đồng nghiệp ở sự kiện vỡ hồ chứa chất thải khai khoáng, thế cho nên tiến hành bắt giữ giám đốc Đồng của công ty Kim Bảo đồng nghiệp. Xa Tiểu Cường nói rất khẽ, khi đến gần phòng làm việc của Trừ Vận Phong thì càng ngậm chặt miệng. Lý Thự Uyên khẽ gật đầu, hắn không nói gì thêm. Sau khi Xa Tiểu Cường gõ cửa đi vào bên trong, hắn cũng theo chân đối phương đi vào. Trừ Vận Phong giống như biết Lý Thự Uyên đi đến, lão đang nghe điện thoại, chỉ khẽ đưa tay chỉ vào ghế salon, sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại. Bí thư Diệp, tôi cảm thấy chuyện này có thể thực hiện được, chúng ta cần phải tin tưởng vào năng lực của đồng chí trẻ tuổi, hơn nữa còn phải chú trọng vào tính năng động chủ quan của các đồng chí lão thành. Chỉ khi nào hai phương diện kia dung hòa vào nhau nguyên vẹn mới có thể là nhân tài, mới phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế của tỉnh Nam Giang. Xa Tiểu Cường rất muốn nghe thêm một chút nữa,
thế nhưng kỷ luật tu dưỡng nhiều năm làm hắn rót nước trà cho Lý Thừa Uyên xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch Trử. Xà Tiểu Cường lại ngồi xuống bàn làm việc trong phòng của mình, hắn suy tư về những gì sắp xảy ra. Vừa rồi chủ tịch Trử đã liên hệ với bí thư Diệp, hơn nữa còn gọi phó chủ tịch thường vụ Lý Thừa Uyên đến phòng làm việc của mình, lúc này chủ tịch Trử đang làm gì? Không cần nói cũng biết. Xem ra chủ tịch Trử quyết định vung tay thật mạnh trong sự kiện này, nếu không sẽ chẳng làm như vậy. Nhìn bộ dạng của chủ tịch giống như dù thế nào cũng phải đẩy Trân Hồng Lỗi lên vị trí phó chủ tịch tỉnh. Cốc cốc cốc. Khi Xà Tiểu Cường đang tiếp tục đắm mình suy xét thì tiếng gõ cửa vang lên, hắn ngẩng đầu và thấy phó chủ tịch thường ủy Kim Hành Thuấn đang đứng nơi đó. Khi thấy Kim Hành Thuấn thì Xà Tiểu Cường vội vàng nở nụ cười tiến lên chào đón. Chủ tịch Kim, mời anh ngồi. Xà Tiểu Cường vừa rót nước cho Kim Hành Thuấn vừa dùng giọng nhiệt tình nói. Tiểu Cường, chủ tịch Trử có rảnh không? Kim Hành Thuấn khoát tay áo với Xà Tiểu Cường, tỏ ý không cần phiền toái như vậy, hắn khẽ hỏi Xà Tiểu Cường. Xà Tiểu Cường tất nhiên sẽ không có gì cần che giấu ở phương diện này, hắn cười nói. Chủ tịch Lý vừa mới đi vào, để tôi vào xem thế nào. Không cần, tôi sẽ chờ một chút nữa vậy. Tiểu Cường, hai người chúng ta đã lâu rồi không trò chuyện với nhau thì phải. Kim Hành Thuấn tỏ ý cho Xà Tiểu Cường ngồi xuống vừa khẽ nói. Khi hai người trò chuyện thì Xà Tiểu Cường chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nghe máy, bên trong vang lên giọng nói phụ nữ rất ôn hòa. Tiểu Cường, tôi là Trương Thu Mi, lúc này chủ tịch Trử có rảnh không? Hội nghị thường ủy vào lúc 5 giờ chiều có thể nói tác động đến tâm tư của nhiều người, tuy đã đến lúc tan tầm thế nhưng căn bản không ai dám trốn việc, cả đám người ngồi đàng hoàng trên vị trí của mình. Trong văn phòng ủy ban tư pháp tỉnh ủy, vẻ mặt của chủ nhiệm Vu Trường Long là không quá tốt. Hắn là cán bộ lão thành của khối tư pháp, khứu giác chính trị của hắn rất linh mẫn, khi nhiều chuyện còn chưa kịp xảy ra thì hắn đã căn bản tìm được đáp án. Hội nghị thường ủy lần nào sẽ phát sinh điều gì? Vu Trường Long căn bản có dự đoán của mình, nhưng hắn không quan tâm đến vấn đề này, điều hắn cần quan tâm chính là những sự việc sắp phát sinh. Nếu Bí Thư Vương bị phân chia quyền lực, như vậy hắn cần phải tìm ra hướng đi mới. Tuy Bí Thư Vương điều động hắn từ vị trí chủ nhiệm lên thư ký trưởng là căn bản không có gì khó khăn, thế nhưng hướng đi lên từ vị trí kia lại càng thêm khó. Người ta ai cũng có tâm tư được voi đòi tiên, Vu Trường Long cũng không phải ngoại lệ. Chủ nhiệm Vu, thành phố Đông Hồng phát sinh một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, một người đàn ông say rượu chạy xe như điên đã đâm chết 4 người đi đường. Một tên cán bộ hơn 20 tuổi trầm giọng báo cáo với Vu Trường Long. Say rượu lái xe, còn đâm chết người, Vu Trường Long cảm thấy trái tim mình nhảy dựng lên, đây nhất định là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hắn nhìn tên cán bộ trẻ tuổi rồi trầm giọng nói. Người gây tai nạn đã được khống chế chưa? Cục Công an thành phố Đông Hồng đã khống chế được người kia, anh ta không những tông chết 4 người, còn làm bị thương 7-8 người khác, trước mắt những người bị thương đã được nhân dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tên cán bộ thanh niên nói đến đây thì tỏ ra cực kỳ tức giận. Chủ nhiệm Vu, nên trừng phạt thật nặng những kẻ lái xe say rượu, vì trong số những người bị chết còn có học sinh vừa mới đi học về. Vu Trường Long khẽ gật đầu, hắn cũng rất tức giận. Dù hắn công tác trong cơ quan và được mài đi nhiều góc cạnh trên người, thế nhưng còn chưa thể nào mài phẳng lương tri của hắn. 4 người chết, trong đó còn có học sinh, nghĩ đến tình cảnh như vậy thì hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Được rồi, Tiểu Lý, chuyện này anh thông báo cho các vị phó bí thư khác, tôi đi báo cáo cho Bí Thư Vương một chút. Vu Trường Long cầm cặp văn kiện rồi đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Mặc dù biết Bí Thư Vương là người thế nào, thế nhưng khi đi gần đến khu văn phòng của Bí Thư Vương thì Vu Trường Long vẫn đi chậm lại một chút. Dù sao thì Vương Tử Quân vẫn là Bí Thư Ủy ban Tư pháp, hắn cũng không muốn làm cho Bí Thư Vương mất hứng. Chương 1145, 2, động tay động khắp toàn thân. Dù Giang Vĩ đang ở trong phòng xem xét văn kiện, tuy lúc này vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cũng cực kỳ bức bối. Có câu thư ký và lãnh đạo căn bản là cùng chung vinh nhục. Nó thể hiện rõ ràng mối quan hệ giữa hai bên là thế nào. Vì trở thành thư ký cho Vương Tử Quân mà Du Giang Vĩ giống như được đưa lên mây, thế nhưng nếu Bí Thư Vương ngã xuống thì vị trí thư ký của hắn xem ra sẽ càng thêm xấu hổ. Những người đã từng được hưởng qua sức quyến rũ của quyền lực sẽ căn bản không chịu để tụt mất cơ hội trong tay. Giang Vĩ,
Bí thư Vương có bận rộn gì không? Vu Trường Long đi đến bên cạnh Du Giang Vĩ rồi khẽ hỏi. Du Giang Vĩ thấy Vu Trường Long thì vội vàng đứng lên mời ngồi. Chủ nhiệm Vu, Bí thư Vương đang xem văn kiện. Tuy Vu Trường Long rất muốn hỏi lúc này Bí thư Vương như thế nào, hắn biết bí thư của mình căn bản nắm chắc sự việc, thế nhưng cuối cùng vẫn thu lại ý nghĩ của mình. Dù sao thì chuyện không nên hỏi thì hắn cũng đừng hỏi làm gì. Tôi có chuyện cần báo cáo với Bí thư Vương, cậu vào xem Bí thư Vương có thời gian không? Vu Trường Long áp chế xúc động trong lòng rồi nói với Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ rót cho Vu Trường Long một ly trà, sau đó mới đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Thật ra hắn cũng muốn xem lúc này Bí thư Vương đang làm gì, muốn xem Bí thư Vương có lòng tin với khiêu chiến của Chủ tịch Trử hay không. Sau khi nghe được âm thanh quen thuộc thì Du Giang Vĩ đẩy cửa đi vào. Hắn thấy ly trà của Bí thư Vương đã cạn, thế là vội vàng châm thêm nước. Vương Tử Quân buông văn kiện rồi khẽ hỏi. Giang Vĩ, có chuyện gì sao? Du Giang Vĩ cảm thấy rất ngạc nhiên vì Vương Tử Quân đang xem xét văn kiện, lúc này Bí thư Vương còn tâm tư xem văn kiện sao? Hắn nhân cơ hội rót nước rồi nhìn sang. Vấn đề liên quan đến Hà Duyên Cường. Chỉ sau nháy mắt thì Du Giang Vĩ chỉ nhìn được như thế, dù sao thì ánh mắt cũng có hạn, thế nhưng chỉ bằng vào những chữ như vậy thì hắn hiểu Bí thư Vương đang xem xét cái gì. Hà Duyên Cường có quan hệ không tầm thường với vị cục trưởng cục công an tỉnh Trân Hồng Lỗi, đây là sự kiện mà ai cũng biết. Lúc này Trân Hồng Lỗi sắp tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh. Như vậy Hà Duyên Cường chính là một cửa khẩu mà Vương Tử Quân có thể quan tâm. Đáng tiếc là sau khi Hà Duyên Cường bị xử xong quy thì căn bản rất cứng minigi, dù hỏi cái gì cũng chỉ có một câu trả lời, đó là Vương Tử Quân hãm hại mình. Nếu Hà Duyên Cường mở miệng thì Vương Tử Quân căn bản cũng không cần khó xử như vậy. Bí thư Vương, chủ nhiệm Vu có công tác quan trọng cần báo cáo với ngài, nhờ tôi vào hỏi xem ngài có thời gian không? Du Giang Vĩ không dám nghĩ nhiều mà nhanh chóng báo cáo. Vương Tử Quân gật đầu nói. Cho anh ta vào. Khi Du Giang Vĩ rời khỏi phòng thì Vương Tử Quân khẽ khép văn kiện lại. Phần văn kiện này là từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đưa đến, tuy phản ánh một vài tình huống phạm tội của Hà Duyên Cường là sự thật, thế nhưng có rất nhiều thứ còn chưa rõ ràng. Những chuyện có liên quan đến người khác thì Hà Duyên Cường nói không, có thể thấy hắn quyết định gánh vác tất cả trách nhiệm lên người. Vương Tử Quân sở dĩ phải xem văn kiện này, căn bản là hắn còn muốn dùng nó. Hắn biết rõ Trử Vận Phong chuẩn bị làm gì trong hội nghị thường ủy lần này, khi mà thái độ của Diệp Thừa Dân còn chưa ổn định, hắn cần phải ném ra vài thứ cho Diệp Thừa Dân mở miệng giúp đỡ mình. Nắm việc làm của Hà Duyên Cường chính là một trong những sách lược của Vương Tử Quân, thế nhưng nó căn bản cũng không quá tốt đẹp. Thế nhưng dù thế nào hắn cũng phải đưa ra. Nếu không thì một vị bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy như hắn sẽ là đối tượng tế cờ của Trử Vận Phong. Khi mà các cơ quan đơn vị trong khối tư pháp tiến hành chấp pháp theo nếp, Vương Tử Quân căn bản không còn đường lui. Tuy hắn hiểu rõ lập trường của Trử Vận Phong, thế nhưng sau hàng loạt sự kiện liên quan đến Kim Bảo đồng nghiệp, hắn chợt cảm thấy người ta đang cố ý đẩy mình lên dây cáp. Nếu hắn có thỏa hiệp, chỉ sợ hành động chấp pháp theo nếp ở đơn vị tư pháp sẽ biến thành bia ngắm bắn cho mọi người. Tuy Vương Tử Quân sẽ không phải gánh chịu chỉ trích gì lớn, thế nhưng uy tín của hắn sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, sau này khó thể triển khai mở rộng công tác. Những loại ảnh hưởng thế này căn bản là thứ Vương Tử Quân không thể tiếp nhận được. Lúc này chỉ có thể động toàn thân mới thắng được. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ mông lung thì Vu Trường Long đi vào trong phòng. Vu Trường Long nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân thì khẽ nói. Bí thư Vương. Vừa rồi thành phố Đông Hồng đưa lên một tài liệu về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trước kia Vu Trường Long căn bản nói cười vui vẻ trước mặt Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ hắn căn bản không dám cười, vì đây sự kiện nghiêm trọng, hắn nào dám cười được. Vương Tử Quân cũng không nhìn gương mặt của Vu Trường Long, nhưng khi hắn thấy phần tài liệu báo cáo thì không khỏi hừ lên tức giận. Lại là say rượu lái xe nhưng tạo nên hậu quả quá nghiêm trọng, liên quan đến tính mạng 4 người. Còn có 2 học sinh đang tuổi mới lớn. Những sinh mạng vốn đang sống tốt đẹp đột nhiên bị một kẻ say rượu lái xe không chịu trách nhiệm tước đoạt đi, điều này không khỏi làm cho người ta cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Anh thông báo. Vương Tử Quân nói rồi ném văn kiện lên bàn, hắn cầm điện thoại trong tay gọi cho Cục trưởng Đoạn Văn Đống Cục Công an thành phố Đông Hồng. Cục trưởng Đoạn, đối với chuyện say rượu lái xe cần xử lý cực kỳ nghiêm túc, căn bản xử lý thật nghiêm người gây tai nạn. Tuyệt đối không thể nuông chiều.
Đoạn Văn Đống không ngờ lại nhận được điện thoại của Vương Tử Quân vào lúc này, vì hắn biết rõ bây giờ Bí Thư Vương đang gặp phải tình huống thế nào. Sau khi nghe giọng nói cực kỳ khí phách của Bí Thư Vương trong điện thoại, hắn có chút cảm động. Bí Thư Vương cứ yên tâm, Cục Công an thành phố Đông Hồng chúng tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của ngài. Người bị thương như thế nào rồi? Nhất định phải ra sức cứu chữa người bị thương. Vương Tử Quân cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, sau đó mới tiếp tục lên tiếng. Bí Thư Vương, người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, đã được các bác sĩ cho ra chuẩn đoán sơ bộ. Tổng cộng có 3 người bị thương nặng, số còn lại chỉ bị thương nhẹ, nhưng trên cơ bản đã có thể kết luận không còn tiếp tục xuất hiện người thương vong. Đoạn Văn Đống căn bản hiểu rõ chuyện này, thế nên trả lời không cần nghĩ ngợi gì thêm. Cần phải dùng những loại thuốc tốt nhất, bác sĩ tốt nhất để cứu chữa người bệnh, nếu phía bệnh viện bên kia cần gì thì anh cứ liên lạc với tôi sẽ phối hợp. Vương Tử Quân đã khống chế được tâm tình, hắn khẽ dặn dò. Đoạn Văn Đống đồng ý một tiếng, sau đó có chút do dự. Bí Thư Vương, vừa rồi phụ huynh của 2 học sinh đi đến chi đội cảnh sát giao thông, một phụ huynh quá kích động đã dùng điện thoại đánh chảy máu đầu kẻ gây tai họa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 108.